Nói thật, Tần Lạc luôn có cảm giác rất lạ khi nói chuyện với Lệ Khuynh Thành. Tất nhiên, có lẽ cũng do ảnh hưởng của phim ảnh và những nữ diễn viên hắn hay xem có tính cách giống nàng nên không tránh khỏi việc cảm thấy có gì đó khó tiếp nhận. Ở trong nước hay nước ngoài, ngày xưa hay ngày nay thì đều có những người phụ nữ như vậy. Các nàng ăn mặc gợi cảm, cử chỉ phóng đãng, đôi môi đỏ mọng, mắt thì đủ các màu, tay luôn cầm thuốc lá. Các nàng tuy có cử chỉ phong lưu nhưng lại không dễ dàng chịu khuất phục. Thông minh và đầy mị hoặc, luôn dễ dàng biến nam nhân thành một thứ đồ chơi trong tay mình. Lệ Khuynh Thành cũng là một trong những cô gái như vậy. Nàng như bước ra hiện thực từ trong một bộ phim nào đó vậy. Rốt cuộc là đã phải trải qua những đau khổ như thế nào, chịu những thương tổn dạng gì mà một người phụ nữ có thể từ niết bàn sống lại, tu luyện đến được cảnh giới như thế này. Lệ Khuynh Thành không nói gì, Tần Lạc cũng chẳng hỏi thêm. Nhưng hắn biết, nói như vậy với Lệ Khuynh Thành cũng có chút không thích hợp. Vẻ mặt có thể lừa dối, ánh mắt cũng có thể lừa dối, nhưng trái tim nàng thì không thể nói dối. Vừa rồi lúc Lệ Khuynh Thành tức giận, Tần Lạc rõ ràng cảm nhận được nàng cũng có một trái tim bình thường và nó đã bị kích động không ít. Rõ ràng chuyện đó cũng không phải dễ dàng mà thể hiện ra. Tần Lạc không muốn nói nhiều đến vấn đề này, nói một cách khác, có nói một ngày một đêm chắc cũng chẳng có kết quả gì. Tóm lại, cô đến đây tìm tôi chính là muốn nói với tôi điều này. Lệ Khuynh Thành liếc Tần Lạc một cái, nói, cậu uống hết chén rượu kia đi rồi tôi mới nói chuyện với cậu. Tần Lạc bất đắc dĩ đành phải nhấp môi một ngụm rượu nhỏ, như nếm độc dược từng chút một. Nói, tôi đã uống nhưng không thể uống nhanh được. Lệ Khuynh Thành thấy Tần Lạc thật sự không biết uống rượu nên cũng không làm khó nữa. Nói, cậu đúng là không biết thưởng thức, uống rượu ca hát mới chính là cực lạc cảnh giới của con người, cậu không ca không hát, rượu cũng không uống, vậy hỏi còn ý nghĩa gì nữa đây? Cô nghĩ tôi không biết ca hát sao? Tần Lạc hỏi, hình như hắn không nói đùa Lệ Khuynh Thành. Nói nhảm, cậu mà biết hát có mà quỷ mới tin. Lệ Khuynh Thành nói, tôi gọi cậu đến đây là có một tin vui muốn nói với cậu. Tin vui gì vậy? Tần Lạc tò mò hỏi. Cậu phát tài rồi. Lệ Khuynh Thành nhìn chằm chằm Tần Lạc xem phản ứng của hắn. Phát tài gì? Tần Lạc không có phản ứng gì với câu nói của Lệ Khuynh Thành. Cậu chưa xem báo à? Lệ Khuynh Thành tức giận hỏi. Chưa, Tần Lạc gật đầu, mà việc đó có quan hệ gì với việc tôi phát tài sao? Lệ Khuynh Thành vỗ vỗ vào đầu Tần Lạc, hỏi, chẳng lẽ cậu không biết rằng, Khuynh Thành quốc tế hiện giờ luôn có mặt ở trang đầu của tất cả các tờ báo sao? Cả trên TV nữa, cậu không chú ý gì à? Tần Lạc vừa cười vừa nói, chú ý gì chứ? Trước đây tôi tưởng là quảng cáo, nhưng thật không ngờ nó lại nổi tiếng đến vậy. Nhưng cái đó có liên quan gì đến việc tôi phát tài? Sản phẩm của chúng ta không phải là mới tung ra sao? Nói phát tài e rằng còn sớm quá chăng? Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói, kiếm tiền quả thật không hề dễ dàng đúng không? Nói thật ta cũng không ngờ quảng cáo lại có hiệu quả mạnh mẽ đến vậy. Cũng chính từ nguyên nhân này mà sản phẩm của chúng ta đạt được những thành công ngoài dự kiến. Sự chuẩn bị của chúng ta e rằng chưa đủ, nhất là nguồn cung cấp, căn bản là không có khả năng thỏa mãn nhu cầu thị trường. Tôi nghĩ cô nhất định có cách giải quyết. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Nếu Lệ Yêu Tinh đã nói là mình phát tài, sao lại chưa có phương pháp giải quyết vấn đề này được chứ? Ứng trước tiền, Lệ Khuynh Thành cười vẻ mặt bí ẩn. Những người muốn nhận hàng của Khuynh Thành quốc tế phải tạm ứng trước cho chúng ta 500 vạn để đặt hàng. Nhiều như vậy sao? Tần Lạc kinh ngạc hỏi. Như vậy đã là nhiều ư? Bổn cô nương ta còn muốn 10.000 vạn cơ. Lệ Khuynh Thành cười khẽ. Chỉ là tôi đang nghĩ nhiều đến khuếch trương tên tuổi. Đây là thành phố đầu tiên nên phải chắc chắn có vài đại lý. Sau đó, khi giá hàng hạ xuống, nhiều người sẽ chọn làm đại lý cho chúng ta. Trước đây chúng ta chưa có tên tuổi nhiều nên đây chính là thượng sách. Liệu đại lý có chịu như vậy không? Tần Lạc lo lắng hỏi. Trên thực tế, đại lý chính là một kênh bán hàng rất hiệu quả. Một công ty ít sản phẩm muốn khuếch trương tên tuổi trên thị trường, thường sử dụng kênh phân phối này đầu tiên, sau đó mới nghĩ đến những chính sách, câu khách khác. Hơn nữa, các đại lý sẽ được nhận phần trăm hoa hồng từ các công ty đó. Như sản phẩm của Khuynh Thành quốc tế chưa hề có trên thị trường, nhưng lại ra điều kiện đại lý nộp trước 500 vạn là chuyện hiếm thấy. Không chịu á, sao lại không chịu, hai ngày qua chúng ta nhận được điện thoại của hàng ngàn khách hàng quan tâm muốn hợp tác, nhưng chúng ta chỉ có thể hợp tác với không tới 100 đại lý. Nếu như chấp nhận, các đại lý không có cách nào khác là phải ứng trước tiền cho chúng ta.
nếu được là đại lý cho chúng ta thì đó chính là may mắn của họ. Lệ Khuynh Thành có phong thái rất ung dung, vẻ mặt nàng cho thấy không hề có vấn đề gì cả. Tần Lạc gật đầu, đột nhiên hắn nhớ tới một người rất giỏi trong lĩnh vực này. Chị nói xem chúng ta có thể hợp tác với 100 đại lý không? Có thể, tối đa sẽ là từng đó. Không nói nhiều, chúng ta chỉ cung cấp hàng cho những đại lý đáp ứng được đủ yêu cầu. Lệ Khuynh Thành nói. Mỗi nhà trả trước 500 vạn hả? Tần Lạc có cảm giác giọng nói của mình run run. Đúng vậy, mỗi nhà chúng ta sẽ nhận 500 vạn. Lệ Khuynh Thành hài lòng gật đầu. Đồ ngốc này cuối cùng cũng nghĩ được đến vấn đề mấu chốt. Vậy tổng cộng là, Tần Lạc không tốt lắm trong khoản tính toán, cố gắng đếm trên đầu ngón tay. 5 triệu Lệ Khuynh Thành nói luôn đáp án. 5 triệu, đó là bao nhiêu tiền chứ? Bất luận Tần Lạc nghĩ thế nào, hắn cũng không thể nghĩ đến một số tiền lớn cụ thể là bao nhiêu. Dù Tần Lạc sinh ra trong gia đình cũng không phải hạng thường nhưng hắn chưa bao giờ mang trên người 100 vạn tiền mặt. Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không bao giờ thiếu tiền. Khi hắn nghe thấy một số tiền khổng lồ, hắn đã kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Trừ chi phí sản xuất, cậu chiếm 7 phần vốn góp của Khuynh Thành quốc tế, như vậy ít nhất cậu cũng có được 3 triệu nhân dân tệ. Lệ Khuynh Thành cảm thán nói, đúng là nhờ bóng đại thụ có khác. Trước kia, lợi nhuận một năm của Khuynh Thành quốc tế cũng chỉ được khoảng 30 triệu mà thôi. Thật đúng là phát tài, Tần Lạc thầm nghĩ. Sau này, khi hắn trả lời phỏng vấn của giới truyền thông, hắn có thể ngẩng cao đầu mà nói một câu, tiền đối với ta mà nói chỉ là những con số mà thôi. Phát tài, bây giờ ngươi mới bắt đầu nghĩ đến ư? Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Lần này quảng cáo thành công sẽ mang tới danh tiếng rất lớn, chúng ta mới dùng phương án bắt đại lý đặt cọc nhiều như vậy. Sau này đợi đến khi hàng của chúng ta sản xuất được nhiều, phạm vi thị trường rộng lớn, đó mới thực sự là thời cơ kiếm tiền của chúng ta. Ta không giỏi buôn bán, chỉ cần ngồi lấy tiền là tốt rồi, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Nhưng chúng ta cũng phải nghĩ đến trường hợp một số thương nhân khác lợi dụng thời cơ chúng ta giới thiệu sản phẩm mới sẽ làm loạn thị trường. Lệ Khuynh Thành nói có chút lo lắng. Đến lúc đó chúng ta sẽ có cách điều chỉnh, bọn họ làm như thế nào chứ? Tần Lạc hỏi. Bọn họ sẽ tùy tiện sản xuất một loại sản phẩm, rồi quảng cáo đó là dược liệu công chúa, quý phi triều Minh chuyên dùng, gọi là kim tàm dưỡng phù thủy, tùy tiện lấy đại một các tên của ai đó, sau đó rất nhanh chóng tung ra thị trường, công chúng sao có thể phân biệt được chứ? Ta không sợ bọn họ cướp thị trường, chỉ sợ bọn họ làm đủ thủ đoạn để làm hỗn loạn thị trường thôi. Những thủ đoạn kiểu vậy thường từ những công ty có kinh doanh cùng một loại mặt hàng. Quản tự bỏ tờ báo trên tay xuống. Qua làn khói hắn sở lấy hộp thuốc. Ngồi đối diện hắn là Lý Lệnh Tây cũng đã hút hết điếu thuốc và đang hút điếu khác. Bây giờ cậu có biết thị trường của họ lớn cỡ nào không? Quản tự nhả khói, vừa cười vừa nói. Đúng vậy, kiếm tiền như vậy đâu còn đạo lý gì nữa. Khác gì đi cướp tiền ngân hàng đâu. Lý Lệnh Tây căm giận nói. Trước đây, tôi còn dương dương tự đắc, nghĩ rằng chúng ta là số một ở đây. Bây giờ so với bọn họ, chúng ta về căn bản là yếu hơn. Quản thiếu, chúng ta phải nhanh hơn họ một bước mới được. Đúng vậy, phải nhanh hơn họ một bước, nhưng phải nghĩ ra sản phẩm hoàn mỹ hơn họ mới được. Lúc này đây, bọn họ tự dưng bùng lên chiến dịch quảng cáo khắp nơi, nên mới gây được sự chú ý lớn như vậy. Ai có thể cam đoan chúng ta cũng có vận khí tốt như vậy? Lý Lệnh Tây cười nói, quản thiếu gia, người mới từ Mỹ về, nên không biết tình hình trong nước. Quản tự có chút nghi hoặc hỏi. Chúng ta hoàn toàn không phải hao tâm tổn khí nghĩ ra ý tưởng quảng cáo sản phẩm mới làm gì, chúng ta chỉ cần dựa theo Khuynh Thành quốc tế mà làm. Bây giờ bọn họ đang làm quảng cáo dùm beng, với quy mô sản xuất của họ liệu có thể thỏa mãn nhu cầu thị trường không? Cho dù bọn họ có chuẩn bị từ trước, nguồn cung cấp dồi dào, nhưng thị trường của bọn họ là giới thượng lưu. Còn giới trung lưu và thường dân thì chẳng phải không thể dùng đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể chiếm lĩnh khối thị trường này. Như vậy không phải là vi phạm bản quyền sao? Quản tự nhíu mày, rồi giãn mày ra, hỏi. Tính làm gì mấy cái chuyện bản quyền ấy? Chúng ta tung một số sản phẩm của mình ra, hoàn toàn do chúng ta điều chế. Hơn nữa, cũng không nói gì đến là kim dũng dưỡng cơ phấn. Cứ tự đặt ra cái tên gì đó như kim trùng kim ngư. Sau đó đóng gói vào là được. Loại chuyện này đâu có cơ quan nào để ý. Chúng ta chỉ cần cung cấp vào một số cửa hàng nhỏ. Quản tự vừa nhả từng làn khói thuốc vừa nghĩ đến những lợi hại của kế hoạch này. Dựa theo những hiệu dụng của kim dũng cơ phấn,
quả thật bọn họ có món thu rất lớn. Hơn nữa, bên Hoa Hạ không thiếu danh y trong lĩnh vực trung y, cũng không phải không có thị trường từ trước. Chỉ cần hắn khôn khéo một chút, thị trường sẽ nhanh chóng tiếp nhận sản phẩm của bọn họ. Bắt tay nhau trong khói thuốc, quản tự nói, có thể kiếm tiền nhưng không được làm gì ảnh hưởng đến uy tín của danh y đường chúng ta. Như thế này đi, nếu muốn làm loại sản phẩm này, chúng ta cũng cần chuẩn bị thật kỹ, nói rõ những tính năng nổi trội mới có kết quả tốt. Nhất định không được để lộ chiêu bài này của chúng ta. Quản thiếu cứ yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề gì xảy ra. Ta sẽ lập ra một ban chuyên trách việc này, cần phải cân nhắc thật kỹ trước khi hành động. Mặc cho bọn họ lao tâm khổ tứ, chúng ta cứ thoải mái đi giải trí. So với bọn họ chẳng phải dễ dàng hơn nhiều sao? Lý Lệnh Tây cười đắc ý. Chương 146, tôi có thể hôn cô không? Lúc Tần Lạc mở mắt, hắn có cảm giác hôm nay phòng sáng hơn mọi hôm. Trong phút chốc mơ màng, sau đó hắn cố gắng bật dậy thật nhanh khỏi giường, nhưng lần đầu tiên đã thất bại vì nệm quá mềm nên hắn bị lăn từ trên giường xuống đất. Hắn chạy chân trần ra ban công, nhìn ra cửa sổ mưa lất phất rơi làm cảnh vật bên ngoài trở nên mờ ảo. Có giọt nước mưa rơi vào kính cửa sổ tạo nên một dãy biểu tượng kỳ lạ như những con số biết nhảy nhót. Wow! Tần Lạc đẩy cửa sổ ra. Thật kỳ diệu như mở ra một thế giới khác. Một thế giới màu trắng. Mọi vật đột nhiên chuyển thành một màu trắng, vừa chói mắt, vừa lại như giao hòa trời đất. Như thể cả khu phố biến thành một người giả bộ ngọc thế, đầy thơ mộng trong thế giới cổ tích. Xa xa thấp thoáng những ngôi nhà, đối diện với núi đồi non bộ. Phóng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh vật, tất cả đều mang một màu trắng chói lóa. Nhìn kỹ thêm một chút nữa, khu phố yên tĩnh bỗng nhiên, sống, dậy, một đám ẩn hiện như những đứa trẻ vui đùa trong tuyết, một đám người tuyết đang cầm những cục bóng tuyết chơi đùa nhịp nhàng. Tần Lạc đến từ phía Nam Trung Quốc, nên rất ít cơ hội được nhìn thấy cảnh tuyết rơi. Nhìn thấy người khác vui đùa hạnh phúc trong tuyết hắn cũng không thể không bị lây truyền cảm giác đó. Hắn muốn cảm thấy gần gũi cùng mùa đông đầu tiên ở Yến Kinh. Tần Lạc mặc một bộ thể thao mỏng chạy xuống cầu thang, Lâm Thanh Nguyên đang đứng ở phòng khách. Bên ngoài trời tuyết ngày càng rơi nhiều, không thể ra ngoài sân tập thể dục được. Thấy Tần Lạc xuống lầu, Lâm Thanh Nguyên vừa cười vừa nói, tuyết vẫn đang rơi nhiều, sao cháu không ngủ thêm chút nữa? Thời tiết như thế này chỉ nằm trong chăn ấm là thấy thoải mái nhất. Cháu xem Hoán Khê đến bây giờ vẫn chưa rời khỏi giường. Cháu không ngủ được nên dậy xem tuyết rơi. Tần Lạc vừa cười vừa nói, hắn vẫn duy trì thói quen tốt là hàng ngày thức dậy vào 6 giờ sáng. Âu, tốt, cháu là người phương Nam hẳn không có nhiều cơ hội nhìn thấy tuyết nhỉ. Yến Kinh hàng năm đều có vài trận tuyết rơi, nhìn mãi cũng thấy bình thường. Trận tuyết đầu tiên của năm nay tới sớm hơn năm ngoái, cũng rơi nhiều hơn một chút. Thủy tuyết điềm, triệu năm mới được một mùa, có vẻ là điều tốt. Lâm Thanh Nguyên cười ha hả nói. Giống như từng là người Yến Kinh hắn hiển nhiên cảm thấy có phần kiêu ngạo về quê hương mình. Cháu cũng đã từng nhìn thấy tuyết, nhưng tuyết không lớn như thế này. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Trước kia, đã có thời gian ông nội đưa hắn đi khắp nơi tìm kiếm danh y, ở miền Bắc cũng nhìn thấy tuyết rơi. Có điều tuyết ở đó rất nhỏ, nhỏ như bọt biển. Hơn nữa, sau nhiều năm, hắn gần như lãng quên cảnh tuyết rơi. Lâm Thanh Nguyên gật đầu rồi chợt nhận ra Tần Lạc mặc một bộ đồ thể dục mỏng manh, liền nói, ngoài trời rất lạnh đó, cháu nên mặc thêm quần áo ấm vào. Hôm nay có tiết dậy không? Để Lâm Hoán Khê đưa cháu đi mua miên y. Yến Kinh không giống như ở Quảng Châu, không mặc miên y là không được đâu. Hay là cháu không muốn thay bộ bào tử này? Tần Lạc vừa cười vừa nói, hay là mặc miên y ở trong? Lão gia tử có quy định riêng. Quy định gì vậy? Trời lạnh như này không mặc miên y thì khéo đông cứng người mà chết mất, nên không có lý do gì phải suy nghĩ về việc phá vỡ những quy tắc. Nếu ông nội cháu trách phạt, ta sẽ đến nói chuyện với lão. Lâm Thanh Nguyên trừng mắt nói. Dường như Tần Lạc đối với lão như cháu ruột, so với ông nội Tần Lạc lão còn muốn quan tâm hơn. Tần Lạc lắc đầu nói, Lâm gia gia, cháu sẽ cởi trường bào, nhưng không phải bây giờ. Vậy thì khi nào? Lâm Thanh Nguyên hỏi. Đợi khi người dân Trung Quốc học cách mặc trường bào, Tần Lạc nói tiếp, đến lúc đó cháu sẽ mặc âu phục. Lâm Thanh Nguyên đờ người, sau đó bộ dạng có vẻ trầm tư. Một lúc lâu sau vẻ mặt lão mới từ từ giãn ra, chậm rãi vỗ vai Tần Lạc, nói, tốt ha. Rất tốt, Tần lão có đứa cháu trai tốt ha. Lâm Hoán Khê có vẻ dậy muộn hơn bình thường, đến giờ ăn sáng mới rời khỏi giường. Xem ra, tất cả mọi loại mỹ nữ đều có tật xấu ngủ nướng.
Nàng mặc một bộ quần áo dày màu trắng, tóc lòa xòa trên vai, chân đi một đôi dép lê nhung sang trọng, thoạt nhìn nàng trông rất giống một nữ chủ nhân đang rất thoải mái trong ngôi nhà của mình. Ăn sáng nhanh chóng, Tần Lạc chuẩn bị lên lầu thay quần áo thì Lâm Hoán Khê bước nhanh đuổi theo. Trời lạnh, hôm qua đi dạo phố tôi đã mua cho anh hai bộ quần áo. Anh lại đây xem đi, Lâm Hoán Khê nói, lúc nói chuyện vẻ mặt của nàng không chút thay đổi. Cảm ơn, Tần Lạc phấn khích nói. Hắn vừa mới nghĩ đến chuyện tình cảm, Lâm Hoán Khê đã giúp hắn bộc lộ rồi. Chứng tỏ người phụ nữ này rất cẩn thận, quan trọng hơn là, nàng cũng có vẻ có tình ý với hắn. Dù là người phụ nữ tùy tiện cỡ nào nếu nàng yêu một người đàn ông thì đều trở nên cẩn thận. Lâm Hoán Khê đi trước dẫn đường, Tần Lạc đi theo sát phía sau vào phòng nàng lấy quần áo. Lâm Hoán Khê sở hữu một vòng eo thon nhỏ, vòng mông căng tròn, mặc dù ngắm từ phía sau cũng thấy nàng gợi cảm đến mê người. Mông to thì chắc chắn ngực đại, không có gì phải nghi ngờ, Lâm Hoán Khê đúng là kiểu phụ nữ đáng đồng tiền bát gạo. Lâm Hoán Khê vào phòng lấy ra một cái hộp, trong đó là một bộ trường bào đặc biệt, điều này làm cho Tần Lạc một lần nữa có cái nhìn mới về Lâm Hoán Khê. Áo nàng mua cho mình không phải áo lông mà là trường bào. Hiển nhiên, nàng hiểu rõ cũng không dễ dàng mà mình thay đổi phong cách ăn mặc. Lâm Hoán Khê mở túi đồ ra. Sau đó lấy từ trong một bộ trường bào màu đen đồng, nói, cậu mặc thử đi, xem có vừa không. Tần Lạc nhận quần áo định xoay người đi về phòng. Thay luôn ở đây đi, phòng tôi có gương, Lâm Hoán Khê nói. Thay ở đây á, không phải chỉ muốn tôi thoát y trước mặt đấy chứ. Được rồi, nếu nhân gia không để ý, chính mình cũng không nên khách khí làm gì. Nàng nhìn ta nhìn nàng, có qua có lại mà. Tần Lạc nhanh chóng cởi bộ đồ thể thao sau đó mặc lên người bộ trường bào. Lâm Hoán Khê đi tới đi lui, tỉ mỉ giúp hắn chỉnh sửa lại trường bào. Tóc nàng bay nhẹ nhàng, thoang thoảng mùi thơm nồng nàn. Hai người gần nhau trong gang tấc làm cho hắn cảm nhận được một lực hấp dẫn ghê gớm. Lúc đó, Lâm Hoán Khê đang chăm chút sửa áo cho hắn. Trong dáng vẻ này, nàng toát lên một vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng, đáng yêu hiếm có. Trái tim Tần Lạc thật sự xúc động trước cảnh này, giống như bức tranh mà hắn vẫn tưởng tượng trong đầu giờ hiện lên ngay trước mắt. Chính tay hắn cầm bút vẽ, vẻ mặt chất đầy cảm xúc vì đây là bức tranh về người phụ nữ mà hắn thầm yêu thương. Mặc dù hiện tại tình hình của hắn đã thay đổi nhưng trái tim Tần Lạc vẫn đang thổn thức. Trung y cũng là một dạng nghệ thuật, làm nghệ thuật khiến người ta có rất nhiều cảm xúc, Tần Lạc chính là một ví dụ điển hình. Cho nên... trong giây phút này Tần Lạc rất muốn ôm chặt lấy người phụ nữ này. Hắn cố gắng kìm nén con người thật của mình bằng vẻ ngoài bình thường, hoặc là nói ra cảm xúc của mình để có thể được ôm nàng vào lòng. Khi yêu người ta luôn mong muốn sự hòa hợp. Tôi có thể hỏi chị một vấn đề được không? Tần Lạc nhỏ giọng nói. Gì vậy? Lâm Hoán Khê đáp trong khi vẫn đang chúi đầu vào công việc của mình ở phía trên. Trường bào này thật là nhiều nút áo. Tôi có thể, Tần Lạc mặt đỏ bừng nghẹn giọng. Hôn chị một cái. Trời ơi, muốn hỏi một vấn đề như vậy thôi mà đối với Tần Lạc thật gian nan. Yến Kinh năm nay tuyết rơi từ sáng sớm, từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên hắn không kìm nén được cảm xúc như vậy. Lâm Hoán Khê chừa tay làm cho một cái cúc áo rơi ra. Nàng không ngẩng mặt nhìn Tần Lạc, một lần nữa nhặt cúc áo lên và tiếp tục đính nó vào bên trong áo. Tần Lạc trợn tròn mắt. Như vậy là nàng đồng ý hay là cự tuyệt? Cho dù chị không đồng ý, tốt xấu gì cũng phải nói một lời chứ. Nếu chị im lặng, tôi coi như chị đồng ý đấy. Tần Lạc nói. Sau đó Tần Lạc ôm vòng sau eo Lâm Hoán Khê, cúi đầu hôn đôi môi ướt át mà ấm áp của nàng. Một giây, hai giây, ba giây. Ngay cả hắn cũng đã quên rằng hắn nói chỉ hôn một cái. Roy được biết đến như một tòa lâu đài di động, tuyên bố vậy cũng không phải quá khoa trương. Các chức năng bên trong của xe Rolls-Royce rất đặc biệt, văn nhân Mục Nguyệt ngồi ở vị trí gần cửa xe, im lặng ngắm cảnh tuyết rơi ngoài trời và đám đông đang đi trong tuyết. Mỗi người có một vẻ mặt khác nhau, người thì vui vẻ, hạnh phúc, người thì buồn bã, người thì không biểu lộ cảm xúc gì, tất cả đều toát lên sự vội vã. Có người ngồi ở quán ven đường thưởng thức món súp cay nóng hôi hổi, có người đang cầm bắp ngô thơm ăn ngon lành, còn kia một nhân viên đang đẩy một xe chở đầy bánh ngọt. Có một cặp tình nhân trẻ đang đi bộ vui vẻ trên đường phố, cô gái tự dưng làm nũng ngồi thụp xuống đất đòi chàng trai kéo nàng trên mặt đất trơn trượt. Cuộc sống như vậy đối với văn nhân Mục Nguyệt thật sự là quá xa vời. Đây là đường gì?
Văn nhân Mục Nguyệt đột nhiên lên tiếng hỏi. Tính cách của tiểu thư Mã Duyệt đã nắm trong lòng bàn tay nên cô không hề cảm thấy ngạc nhiên khi bất ngờ bị hỏi. Dường như bất cứ lúc nào, cô cũng chuẩn bị sẵn sàng làm tốt công việc trả lời các câu hỏi của tiểu thư. Đây là đường học phủ, vì cả con đường này đều là trường học, cho nên việc ăn uống ở đây cũng được chính phủ kiểm soát, tuy nhiên cũng không phải quá nghiêm khắc. Mã Duyệt trả lời. Đại học y khoa ở đây sao? Văn nhân Mục Nguyệt hỏi. Vâng, ở phía trước cách đây không xa chính là Đại học Trung Y. Mã Duyệt trả lời chi tiết, tự dưng nàng có linh cảm không tốt. Vậy thì dừng xe ở phía trước nhé. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Tiểu thư, sáng cô có hẹn dự một hội nghị. Tôi không đi, sẽ không có vấn đề gì đâu, đúng không? Văn nhân Mục Nguyệt hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ không biết nữ trợ thủ đang nhìn mình. Đúng vậy ạ, Mã Duyệt trả lời, sau khi doanh nghiệp đi vào quỹ đạo làm việc, công việc của giám đốc cũng sẽ giảm đi. Nàng chỉ cần chỉ đạo việc thực hiện những mục tiêu lớn của doanh nghiệp, còn những vấn đề cụ thể sẽ có người khác giải quyết. Chuyện gì mà cũng đến mình giải quyết thì ông chủ thuê nhiều nhân viên để làm gì? Cứ làm theo lời tôi nói đi, Văn nhân Mục Nguyệt cố chấp nói. Chương 147, bất ngờ phục kích. Bông tuyết xoay xoay giữa không trung như một nhà ảo thuật vui vẻ. Tần Lạc cảm giác muốn được bay lên như những bông tuyết để được thấy mọi người với vẻ mặt tươi cười, hạnh phúc. Ngươi biết không, sáng nay ta đã hôn Lâm Hoán Khê. Không phải một nụ hôn ngắn đâu mà là một nụ hôn thật sâu, thật dài. Hắn không kiềm chế được vẻ mặt vui sướng, nhìn thấy ai hắn cũng chỉ muốn nói to cho họ biết chuyện. Không phải đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau, nhưng lúc này đây Tần Lạc vẫn có cảm giác thật đặc biệt. Tất nhiên, đây không phải chỉ là cảm giác của sự tiếp xúc giữa trai gái thông thường về mặt thể xác. Nó xuất phát từ tình cảm chân chính của hắn. Người nghĩ sao khi bên ngoài của sổ là cả một thế giới mộng ảo như trong cổ tích, còn trong nhà, một người đàn ông, tuấn mỹ vô song, đang ôm ấp một thiếu nữ tuyệt sắc gợi cảm không ngòi bút nào có thể tả. Rồi từ từ, nhẹ nhàng cúi xuống hôn đôi môi anh đào xinh đẹp của cô. Tất nhiên, những hình ảnh đó đã được Tần Lạc vẽ thêm cho tăng thêm phần lãng mạn. Ví như, hắn tự cho mình là tuấn mỹ vô song, lúc dùng sức ôm hôn Lâm Hoán Khê, khi cô bắt đầu phản kháng, hắn đã cậy sức mạnh mà lấn át. Dẫu sao chuyện này cũng gây cho Tần Lạc những cung bậc cảm giác tuyệt vời. Điều quan trọng nhất là, sau nụ hôn dài, Lâm Hoán Khê đã không phản ứng mạnh hơn một cái đẩy tay, cô vẫn giúp hắn chỉnh sửa lại quần áo sau đó mới đẩy hắn ra ngoài cửa. Điều đó chứng tỏ gì? Chứng tỏ rằng cô có thích hắn. Như vậy, có thể sau này hắn sẽ được tùy ý hôn đôi môi nhỏ nhắn của cô. Chỉ cần cô cũng muốn gần gũi hắn thì không gì có thể ngăn cản được. Thầy Tần, thầy đang có chuyện gì vui vẻ sao? Hãy cùng chia sẻ với chúng em đi. Nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của Tần Lạc, sinh viên tranh nhau hỏi. Vì Tần Lạc vẫn còn trẻ, cũng chỉ tương đương tuổi với đám học trò cho nên dù rất tôn kính Tần Lạc nhưng đám học trò vẫn tỏ ra gần gũi kiểu đó với hắn. Đúng rồi, thầy Tần đang cười thẹn kìa. Tiểu Hoa cười hì hì nói. Thầy Tần không phải là đang yêu đấy chứ. Chỉ có thể là đang có tình cảm nam nữ thì mới có vẻ mặt ngốc như kia thôi. Tôi không thể nói cho các em được. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Chúng ta bắt đầu học nào, tất cả mọi người mang châm hạp ra. Mặc dù Tần Lạc là giáo sư trong lĩnh vực trung y chuẩn đoán học nhưng hắn không chỉ dạy về các trường hợp chuẩn đoán. Hắn không dạy theo sách giáo khoa, cũng không có giáo án. Cách dạy của hắn là cung cấp một số trường hợp bệnh ngẫu nhiên, sau đó đi vào phân tích và đưa ra những phương pháp trị liệu hiệu quả nhất. Mỗi phương pháp trị liệu hắn đều chú trọng đến tình trạng của bệnh nhân. Những lý luận của hắn rất sát với thực tế, vừa sinh động hình tượng, lại vừa để lại ấn tượng sâu sắc đối với đám học trò. Ví như khi hắn giảng đến chứng bệnh nóng trong người, hắn sẽ quan sát và chỉ ra một sinh viên nào đó trong lớp đang mắc chứng bệnh đó và nêu ra phương pháp trị liệu cụ thể. Sau khi giảng giải xong chứng bệnh đó mới bắt đầu giảng sang chứng bệnh khác. Vì vậy, có một trò trên mặt nổi nhiều mụn đã được thầy Tần chỉ cách nhanh chóng chữa khỏi, thật là thần kỳ. Cũng vì nguyên nhân này mà có rất nhiều sinh viên có bệnh không muốn đi bệnh viện mà trực tiếp chạy đến phòng học nghe thầy chỉ bảo. Sinh viên theo học Tần Lạc ngày càng nhiều, hắn đã phải xin nhà trường cho đổi phòng học rộng hơn một lần rồi. Giờ phòng học mới nghe chừng cũng không chứa hết được sinh viên muốn đến học. Hắn dạy sinh viên nhiều thứ rất phức tạp và hắn yêu cầu sinh viên để hiểu được nhiều kiến thức phải tư duy và ham học hỏi nhiều hơn nữa. Ban đầu, trung y chuẩn đoán học, không nói về quá trình châm cứu. Thuật châm cứu các sinh viên chỉ cần tự học. Tuy nhiên,
Tần Lạc vẫn quyết định bắt đầu giảng dạy cho bọn họ hệ thống những kiến thức về châm cứu. Hoan hô, chúng ta được học châm cứu. Các học sinh mừng rỡ đồng thanh. Chuyện Tần Lạc là truyền nhân của Thái Ất Thần Châm, bọn họ đều biết điều này trên báo chí. Nhưng dù không xem các tạp chí y học và báo chí thì bọn họ cũng có thể biết được điều đó qua các sinh viên khác trong trường. Cho nên, khi nghe Tần Lạc có ý muốn truyền thụ cho bọn họ thuật châm cứu, tất cả đã mừng rỡ như điên. Xôn xao. Đột nhiên lớp học vang lên những tiếng động lạ. Mọi người trong phòng đổ dồn mắt ra ngoài cửa sổ. Ngay sau đó, khi tiếng động ngừng hẳn, mọi người há hốc miệng, mắt mở to nhìn về phía người phụ nữ bên ngoài cửa sổ. Không ai nói câu gì, dường như họ quên mất phải nói gì. Mới vừa rồi cả phòng học ồn ào hết cả lên, giờ lại im lặng đến lạnh người. Một cô gái đang đứng ngoài cửa sổ, một mỹ nữ. Ai cũng cảm nhận được rằng chỉ cần cô gái ấy đứng yên một chỗ thôi cũng đã tuyệt đẹp rồi và ai cũng muốn dùng mọi từ ngữ đẹp nhất để miêu tả dung nhan kiều diễm của cô, nhưng không thể tìm được mỹ từ nào tương xứng. Cô gái trông thật tao nhã và sang trọng trong chân váy màu đen được thiết kế thêm vài đường nét hiện đại kéo dài đến bắp chân. Trên người cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng với nhiều hoa văn mới lạ, chiếc áo được sơ vin gọn gàng với chân váy. Cô khoác bên ngoài một chiếc áo khoác màu đen, trên đầu đội một chiếc mũ nhỏ cũng màu đen, nổi lên trên chiếc áo khoác là hai lông vũ màu trắng không biết của loài nào. Một không khí của quý tộc dường như đang lan tỏa khắp phòng học, làm cho mọi người trong phòng có cảm giác bị đàn áp. Cô gái đứng ở đó có chút kỳ lạ, đúng ra với dáng vẻ này cô chỉ xuất hiện ở những trường học quý tộc ở châu Âu nơi dành cho những công chúa và vương tử mới đúng. Cô không nói một lời, sự im lặng gần như tuyệt đối, mờ ảo như một giấc mơ. Cô cũng không cười, khắp người nàng tỏa ra một vẻ đẹp lãnh diễm mà như cách xa ngàn dặm. Cô mặc một bộ đen, như đã xóa hết dấu tích của tuyết mà đến đây. Trong nháy mắt, không còn tung tích của tuyết. Vẻ đẹp này khiến cho mọi người có chút kinh hãi. Tần Lạc nhìn bóng người đứng bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt lạnh lùng, khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại. Cô gái này từ đâu mà đến đây? Cô ta đến đây làm gì? Cả lớp, tập trung, Tần Lạc nói. Phải sau 2 phút cả lớp mới bắt đầu tập trung trở lại, bây giờ hắn không thể vi phạm nội quy nhà trường thêm một lần nào nữa. Không có cách nào khác, có mỹ nhân này đứng ngoài cửa sổ cho dù hắn tiếp tục giảng bài sợ là cũng chưa trò nào tập trung nghe giảng được. Với người phụ nữ khác, hắn còn có thể không quan tâm đến mà tiếp tục tập trung vào bài giảng. Nhưng với người phụ nữ này thì quả thật là không thể. Tần Lạc bỏ lại phấn bút, vỗ vỗ đầu từ trên bục giảng đi xuống chạy đến trước mặt văn nhân Mục Nguyệt. Hỏi, sao cô lại tới đây? Hắn phát hiện ra, Mã Duyệt đứng cách đó không xa. Có vài tên vệ sĩ đứng xung quanh. Điều này cũng làm cho hắn đôi chút yên tâm. Văn nhân Mục Nguyệt không trả lời vào câu hỏi của Tần Lạc. Cô nhìn hắn, nhẹ giọng nói, anh có thể gặp tôi một lúc không? Khi một người phụ nữ đưa ra yêu cầu như vậy, Tần Lạc có thể cự tuyệt sao? Hắn hẹn cô ở công viên, sau giờ học hắn sẽ đi bộ tới đó. Khi hắn đến cô ấy đang đứng đợi ở đó, xung quanh cô tỏa ra thứ ánh sáng như một mặt trời nhỏ. Hắn vội vàng kéo cô đi để tránh sự chú ý. Hai người vừa bước đi, phòng học đang yên tĩnh thoáng cái đã gần như nổ tung bởi những âm thanh hỗn loạn. Trời ạ, nữ thần của tôi đã xuất hiện ở đây. Cô ấy thật xinh đẹp, thật sự là rất đẹp. Sao lại có một người cô gái xinh đẹp đến thế chứ? Nàng như một ngôi sao đang tỏa sáng. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai xinh đẹp hơn thế. Người đi một nửa hồn ta chết. Thầy Tần của chúng ta thật là đáng nể. Chẳng những y thuật lợi hại, ngay cả trong chuyện chinh phục mỹ nữ cũng rất tài giỏi. Cửu cửu này, cô gái kia là ai vậy hả? Có vẻ thân thiết với thầy Tần nhỉ? Tiểu Hoa nhìn Vương Cửu Cửu đang đăm chiêu nhìn ra cửa sổ tỏ vẻ lo lắng, hỏi. Vương Cửu Cửu quay đầu lại nhìn cô bạn của mình, vừa cười vừa nói, không biết. Nhưng tôi sẽ không chịu thua đâu. Cho dù cô ta có là công chúa của đất nước thì nàng cũng quyết đấu tranh đến cùng. Vương Cửu Cửu, tôi tin vào bạn. Bạn là người lợi hại nhất mà. Tiểu Hoa nắm tay Vương Cửu Cửu nói. Mùa xuân đến bất ngờ vào một đêm khi ngàn hoa rủ nhau cùng khoe sắc, và cả thế giới đều bị che lấp bởi một màu trắng. Trong thời điểm này, lòng người như được rũ sạch mọi bụi bẩn và trở nên tinh khiết hơn bao giờ hết. Những con người có tâm địa xấu xa cũng được gột rửa sạch sẽ. Ngay cả những người bình thường rất đáng ghét cũng trở nên đáng yêu hơn. Hai bên đường có hàng cây xanh đều tăm tắp, vương đầy những bông tuyết nhỏ. Trông như một chuỗi màu trắng lơ lửng trên không chỉ trực rơi xuống đất. Tần Lạc cùng văn nhân Mục Nguyệt sánh vai nhau bước đi,
không ai nói với ai câu gì, chỉ nghe thấy tiếng bước chân đều đều vang lên. Đó là tiếng giày dẫm lên trên tuyết, nó phát ra những tiếng như rên rỉ và đau đớn. Bông tuyết rơi vào đầu vào vai bọn họ, nhưng họ cũng không hề chú ý đến điều đó. Chỉ yên lặng đi bên nhau, thong dong, thoải mái. Mặc cho bông tuyết rơi vào người gặp nhiệt độ cơ thể tan ra thành nước, sau đó kết tinh thành băng tạo nên một quầng sáng xung quanh người. Tôi đi qua cửa lớp học của anh, đột nhiên nghĩ đến nên. Văn nhân Mục Nguyệt cuối cùng cũng mở đầu câu chuyện, cô như là đang cố gắng giải thích cho Tần Lạc về lý do mình đến đây. Ha ha, Tần Lạc ngại ngùng cười. Hắn không thể nói, rất hoan nghênh cô, cũng không thể nói, sau này cô đừng tới. Tôi biết có lẽ tôi đang quấy rầy anh, thực tình tôi chỉ muốn đến xem, tuyết rơi ngoài trời, không khí ấm áp trong phòng học, giảng viên và sinh viên đang làm những gì thôi. Văn nhân Mục Nguyệt dừng lại, ngẩng khuôn mặt hoàn mỹ thanh tú lên, vươn hai tay ra hứng lấy những bông tuyết đang xoay tròn trong không trung. Cảnh tượng bông tuyết đang nhảy múa trong lòng bàn tay nàng thật không gì đẹp bằng. Vẻ mặt buồn của cô như được tiếp thêm sức sống. Nhìn thấy khuôn mặt cô hạnh phúc, trái tim Tần Lạc đột nhiên có cảm giác rất lạ. Đây là một người phụ nữ sống nội tâm. Tại sao cô ấy luôn có tỏ ra mình mạnh mẽ, phải chăng có liên quan đến quá khứ mà nàng đang muốn che giấu? Tôi đang giảng cho sinh viên về thuật châm cứu. Bọn họ cũng rất hứng thú với môn học này. Bọn họ cơ bản là chưa biết gì về thuật châm cứu mà tôi lại không dạy theo giáo trình nào cả nên có phần khó khăn. Nhưng vì bọn họ là sinh viên của tôi hận là không thể đem hết tất cả kiến thức trung y của mình truyền thụ cho bọn họ. Tần Lạc vừa cười vừa nói với văn nhân Mục Nguyệt như đang nói với một người bạn thân. Bọn họ thật hạnh phúc, văn nhân Mục Nguyệt nói. Nàng đang cầm một bông tuyết đặt ở chóp mũi, phảng phất một mùi thơm dịu nhẹ từ người cô tỏa ra. Như những bông hoa tuyết này, chúng biến mất quá nhanh, không để lại hương vị gì. Chúng nhất định không cam lòng, văn nhân Mục Nguyệt nói. Bông tuyết này đã hóa thành một bãi nước đá, như giọt nước mắt của ai đó rơi xuống. Nhưng, chúng rất đẹp. Hơn nữa, tại thời khắc này chỉ có chúng là những diễn viên duy nhất tỏa sáng ở thế giới này. Mọi thứ đều bị che lấp bởi hào quang của chúng. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Hắn cảm nhận thấy văn nhân Mục Nguyệt nói mà như là lời tự sự về chính thân phận của cô. Cô cũng giống như bông tuyết kia sao? Phải cao quý như hoa lan quân tử hay là đóa mẫu đơn mới đúng chứ? Phía đối diện hai người, một nam sinh đeo kính cận đang cầm chồng sách chạy tới, vừa chạy vừa ôm đầu như né tránh tuyết, trông bộ dạng có vẻ hấp tấp. Đây là con đường nhỏ, hai người đi là vừa, ba người đi có chút chật chội. Văn nhân Mục Nguyệt né sát vào Tần Lạc với ý nghĩ để ra một khoảng trống cho nam sinh kia đi qua. Nam sinh ngẩng đầu thoáng nhìn văn nhân Mục Nguyệt, mặt chợt lộ chút kinh ngạc rồi biến mất ngay. Lúc ba người gặp nhau, chồng sách trong tay hắn đột nhiên rơi xuống. Một đao phiến sắc bén hướng thẳng vào tim văn nhân Mục Nguyệt. Chương 148, không để cho phụ nữ bị thương. Một nam sinh khuôn mặt cũng rất bình thường, không hề có đặc điểm gì nổi bật. Tóc rối, cận thị, dáng vẻ thư sinh, mặc âu phục, chân đi một đôi giày thể thao màu trắng. Hắn áp vào lòng hai quyển sách, quyển phía trên nhìn giống như nhật ký, quyển phía dưới không rõ tên vì hai quyển để chồng lên nhau. Trong trường Tần Lạc là một giảng viên giỏi. Một lòng truyền giảng kiến thức y học cho sinh viên nên có chút hiểu rõ về bọn họ. Bọn họ đều xuất thân từ hoàn cảnh gia đình bình thường hoặc là nghèo khó, cha mẹ họ cũng cùng ở đạm bạc trong trường. Trong hoàn cảnh khó khăn họ vẫn làm việc rất chăm chỉ, bất luận thời gian, lúc nào cũng thấy họ trong dáng bộ vội vàng. Đơn giản vì họ ấp ủ trong lòng lý tưởng lớn thay đổi tình hình loạn lạc hiện nay. Họ không nổi tiếng, không thích chơi bời. Ngày lại ngày suốt 5 năm học, cuộc sống của họ chỉ vỏn vẹn ở 3 nơi. Phòng học, thư viện, phòng ngủ. Một sinh viên như vậy, sao lại là sát thủ được? Khi hắn thả chồng sách xuống, hắn giả vờ xoay người nhặt cuốn sách, thấy Tần Lạc và văn nhân Mục Nguyệt đã đúng tầm mắt nên trong nháy mắt đã xuất chiêu, thời cơ ra tay cũng đã được hắn tính toán từ trước rất kỹ lưỡng. Giữa một thế giới màu trắng đao phiến sáng loáng làm chói mắt. Nhanh chóng, trực tiếp và tàn nhẫn. Mục tiêu của sát thủ là hai vị trí tim và cổ họng của văn nhân Mục Nguyệt. Ý đồ của hắn là quyết lấy mạng văn nhân Mục Nguyệt. Khi hắn hung hãn đâm đao, vẻ mặt hắn không chút thay đổi. Nhưng Tần Lạc vẫn phát hiện ra hắn có những biểu hiện bất thường, không giống như một người bình thường. Mặc dù hắn đeo một cặp kính trí thức, nhưng hai tròng mắt của hắn lại tinh nhanh một cách dị thường. Ánh mắt đó không thể của một người cận thị. Bất ngờ không bằng phòng ngự. Cẩn thận, Mã Duyệt ở phía sau kêu lên.
phía sau vài tên vệ sĩ cũng nhanh chóng lao tới, còn có một gã vệ sĩ lấy ra một khẩu súng định bắn. Nhưng hắn không bóp cò vì văn nhân Mục Nguyệt đang đứng phía trên tên hung thủ. Đây là một tên sát thủ có kinh nghiệm, khi hắn rút dao đâm, hai chân hắn dường như không chuyển động. Nếu không có sự tính toán kỹ lưỡng từ trước, hắn tất nhiên sẽ lùi lại từng bước đến khi ba người cùng đứng ngang hàng mới ra tay. Văn nhân Mục Nguyệt bình tĩnh như một quái vật, cho tới bây giờ trên mặt cô vẫn không hề lộ vẻ gì là bối rối. Có chăng chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể lùi lại phía sau từng bước. Tần Lạc đưa tay ra đỡ đòn đao hiểm độc như một cao thủ với thần pháp nhanh nhẹn, nhanh kinh người. Ối! Tần Lạc nắm lấy con dao. Không, phải nói là Tần Lạc đã dùng chính bàn tay của mình chặn con dao. Lưỡi đao xuyên qua lòng bàn tay hắn lộ ra mũi nhọn ghê sợ. Máu chảy ra xối xả từ bàn tay của Tần Lạc. Máu Tần Lạc chảy tràn ra mặt đất, như đang nhuộm cỏ cây từ màu trắng thành màu đỏ. Sát thủ cũng không nghĩ mình động thủ không thành, hơn nữa lại bị một nam nhân chặn lại bằng một bàn tay. Đồng tử sau cặp kính của hắn rõ ràng lộ chút bối rối. Tên này thật là liều, sát thủ thầm nghĩ. Tất nhiên, mục tiêu của hắn là văn nhân Mục Nguyệt. Một đao không được, nhiệm vụ cũng đã thất bại, nếu như tấn công lần nữa chắc chắn sẽ lọt vào tay bọn họ. Sát thủ phản ứng cực nhanh, bỏ luôn con dao của mình trên tay Tần Lạc mà bỏ chạy. Hơn nữa, hắn chạy trốn theo phương thức hết sức kỳ lạ. Giả bộ té xuống đất, sau đó hai tay chống giữ, hướng xuống hồ nước mà bỏ chạy. Con đường họ đi hơi dốc, phía dưới chân dốc có một cái hồ nhân tạo của trường. Hiệu trưởng đặt tên cho hồ này là Hồ Thần Kỳ, nhưng sinh viên trong trường lại thích gọi nó là Hồ Ma Quái. Bởi vì trường là thủ đô của y học nên học viện y khoa khó tránh khỏi việc giải phẫu thi thể người hoặc động vật. Những cuộc giải phẫu không thành đều được đưa xuống Hồ Thần Kỳ, lâu lâu tạo thành một cái hồ lô đựng xác chết. Hồ Thần Kỳ này thường có vẻ u ám, có sinh viên trong trường nói đã nhìn thấy ở giữa hồ có bóng một cô gái mặc đồ trắng bay bay, còn có người nói cứ nghe thấy tiếng khóc ai oán của cô gái. Có rất nhiều tin đồn kiểu vậy xung quanh hồ này, nên nó mới được gọi là Hồ Ma Quái. Sát thủ có tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã bò được tới hồ nước. Văn nhân Mục Nguyệt ra hiệu cho hai gã vệ sĩ cũng làm theo trượt xuống đuổi theo tên sát thủ. Gã vệ sĩ cầm súng lúc nãy cuối cùng cũng có cơ hội nổ súng, nhắm thẳng sát thủ mà bắn. Tần Lạc đi ra xem tình hình, văn nhân Mục Nguyệt đều mang theo bên mình những gã vệ sĩ tinh anh bách chiến bách thắng, hành động nhanh như điện, gặp chuyện không hề hoảng hốt, lộn xộn. Hai gã vệ sĩ truy bắt tên sát thủ. Còn hai gã cao thủ nhất luôn theo sát văn nhân Mục Nguyệt đề phòng địch dương đông kích tây. Tiểu thư, chị có sao không? Mã Duyệt nhanh chóng chạy tới hỏi han. Tần Lạc, anh thấy sao rồi? Văn nhân Mục Nguyệt cầm lấy bàn tay đang túa máu của Tần Lạc sốt ruột hỏi. Thật không ngờ, Tần Lạc lại được nhìn thấy vẻ mặt, lo lắng của cô người máy này. Tôi không sao, Tần Lạc vừa cười vừa nói, rồi quay sang gã vệ sĩ vừa nổ súng nói, hi, người anh em. Đến giúp tôi rút đao phiến này ra cái. Tay phải của hắn bị thương, tay trái của hắn cũng có thể rút nhưng là hắn không đủ sức rút một cách nhanh gọn. Để người khác rút hộ, có thể hiệu quả sẽ tốt hơn. Gã vệ sĩ dắt khẩu súng vào thắt lưng, có chút bối rối nhìn văn nhân Mục Nguyệt. Cô chủ không lên tiếng có vẻ hắn cũng không có dũng khí để rút. Nhanh đi bệnh viện, văn nhân Mục Nguyệt lên tiếng nói. Đi bệnh viện nào, tôi chính là thầy thuốc, đi bệnh viện làm gì? Tôi đâu có phải là không dậy nổi đâu, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Sắc mặt hắn ngày càng tái nhợt đi. Người ta nói tay đứt ruột sót, bàn tay là nơi tập trung của rất nhiều mạch máu. Mẹ kiếp, đau quá a. Đang là mùa đông lạnh mà trán Tần Lạc lấm tấm mồ hôi hột. Không được, phải đi bệnh viện, văn nhân Mục Nguyệt dìu cánh tay Tần Lạc, kéo hắn đến bệnh viện dưỡng thương. Thật sự tôi không sao cả mà, Tần Lạc cười khổ mà nói. Mau rút con dao ra cho tôi để tôi cho thuốc vào vết thương. Nếu không sẽ không cầm được máu. Hắn lấy ra từ trong người một lọ nhỏ kim dũng dưỡng cơ phấn, đây là loại biệt dược đặc trị cầm máu. Chỉ cần người nào giúp hắn rút đao phiến ra khỏi tay hắn, hắn có thể cầm máu rất nhanh nhờ dược phấn. Đi bệnh viện, văn nhân Mục Nguyệt lần nữa nói. Thấy Tần Lạc lại không muốn đi, liền nói, đánh ngất anh ta đi. Bà nương chết tiệt. Tần Lạc chưa kịp thốt ra câu mắng chửi. Đột nhiên hắn thấy đau nhói và đầu óc bắt đầu trở nên mơ hồ. Lúc Tần Lạc tỉnh dậy, hắn đã nằm trong một gian phòng bệnh lý có vẻ kỳ lạ. Nếu không phải hắn đang được truyền và trong phòng có một vật dụng y học đơn giản thì hắn cũng hoài nghi đây là một tòa biệt thự xa hoa.
Trên tường có treo một chiếc tivi tinh thể lỏng to, một notebook được đặt trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, những chiếc ghế salon cỡ lớn xa hoa với chiếc thảm trải đắt tiền hoa văn kiểu Italia, tất cả rèm cửa đều tối màu. Phòng bếp riêng biệt. Hệ thống sưởi ấm của căn phòng được mở vừa phải, trong phòng ấm áp như mùa xuân. Thoang thoảng hương vị sâu đơ, làm cho cổ họng hắn có cảm giác ngọt ngọt. Giường bệnh cũng rất đặc biệt, mềm mại và dễ chịu là thường. Tần Lạc nằm ở trên giường có cảm giác như mình là một vị tướng cao cấp. Đây chắc chắn không phải là bệnh viện đa khoa bình thường. Anh tỉnh rồi à, bên cạnh Tần Lạc đột nhiên có tiếng của một phụ nữ. Văn nhân Mục Nguyệt cầm cái bảng điều khiển bấm bấm vài nút, các rèm cửa trong phòng tự động kéo lên. Cả căn phòng sáng bừng lên bởi ánh sáng mặt trời chiếu vào. Tôi đã ngủ bao lâu rồi? 3 giờ đồng hồ, văn nhân Mục Nguyệt đáp. Cô không sao chứ? Tần Lạc hỏi, hắn nhớ rất rõ những chuyện trước khi hắn bất tỉnh. Là anh có sao thôi? Văn nhân Mục Nguyệt nói. Mặc dù trên khuôn mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng nàng đột nhiên có cái gì đó ấm áp tràn về. Là người vừa được chàng trai đó cứu vậy mà khi hắn tỉnh dậy câu đầu tiên hắn hỏi không phải là về bản thân hắn mà lại hỏi về cô, một người đàn ông như vậy thật đáng để gây cảm tình đúng không? Âu, thiếu chút nữa tôi quên mất, người bị thương chính là mình. Tần Lạc nói, hắn giơ bàn tay phải đang được bó bột lên, thật sự là khóc không nổi. Cái nhà bà nương này, lúc ấy không bảo gã vệ sĩ nhanh chóng rút đao phiến ra cho mình, để mình cho dược phấn vào có phải không sao không? Cô làm cho tôi tức mà phát ngất đi còn gì. Điều này thật đáng buồn cười. Đợi khi vết thương này lành, chính mình cũng sẽ xé vết thương ra lần nữa để bôi dũng dưỡng cơ phấn, không thì e rằng sẽ để lại sẹo mất. Chẳng lẽ cô gái này một chút đó thôi cũng không hiểu sao? May là lúc đầu mình đã đích thân đi thối hôn, cô gái này rất ngang bướng, nếu cưới nàng, thể nào cũng bị nàng cho tức chết mất. Đây là chỗ nào vậy? Bệnh viện. Bệnh viện của ai mà xa hoa vậy ta? Của nhà tôi. Tôi cũng là một thầy thuốc nên có thể tự chữa lành vết thương cho mình. Tại sao cô cứ nhất quyết đưa tôi đến đây? Tần Lạc buồn bực nói. Chẳng lẽ cô không tin vào y thuật của tôi? Tôi rất tin. Vậy tại sao cô? Lúc ấy tôi không tin. Nếu ai nói hắn hiểu rõ phụ nữ, chắc người đó bị điên. Hai câu nói có gì ăn nhập với nhau không a? Thấy Tần Lạc im lặng, văn nhân Mục Nguyệt cũng không nói gì. Nhìn mặt hắn vẫn còn tái nhợt. Trong lòng nàng có chút xót xa. Cảm ơn anh, văn nhân Mục Nguyệt nói. Cảm ơn cái gì hả? Tôi đứng ngay cạnh cô, không tôi cứu thì người nào cứu cô đây? Tần Lạc vừa cười vừa nói. Tình huống xảy ra bất ngờ, sát thủ cơ bản cũng không có nhiều thời gian. Nếu như không phải vì văn nhân Mục Nguyệt lùi sát gần vào Tần Lạc để tạo ra một khoảng trống. Sợ là sát thủ đã thực hiện được mưu đồ. Cũng đúng là vì có chút cảm kích trước hành động đó của văn nhân Mục Nguyệt mà Tần Lạc mới không chút nghĩ ngợi đỡ lấy đao phiến. Ngu ngốc! Nếu có sự lựa chọn khác, cô nghĩ rằng tôi sẽ để chuyện đó xảy ra hả? Da thịt của mình tôi không sót được sao? Tại sao anh lại, cứu tôi? Văn nhân Mục Nguyệt hỏi lại vấn đề đầu tiên. Lúc Tần Lạc hôn mê, nàng cứ băn khoăn về vấn đề này. Cho dù cô là người phụ nữ được trời phú cho tài trí hơn người nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp đó. Tại sao tôi lại cứu cô ư? Tôi cũng không nghĩ gì cả, chỉ là phản ứng đầu tiên thôi. Tần Lạc nói, hơn nữa, cô không bị thương thì tôi bị thương. Cô là phụ nữ, tôi còn mặt mũi đâu khi để cho cô bị thương chứ? Chương 149, có phải chúng ta quá khinh địch không? Những người đàn ông đối tốt với cô luôn muốn cô biết điều đó. Nhưng hắn đối tốt với cô mà không hề muốn cô hay. Cô có bị thương ở đâu không? Mặc dù Tần Lạc nói hời hợt. Nhưng văn nhân Mục Nguyệt cảm nhận được trong giọng nói của hắn sự quan tâm sâu sắc. Cô là thế nào với hắn mà hắn không chút do dự lấy thân mình ngăn cản một đao kia? Chẳng lẽ chỉ đơn giản vì như lời hắn nói, không muốn để phụ nữ bị thương, đó là trách nhiệm của đàn ông? Lý do này thực sự không đủ sức thuyết phục. Đối với một cô gái thông minh sáng suốt như văn nhân Mục Nguyệt thì nó lại càng không đáng tin. Thế giới rộng lớn, không vô cớ yêu nhau, cũng không vô cớ hận nhau. Khi cần đưa ra một lựa chọn, người ta luôn cân nhắc tất cả các mặt lợi hại của nó. Ngay cả khi suy xét vội vàng, trong nháy mắt, thì chính trái tim lúc đó sẽ mách bảo mình có sự lựa chọn chính xác. Không biết chuyện mình bị thương có lan truyền ra ngoài không? Tần Lạc thầm nghĩ. Hai tay hắn chống vào đầu giường, muốn ngồi xuống mà vẫn còn cảm giác chóng mặt. Xem ra khi nãy đã mất máu khá nhiều rồi. Điều này làm cho Tần Lạc thấy bực mình.
Bà cô này, nếu sớm rút dao ra, cầm máu kịp thời, thì mình cũng không chảy máu nhiều như vậy. Cuộc sống thật là kỳ diệu, sung sướng khổ đau luôn xuất hiện luân phiên. Nhưng, có phải chỉ vì chuyện hôn nhân với cô khiến tôi bị bọn chúng đâm cho một đao? Vụ làm ăn này coi như thất bại. Trước tiên anh cứ nghỉ ngơi đi, đợi cho người hồi phục đã. Văn nhân Mục Nguyệt nói, Tần Lạc muốn ngăn lại nhưng không biết nói cảm giác của mình thế nào. Trên thương trường cô luôn là một phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng trong quan hệ mập mờ với đàn ông thì kinh nghiệm của cô lại vô cùng ít ỏi. Là ai muốn hại cô? Tần Lạc từ từ nằm xuống hỏi. Cô gái này cũng lắm kẻ thù, ngay cả khi đến trường học cũng có thể gặp sát thủ. Thật khó tin cô ta. Không biết văn nhân Mục Nguyệt nói. Sát thủ chạy mất rồi à? Tần Lạc tiếc nuối nói. Hắn không thích nợ người khác, đổi lại cũng sẵn sàng tìm cơ hội trả lại nhát dao bị đâm. Không. Vậy thì không biết hung thủ là ai à? Tần Lạc kỳ quái hỏi. Dùng cực hình tra khảo à? Chẳng lẽ như vậy cũng không được? Hắn đã chết. Văn nhân Mục Nguyệt nói khuôn mặt lạnh lùng sắc thái không chút biến đổi. Cô ấy vừa nói về một người đã chết, quả là không phải người bình thường. Tần Lạc nhớ lại thời điểm bị ám sát, người phụ nữ này vẫn lạnh lùng thản nhiên như không có chuyện gì, chỉ thở dài. Rốt cuộc cô là quái vật hay là gì vậy hả? Sao trái tim có thể thản nhiên đến mức vậy? Tần Lạc biết, nếu mình rơi vào tình huống nguy hiểm như vậy, cũng sẽ hoảng sợ thất kinh. Có thể cô ta đã quen với những tình huống như vậy. Nghĩ đến khả năng này, Tần Lạc có chút thương tiếc đối với cô. Ôi, Tần Lạc thở dài, nói, sau này đi lại cô nên chú ý một chút. Nên cho nhiều vệ sĩ đi cùng, dù sao cô cũng không thiếu tiền. Ít đến những nơi đông đúc, cũng không nên đến trường học, những nơi này đều rất nguy hiểm cho cô. Tôi hiểu, văn nhân Mục Nguyệt gật đầu nói, đây là lần nguy hiểm nhất. Sát thủ đã theo dõi sát sao biết được đường chúng ta đi, họ chạy đến trước chờ chúng ta. Sau đó giả trang thành sinh viên, đợi khi chúng ta lơi lỏng phòng bị bất ngờ ra tay, may là anh kịp thời ngăn chặn. Nếu không, có thể tôi không còn cơ hội ngồi đây nói chuyện với anh. Tần Lạc cười khổ nói, may là hắn đâm dao. Nếu nổ súng, tôi không dám chắc sẽ ngăn chặn được. Vì ở tình huống đó, dùng dao sẽ gây sát thương cao hơn so với một khẩu súng. Văn nhân Mục Nguyệt kiên nhẫn giải thích, trước khi hắn xuất hiện ở đó một giây, vệ sĩ đã nhìn thấy và đề phòng hắn. Nếu ở cự ly xa mà hắn nổ súng, có thể hắn không kịp ra tay thì đã bị vệ sĩ phát hiện ra. Khả năng nổ súng ở cự ly gần là không thể xảy ra, vì một tay hắn đang nhặt cuốn sách bị rơi, lúc đó mà rút khẩu súng từ trong người ra rất mất thời gian mà không thể không bị phát hiện. Cũng tại sát thủ tính toán kỹ phạm vi ám sát, nếu là tôi cũng lựa chọn dùng dao. Cô cũng thích hợp làm sát thủ đấy. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Cô gái này trong lúc nguy nan mà vẫn quan sát phân tích tâm lý sát thủ một cách rõ ràng, thật đáng để người khác muôn phần nể phục. Văn nhân Mục Nguyệt lắc đầu, hắn giết người vì kiếm tiền. Tôi giúp đỡ người cũng có thể kiếm tiền, cho nên, tôi nhất định không đi làm sát thủ. Đại tiểu thư gia tộc văn nhân đi làm sát thủ chẳng phải rất hay sao? Tôi chỉ nói đùa thôi, đừng tưởng thật. Tần Lạc nói, cô thật là, sao lại không có chút hài hước gì thế? Người máy cũng biết hài hước sao? Cái kia, tôi cũng chỉ là nói giỡn thôi. Tần Lạc xấu hổ nói. Tôi sẽ nhớ kỹ chuyện này. Phụ nữ vốn vẫn là những người thù dai nhớ lâu. Không có ngoại lệ. Được rồi, chuyện tôi bị thương mọi người trong trường có biết không? Tần Lạc hỏi. Không, lúc đó ngoài trời tuyết đang rơi, trong trường sinh viên khá ồn ào, không ai để ý đâu. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Vậy là tốt rồi, tôi đi ngủ một lúc đây. Tần Lạc nói. Vừa tỉnh lại đã nói nhiều nên hắn cảm thấy mệt rã rời. Được, nghỉ ngơi đi. Giờ cũng không cần lo lắng nữa. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Tần Lạc nghẹn giọng, những lời này, đáng lẽ đàn ông phải nói chứ? Sao tất cả đều bị cô ta nói hết vậy? Văn nhân Mục Nguyệt đợi Tần Lạc nhắm mắt ngủ mới nhẹ nhàng đi ra ngoài. Bên ngoài hành lang, Mã Duyệt đang đứng đợi. Tiểu thư, thân phận của sát thủ chúng tôi đã điều tra được. Nhưng cụ thể ai đứng đằng sau sai khiến chúng tôi vẫn chưa điều tra được. Theo suy đoán ban đầu có thể là người nhà Bạch gia. Mã Duyệt đi đến trước văn nhân Mục Nguyệt báo cáo. Bệnh viện này là của gia tộc văn nhân lập nên, chỉ người của gia tộc văn nhân mới có tư cách vào tầng thứ 9 này. Bởi vì Tần Lạc cứu văn nhân Mục Nguyệt nên mới có cơ hội nằm tĩnh dưỡng ở đây. Bây giờ, trừ cô ta ra tất cả đều là vệ sĩ, một tầng lầu không có một ai, cho nên... Mã Duyệt cũng không lo lắng mình nói bị người khác nghe được.
Tại sao lại là người Bạch gia? Văn nhân Mục Nguyệt hỏi, khuôn mặt không chút thay đổi. Bởi vì ngày mai là thượng thọ 80 tuổi của Tần lão thái gia. Không biết ai đã tung tin khắp kinh thành, tiểu thư muốn cùng Tần Túng Hoành đi đến yến hội. Bạch Phá Thiên hiển nhiên sẽ không thể ngồi yên, chắc chắn hắn sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản chuyện này xảy ra. Mã Duyệt phân trần. Tôi muốn có chứng cứ. Văn nhân Mục Nguyệt lạnh như băng nói. Vâng, Mã Duyệt liền đáp. Liếc mắt về phía căn phòng kín đối diện, Mã Duyệt nói, Tần Lạc thiếu chút nữa là gặp nguy hiểm vì cứu tiểu thư. Tất cả người trong tổ của tôi cũng đã điều tra và ghi nhận khá nhiều thành tích của người này. Văn nhân Mục Nguyệt liếc mắt nhìn Mã Duyệt, hỏi, tư liệu về Tần Lạc đâu? Mã Duyệt vội vàng mở cặp, lấy ra một tờ giấy, đưa cho nàng. Văn nhân Mục Nguyệt cầm tờ giấy đọc qua một lượt, mặt không chút biểu cảm, sau đó hai tay xé tờ giấy làm đôi. Xoẹt! Đầu tiên là một tờ giấy to, thành hai phần, rồi bốn phần, rồi cứ thế trở thành vô số mảnh vụn. Có vài thứ, không thể dùng số liệu để cân nhắc. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Mã Duyệt nhìn tiểu thư xé nhỏ trang giấy, nhẹ nhàng thở dài. Xem ra, trí não của bọn họ được giảm bớt một việc nặng nhọc. Điện thoại trong túi Mã Duyệt đột nhiên vang lên, sau khi nói vài câu, quay sang văn nhân Mục Nguyệt nói, tiểu thư, Tần Túng Hoành đang ở dưới lầu. Muốn gặp cô. Văn nhân Mục Nguyệt khẽ cau mày nói, mời hắn lên lầu 2 gặp tôi. Vâng, Mã Duyệt nhanh chân đi về phía thang máy. Tần Túng Hoành lên tới nơi thì thấy văn nhân Mục Nguyệt đang ngồi nhàn nhã trên ghế salon đọc báo. Nhìn dáng vẻ chăm chú vào các trang báo của cô thì không ai nghĩ vừa có chuyện gì bất thường xảy ra với cô cả. Mục Nguyệt, cô không sao chứ? Tần Túng Hoành lo lắng nói, trên mặt lộ rõ vẻ nho nhã, nụ cười cũng biến mất. Tôi vừa mới biết tin, nói cô bị phục kích. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đã bắt được hung thủ chưa? Tôi không sao, hung thủ đã chết, văn nhân Mục Nguyệt lạnh nhạt nói. Đáng đời, đây là kết quả. Không việc gì là tốt rồi. Nghe nói cô bị phục kích ở trường học, đúng không? Sau này nên ít đi đến những nơi đông người, dễ tạo cơ hội cho bọn sát thủ ra tay. Tần Túng Hoành nói. Tôi tự biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Cô hả, vẫn không thể bỏ cái tính ngang ngược. Tần Túng Hoành khuyên nhủ. May là lần này Tần Lạc cứu cô, hắn có bị thương nặng không? Không có gì đáng lo ngại. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Vậy là tốt rồi. Tần Túng Hoành gật đầu, tôi chủ yếu đến đây xem cô có bị sao không thôi. Biết cô bận rộn nhiều việc, vậy sẽ không quấy rầy nữa. Cảm ơn, văn nhân Mục Nguyệt nói. Không thể không thừa nhận rằng, Tần Túng Hoành đối nhân xử thế rất khéo léo. Biết được người phụ nữ mình thích bị ám sát, hắn muốn đích thân chạy đến nơi xem. Đã là người biết chuyện sau giờ lại còn trơ mặt không chạy ngay đến hỏi thăm, thì còn tư cách gì để nói chuyện yêu đương nữa đây? Nhưng hắn cũng biết sau khi văn nhân Mục Nguyệt xảy ra chuyện như vậy, sẽ có rất nhiều công việc cần xử lý. Nếu hắn cứ ở đây dài dòng, chỉ có thể khiến cho người khác thêm khó chịu. Vừa thể hiện thành ý của ta, vừa không làm cho người cảm thấy phiền. Cần phải biết nắm thời cơ thích hợp mới được. Lúc Tần Túng Hoành đi ra cửa, đột nhiên xoay người nói, hy vọng chuyện này không làm ảnh hưởng đến buổi tham gia mừng thọ Gia Gia ngày mai. Gia Gia vẫn nhắc tới cô cố gắng đến, ông nhất định rất vui đấy. Tôi sẽ đến, văn nhân Mục Nguyệt nói. Tần Túng Hoành gật đầu cười, giật cánh cửa đi ra ngoài. Đi xuống lầu vừa lúc Điền Loan ném tàn thuốc từ tay vào gà tàn đi lên, cười lộ cả hàm răng, nói, đại thiếu, sao xuống nhanh vậy? Chẳng lẽ muốn ở lại đây nghe ngóng tình hình? Tần Túng Hoành vừa cười vừa nói. Có thấy Tần Lạc không? Nghe nói văn nhân Mục Nguyệt tặng hắn nguyên một phòng dưỡng bệnh của cô ta. Điền Loan nói. Tần Túng Hoành ngẩng mặt nhìn về phía cửa sổ căn phòng đặc biệt trên tầng 9, hắn biết, đây là gian phòng chính của văn nhân Mục Nguyệt chuyên dụng để tĩnh dưỡng. Nhưng bây giờ nằm ở đó là một người đàn ông. Điền Loa, anh nói xem có phải lần này chúng ta quá khinh địch không? Tần Túng Hoành chậm rãi hỏi. Hừ, tính làm gì? Chẳng qua tiện nghi một chút cho tên kia thôi. Hay là để tôi an bài một cái khổ nhục kế cho đại thiếu một cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân? Yên tâm. Cam đoan so với trận hôm nay sẽ thú vị hơn nhiều. Điền Loa lộ vẻ mặt hèn mọn, bị ổi. Đồ ngu, Tần Túng Hoành liếc hắn một cái. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 150, vòng eo của con cũng rất thon nhỏ. Lúc Tần Lạc tỉnh lại, bật đèn trong phòng lên, một ánh sáng nhỏ màu cam, không sáng ngời nhưng cho người ta cảm giác ấm áp.
Rèm cửa sổ tạo nên một khoảng cách nhỏ. Văn nhân Mục Nguyệt liền đi đến kéo nhẹ rèm cửa ngắm ngoài trời đầy bông tuyết bay. Tuyết lại rơi. Vào ban đêm, nhiệt độ giảm xuống đến một thời điểm nhất định, và rồi tuyết lại rơi. Nghe được tiếng động sau lưng, văn nhân Mục Nguyệt xoay người lại nói, anh đã tỉnh dậy. Cô thay quần áo trong ngày, bây giờ cô mặc một cái quần yếm cùng áo len dài tay có hình trái tim đơn giản, trên người cô tỏa ra một hương sắc dễ khiến người ta tê dại. Những lọn tóc xoăn rủ mềm mại trên vai, dường như hắn không còn cảm thấy ngại ngùng trước một nữ vương đầy quyền lực nữa, mà đổi lại có cảm giác thật thân mật, gần gũi khi ở đây. Nhìn cô gái mặc áo liền quần, không hiểu sao trong lòng Tần Lạc dấy lên chút kích động. Thế giới này rộng lớn, thử hỏi mấy người đàn ông có cơ hội nhìn thấy cô trong bộ trang phục gợi cảm này. Anh đói bụng chưa? Văn nhân Mục Nguyệt tới trước mặt Tần Lạc, hỏi. Tôi đói rồi, Tần Lạc gật đầu, hắn cũng đã ngủ nửa ngày, chưa không ăn nên đúng là có chút đói bụng. Ăn cháo nhé, tôi sẽ cho người bưng tới. Văn nhân Mục Nguyệt nói, nhẹ nhàng xoay người, cô tiểu thư xinh đẹp đi xuống bếp. Cảm ơn nhé, Tần Lạc có chút cảm kích suýt rơi lệ. Cảm giác mình bị đâm một đao cũng đáng giá lắm. Đừng nói một đao, chứ hai ba đao đâm vào người. Tần Lạc nghĩ đến mấy ngày trước có xem được tin tức trên mạng. Để được cùng ăn tối với cô, có kẻ sẵn sàng trả giá hàng triệu đô la. Không biết nếu mình đấu giá việc được mỹ nhân này tự tay bưng tô cháo cho ăn thì sẽ kiếm được bao nhiêu tiền à? Cháo được bưng tới, nóng hôi hổi. Không biết vì Tần Lạc rất đói hay là đầu bếp cho gia vị thơm nức mũi, hấp dẫn quá làm người ta chỉ muốn ăn luôn. Nhưng khi chuẩn bị ăn thì có chút rắc rối xảy đến. Tần Lạc phải quấn quanh một miếng gạc dày ở tay phải, giống như một lớp vỏ bọc lớn, căn bản là không thể cầm thìa. Tay trái còn hoạt động được nhưng không phải tay thuận, để bát cháo lên bàn, cúi đầu xuống ăn cũng rất khó khăn. Để tôi giúp anh, văn nhân Mục Nguyệt ngại ngùng nhìn Tần Lạc, bưng bát cháo múc thìa cháo hướng vào miệng Tần Lạc. Tần Lạc giật mình. Gia tài của cô gái này trị giá hàng trăm triệu, nắm trong tay quyền lực ghê người. Mình được cô ấy đút cho ăn, người khác có nằm mơ cũng không được. Thế mà bây giờ giấc mơ ấy lại đến với mình. Được cô ấy đút cho ăn, không biết có tổn thọ không? Thôi khỏi, có thể tìm thuê một bảo mẫu đến giúp ta việc này cũng được. Tần Lạc cự tuyệt. Họ cũng là người, văn nhân Mục Nguyệt nói. Họ cũng là người, ngươi nói vậy là ý gì? Nghĩa là cần phải tôn trọng những nhân viên trong ngành dịch vụ, không ăn được cũng gọi người ta đến đút cho mình sao? Nhưng chính cô cũng đang làm chuyện này đó thôi. Ý cô muốn nói, đừng coi cô là người, hay là muốn nói, đừng coi cô là người ngoài, vậy. Ôi, những người thông minh thật là rắc rối khó hiểu. Một câu tưởng như vô cùng đơn giản, nhưng có thể mở rộng ra rất nhiều ý tứ khác nhau. Mặc kệ thế nào, bây giờ văn nhân đại tiểu thư đưa thìa vào gần mép Tần Lạc, hắn còn có thể làm sao đây? Lựa chọn duy nhất là hé miệng ra, sau đó nuốt thìa cháo thơm ngon vào bụng. Ngon lắm, Tần Lạc vừa nuốt vừa nói. Được rồi, thế cô chưa đi dự yến hội gì đó à? Tối mai, văn nhân Mục Nguyệt đáp, đợi Tần Lạc ăn xong, cho thìa vào bát bưng đi. Cô có vẻ không thích đến đó. Tần Lạc nhìn văn nhân Mục Nguyệt nói. Có muốn đến hay không cũng không có nghĩa gì cả. Văn nhân Mục Nguyệt nói có vẻ buồn buồn. Nếu như không muốn, cô có thể không đi. Tần Lạc kiên định nói. Hắn không thích làm chuyện gì một cách miễn cưỡng. Nên giờ cũng khuyên văn nhân Mục Nguyệt như vậy. Văn nhân Mục Nguyệt ngẩng đầu liếc nhìn Tần Lạc, bình thường vẻ mặt cô toát lên sự lạnh lùng kiều diễm, nhưng bây giờ vẻ đẹp ấy nổi lên trên ánh sáng màu vàng cam ấm áp lan tỏa khắp phòng nhìn đẹp và rất thân thiện. Bất chợt cô lấy tay vén lọn tóc bất cẩn rơi xuống trán, bình thản nói, anh không thắc mắc gì về gia tộc văn nhân chúng tôi à? Tần Lạc nuốt nốt miếng cháo trong miệng vào bụng, nhẹ nhàng thở dài, nói, quyền lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng nhiều. Tôi nghe nói quản lý tài sản của gia tộc văn nhân lại là một người phụ nữ, trong lòng cũng thấy hơi kỳ lạ. Đây là sự lựa chọn của tôi, không thể để rơi vào tay người khác được, văn nhân Mục Nguyệt thẳng thắn nói. Vị trí của cô bây giờ, có vô số người trong gia tộc văn nhân mơ ước. Nhưng cô sẽ không cho người nào có cơ hội đoạt được nó. Chỉ khi ngồi ở vị trí cao này, cô mới có cảm giác an toàn. Cô mới có đủ khả năng bảo vệ các em của mình. Tại sao lúc đầu cô muốn tôi cùng cô đi dự buổi yến hội kia? Tần Lạc hỏi. Vì anh từng là vị hôn phu của tôi. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Tôi có thể lấy đó ngụy trang, để cự tuyệt một số đối tượng bất hảo. Tôi hữu dụng vậy sao? Tần Lạc hỏi. Không nghĩ mình lại là một lá chắn tốt nhất cho cô nàng. Đúng vậy,
Văn Nhân Mục Nguyệt khẳng định, nếu như chọn một người đàn ông khác, tất nhiên tôi không thể gạt được bọn họ. Khi biết anh đang ở đây, Tần Túng Hoành đã đến đây để tìm hiểu sự tình. Cô biết hắn đến tìm tôi? Tần Lạc cười hỏi. Biết. Lời cự tuyệt của cô lúc nãy, là vì cô đã nghĩ tới khả năng này. Có đúng không? Tần Lạc chằm chằm nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt, truy hỏi. Không sai, Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Tần Lạc không né tránh. Tôi giống như quân cờ trong tay cô sao? Tần Lạc cười lạnh hỏi. Không phải. Có thật không phải không? Đúng là như vậy, vì tôi không có ý đó. Văn Nhân Mục Nguyệt bối rối lên tiếng giải thích, nếu người khác hỏi cô như vậy, cô thậm chí sẽ không thèm nhìn hắn lấy một cái. Đó chỉ là chuyện rất tự nhiên bình thường thôi mà, tôi biết khi tôi đi với anh, chắc chắn Tần Túng Hoàng sẽ chú ý. Nhưng không thể vì thế mà tôi không đi với anh, dù sao, sau tất cả mọi chuyện, tôi thấy anh là sự lựa chọn thích hợp nhất. Tần Lạc nhìn thấy sự chân thành trong mắt của Văn Nhân Mục Nguyệt, thở dài nói. Tôi không phải là tù nhân, cũng không đại diện cho những người không giống tôi. Đôi khi cô muốn thoát ra một việc gì, hết lần này đến lần khác sự việc lại cứ chủ động tìm đến. Tôi đột nhiên nhớ đến chiều mai ta không có tiết dạy nào, tối cũng không có lịch gì. Văn Nhân Mục Nguyệt sửng sốt, mãi sau mới cất được lời, anh cứ nghỉ ngơi cho tốt. Tôi không muốn làm liên lụy anh thêm nữa. Không sao đâu, một bữa tiệc thôi mà, Tần Túng Hoành lần trước cũng có nhã ý mời tôi đến đó. Nhưng tôi nghĩ mình chỉ ăn một chút ít đồ ăn, mà lại phải tặng người ta một cái hồng bao nặng, nên đã cự tuyệt. Nếu mai cô thay tôi tặng hồng bao cho họ, tôi sẽ đến đó cùng cô và đảm bảo không biến mất. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Vương Cửu Cửu đang ngồi trên ghế salon nhìn thấy Trương Nghi Y bưng hoa quả đi tới. Tiến lại ngồi cạnh Vương Cửu Cửu nói, con gái, ăn nhiều hoa quả một chút đi. Rất tốt cho sắc đẹp đấy. Mẹ ăn cả ngày nhiều như vậy mà cũng còn chưa thấy đẹp ở đâu. Vương Cửu Cửu dùng cây tăm cắm vào một miếng táo bỏ vào miệng, nói. Mẹ con nàng lúc nào cũng thế, nếu mỗi ngày không cãi nhau vài câu, thì như là thiếu thiếu cái gì đó. Cho nên, có lúc Trương Y Nghi ở nhà một mình không có người nói chuyện thì thể nào cũng gọi một cuộc điện thoại cãi nhau vài câu với con gái cho vui. Ai, nghĩ lại mấy lời con nói đi, con nhìn lại mặt mẹ xem, trẻ hay già, bao nhiêu tuổi. Trương Y Nghi vui vẻ đáp lời. Vương Cửu Cửu quả thực đang cố ý chọc tức bà đây mà. 45 tuổi. Vương Cửu Cửu lướt nhìn mẹ, nói. Tiểu tử thối, con mới 45 ý. Nhìn ra tay ta đây, nhiều nhất cũng chỉ 20 thôi, nói 18 cũng có người tin chứ chẳng chơi. Trương Y Nghi nói. Hắc hắc, đúng vậy, chắc chắn có người tin rồi. Chính là mẹ chứ ai. Người biết năm đó lão nương ngươi ngực to thế nào không? Chỉ là cỡ bê thôi. Bây giờ thì sao? Đây là mỗi ngày ta còn ăn một trái mộc qua đó. Thì bây giờ vẫn cỡ bê mà. Tiểu tử ngươi muốn trêu tức ta sao hả? Trương Y Nghi tức giận trợn mắt nhìn con gái, rồi tiến lại như muốn chọc lét mấy cái. Được rồi, được rồi, được rồi mà. Vương Cửu Cửu vội vàng cầu xin sự tha thứ. Cô sợ nhất là người khác chọc lét mình. Trương Y Nghi lúc này mới hài lòng đứng dậy khỏi người con gái, nói, được rồi. Con nói cho mẹ xem dạo này tiểu tần thế nào rồi mà không thấy qua nhà ta chơi vậy. Mẹ vừa học được một món mới, chờ hắn tới chơi ta sẽ tự mình xuống bếp. May là những lời này của mẹ thầy Tần không nghe thấy. Nếu cho thầy biết mẹ vừa học được một món mới thì có cho dao kề cổ chắc thầy cũng không dám đến chơi. Vương Cửu Cửu cười trêu ghẹo. Mẹ cô được phong là sát thủ phòng bếp, bất luận là nguyên liệu tốt cỡ nào, món đơn giản đến đâu. Chỉ cần qua tay bà là đủ trở thành thuốc độc khiến người ăn muốn chết ngay lập tức rồi. Con nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ lần trước mẹ nấu ăn không ngon sao? Mẹ cho hơi nhiều gia vị sao? Trương Y Nghi bức xúc nói. Con gái, mẹ thấy hai đứa hình như cũng rất thân mật phải không? Giờ phát triển đến đâu rồi? Cô ta đẹp quá, Vương Cửu Cửu nói. Không kìm nén được cảm xúc, trong đầu nàng lại vừa xuất hiện người phụ nữ xinh đẹp như tiên nữ kia. Cô ta là ai vậy? Tìm đến Tần sư phụ làm gì? Trương Y Nghi nhìn con gái đang nghĩ tới một người nào đó, nói, đẹp quá cũng không tốt lắm. Con gái à, con thích ai thì cứ cố gắng theo đuổi, đừng nên e ngại gì cả. Rụt ra rụt rè, phi phi, cứ thế đàn ông tốt của mình bị người khác chiếm mất thì không phải rụt rè thành cái dám sao. Con biết rồi. Vương Cửu Cửu buồn bực che kín hai tai. Mẹ cô lại bắt đầu truyền thụ cho cô những kinh nghiệm. Biết là tốt rồi, con gái Trương Y Nghi này. Nếu muốn mời đàn ông nào chỉ cần ngoắc ngoắc đầu ngón tay hắn ta sẽ phải ngoan ngoãn chiều lòng.
Trương Y Nghi lộ vẻ mặt đắc ý nói. Bà sờ sờ vòng eo của Vương Cửu Cửu, nói, con gái, vòng eo của con cũng rất thon nhỏ. Thì sao? Vì vòng eo của mẹ cũng rất nhỏ à? Trương Y Nghi bóp vòng eo thon nhỏ của mình nói. Vẻ mặt gì đây? Sao con lại có vẻ mặt như vậy? Trương Y Nghi không vui nói. Được rồi, tối mai về bố mẹ sẽ đưa con đi dự một yến hội. Chương 151, Long Hổ tranh đấu. Thế nào Tần Lạc soi đi soi lại trước gương, cười hỏi. Từ lúc hắn đồng ý cùng văn nhân Mục Nguyệt đi tham gia yến tiệc sinh nhật ông của Tần Tung Hoành, Mã Duyệt đã dẫn tới một đám người. Những người này có nam có nữ, có người Trung Quốc, có người ngoại quốc, theo lời giới thiệu của Mã Duyệt thì trong bọn họ có nhà thiết kế trang phục, nhà tạo dáng, nhà tạo mẫu tóc. Như là một đội chuyên phục vụ cho siêu sao quốc tế vậy. Bọn họ sờ tới sờ lui trên người Tần Lạc, có lúc lại cầm một loại thước đo đạc. Dưới sự sắp xếp của họ, kiểu tóc của Tần Lạc đã thay đổi, so với trước thì có kiểu cách hơn, sau khi làm một cái màng thẩm mỹ trên mặt, da rẻ như quét thêm một lớp da, màu da nhợt nhạt ban đầu cũng có phần hồng hào khỏe mạnh hơn. Vì Tần Lạc nhất quyết không chịu mặc đồ tây và áo đuôi tôm nên bọn họ dựa vào vóc dáng hắn may riêng một bộ áo dài đen, bộ áo này có cảm giác trung tây kết hợp, vừa giữ được phong cách truyền thống, màu sắc kiểu dáng lại có nét thời thượng. Có người nói, không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười. Tần Lạc nói, không có đàn ông xấu, chỉ có đàn ông không có tiền. Tần Lạc rất hài lòng lần thay đổi này, đặc biệt là kiểu tóc như thần tượng này khiến hắn thấy mình độc nhất, hắn cảm thấy, cả đời không có lúc nào đẹp trai như hôm nay. Hắn quyết định giữ phong cách này, sao cứ đẹp trai thế này mãi. Không tệ, văn nhân Mục Nguyệt gật đầu nói, nàng hiếm khi nhận xét người khác như thế. Gia tộc văn nhân có gen tốt. Em trai nàng cho đến anh chị em họ đều là nam thanh nữ tú. Tần Lạc đứng cùng với họ nếu chỉ nhìn mà nói cũng chỉ là nhân vật làm nền. Nhưng qua bàn tay của đội tạo hình, hắn cũng có thể đủ tự tin đi gặp người ta. Hơn nữa, Tần Lạc cũng không phải loại người kiếm ăn nhờ vẻ bề ngoài. Khí chất, lời nói, hành động độc lập riêng biệt của hắn, cả y thuật cao thâm, đây mới là ưu thế của hắn. Tần Lạc mà biết nhận xét của cô gái này về mình chắc tức khí hộc máu ra mất. Đã đẹp trai tới mức trời không dung thế này, mới chỉ có thế đi gặp người ta sao? Có phải đến giờ rồi không? Tần Lạc hỏi. Văn nhân Mục Nguyệt gật đầu, đưa cái găng tay ra gấu ra, bảo, đeo găng tay vào đi. Vết thương trên tay hắn còn chưa khỏi, ngoài trời có tuyết rơi, sợ là tay lại rét cóng. Cảm ơn, Tần Lạc đón lấy. Mã Duyệt lại mở cửa phòng, tiểu thư, xe chuẩn bị xong rồi. Chúng ta đi thôi. Văn nhân Mục Nguyệt nói với Tần Lạc. Đi, Tần Lạc vội vàng soi lại gương, cảm thấy không thể đẹp trai hơn nữa, mới theo văn nhân Mục Nguyệt ra ngoài. Tần gia là giới kinh doanh, dù sản nghiệp lớn nhưng ít khi để mọi người biết, hơn nữa Tần gia có cái nền vững chắc của chính phủ, cũng có quan hệ rất mật thiết trong một số lĩnh vực quân sự. Lần mừng thọ thứ 80 này rất đáng vui mừng, dù Tần lão gia luôn dặn dò tổ chức nhỏ thôi, nhưng việc này vẫn là chủ đề bàn tán say sưa quanh giới thượng lưu Yên Kinh. Những người có thể tham gia lễ mừng thọ 80 của Tần lão gia, thân phận đương nhiên là quyền quý. Nếu không phải là người chức quyền thì cũng là có tài sản kếch xù. Không nằm trong tầng lớp đó, bạn cũng sẽ không được tiếp đón. Có người nói, bạn của người nghèo đều là người nghèo, bạn của người giàu đều là người giàu. Đây không phải là nịnh nọt mà là một cái mẹo, khi bạn muốn gia nhập cái thế giới đó, sẽ có một bức tường vô hình chắn bạn ngoài cửa. Khi chiếc Phantom của mấy người Tần Lạc dừng tại trước cửa quán rượu, bãi đỗ xe rộng mênh mông đã trở thành một triển lãm các loại ô tô nổi tiếng có quy mô lớn. Mercedes, BMW, Audi, Cadillac, Hybrid, XKA, Sport, Ferrari California, Lamborghini LP670.4, cho đến Maybach 62SZEPPELIN đều quy tụ về triển lãm xe Yên Kinh năm nay. Tần gia cũng mạnh tay, bao chọn quán rượu Vương Phủ để tổ chức yến tiệc. Quán rượu Vương Phủ là một trong những quán rượu nổi tiếng ở Yên Kinh, cũng là do một vị vương gia rất được sủng ái thời nhà Thanh cải tạo thành, bên trong tại chính giữa có một cái đài lớn, hòn non bộ, đồ cổ quý hiếm, trăm con phượng hoàng, cái gì cũng có, đúng là đại quan viên trong Hồng Lâu Mộng. Bảo vệ ra mở cửa xe, Tần Lạc và văn nhân Mục Nguyệt mới cùng bước xuống. Đứng ở cánh cổng lộng lẫy như cung điện, Tần Lạc có cảm giác lâng lâng, đôi mắt này, con tim này, cả con người này đều có cảm giác không thật. Tần Lạc nhìn văn nhân Mục Nguyệt, nghĩ bụng, nếu mình theo đuổi người con gái này, không phải là sau này sẽ sống cuộc sống phú quý giàu sang thế này sao?
Làm một kẻ bám đuôi phụ nữ, xem ra cũng không phải là việc khiến người ta khó chấp nhận lắm. Đưa tôi tiền, mang chính tiết đi. Tần Tung Hoành mặc bộ đồ tây màu đen vừa người, thắt cà vạt sáng màu, đeo một cặp kính trơn, cho người ta thấy một hình ảnh lịch sự nho nhã. Anh ta đang cùng một đám người đón khách ngoài cửa, mặt mũi tươi cười rạng rỡ, chu đáo vô cùng. Xe của văn nhân Mục Nguyệt dừng lại liền thu hút ánh nhìn của đám người ấy. Anh, văn nhân Mục Nguyệt đến rồi, một cậu con trai mặt mũi sáng sủa thanh tú cười nói, xem ra còn ít tuổi, chắc cũng thuộc đời thứ ba Tần gia giống Tần Tung Hoành. Ừ, thấy rồi, Tần Tung Hoành nhìn rồi chậm chậm đi tới chỗ Tần Lạc và văn nhân Mục Nguyệt, mỉm cười gật đầu. Anh chàng đó là ai vậy? Sao chưa gặp bao giờ? Cậu bé nhíu mày, rời mắt nhìn Tần Lạc. Tần Tung Hoành thích văn nhân Mục Nguyệt, cái này cả Yên Kinh đều biết. Nhìn thấy người con gái mình thần tượng ở cùng người con trai khác đương nhiên trong lòng có chút không thoải mái. Đúng vậy, ở Tần gia, Tần Tung Hoành không chỉ là cháu đích tôn mà còn là tấm gương cho lũ trẻ kia học tập và noi theo, cha mẹ chúng cũng dạy con cái mình phải nhìn anh Tung Hoành mà học. Công tử tri thức này không chỉ nhận được những lời khen ngợi ở bên ngoài, mà trong nhà cũng được mọi người yêu mến như vậy, đây là người con trai một mình nhận được hàng nghìn sự sủng ái. Tần Tung Hoành vỗ vai em họ, rồi nhanh chóng bước tới đón văn nhân Mục Nguyệt và Tần Lạc, trên mặt không có cảm xúc gì, cười nói, Mục Nguyệt, rất vui là cô có thể đến, ông biết cô đến nhất định sẽ rất mừng. Cảm ơn, sinh nhật Tần gia gia, tôi cũng muốn đến nói lời chúc phúc. Văn nhân Mục Nguyệt khéo léo trả lời. Ánh mắt Tần Tung Hoành giờ mới chuyển sang Tần Lạc, đưa tay trái ra nói, chúng tôi đã từng gặp nhau. Đúng vậy, đến xin một chén rượu mừng, anh không để ý chứ. Tần Lạc bắt tay anh ta, vừa cười vừa nói. Không có chuyện gì cố chấp xảy ra, tay hai người vừa chạm đã bỏ ra, chẳng ai muốn bắt tay lâu, như là chạm phải một cục than hồng vậy. Nếu tôi nói để ý thì sao? Tần Tung Hoành nói giọng cười đùa. Tôi cũng sẽ đến, Tần Lạc vẫn cười híp mắt, người này cũng ăn nói sắc bén đấy. Như vậy thì tôi chỉ biết nói hoan nghênh thôi. Tần Tung Hoành vừa nói vừa cười, tay làm động tác mời, vào uống trà đi, tiểu chiếu đến trước rồi. Đúng lúc này, từng luồng ánh sáng chiếu đến, liền thấy một chiếc Hummer kiêu hãnh vọt qua, dù đến trước cửa quán rượu rồi cũng không có ý giảm tốc độ. Theo sau chiếc Hummer là đủ các loại xe sang trọng, có BMW cứng cáp, có cả Ferrari có màu sắc sáng đẹp, vẻ ngoài đầy phong cách. Một đoàn xe đến mười mấy chiếc này giống như một con rắn dài đang trườn tới, vừa mới ra đã thu hút mọi ánh nhìn. Két! Một chiếc xe dừng đột ngột, con Hummer đầu tiên dừng trước cửa quán rượu, cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống. Người này khoảng hơn 20 hoặc hơn 30 tuổi, nhìn vẻ ngoài rất khó đoán tuổi thật của hắn ta. Lông mày rậm mắt to, ánh mắt long lanh, tóc ngắn dựng đứng. Râu ở cằm mặc dù sạch sẽ nhưng chân râu thấm thấm còn lưu lại trên da khiến hắn trông rất ngông cuồng. Trên người mặc một chiếc áo phông bó sát, bên ngoài khoác một bộ đồ tây màu kem, quần bò, đôi giày leo núi màu nâu đậm, cho người ta cảm giác đầu tiên giống như một vận động viên leo núi xuất sắc. Ánh mắt hắn ương ngạnh, vẻ mặt đầy hống hách, dáng điệu của một thằng cha đệ nhất thiên hạ. Hắn đỗ xe giữa đường, rồi mặc kệ, cũng chẳng quan tâm xem xe có cản đường không. Khiến cho đám đàn em đằng sau không có lối mà đi, cứ nghênh ngang như thế hắn bước về phía Tần Tung Hoành. Tần Tung Hoành cũng nhìn người đàn ông đang bước tới, ánh mắt gặp nhau rừng rực trên không. Thế nào, không hoan nghênh à, gã bước tới trước mặt Tần Tung Hoành cười nói. Hoan nghênh chứ, mọi người đến đều là khách, Tần Tung Hoành vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhã nhặn cười nói. Giả dối, gã đàn ông nói, mặc dù tôi không thích anh nhưng tôi lại rất kính trọng Tần lão. Hôm nay là đại thọ 80 của lão gia, cả đời người cũng chỉ có một ngày này, dù sao thế hệ sau như tôi cũng phải tới cúi đầu nói vài câu chúc mừng. Anh Bạch có lòng quá, Tần Tung Hoành cười nói cảm ơn. Nói chuyện với cậu thật chẳng thú vị gì, gã đàn ông nhún vai nói. Hắn quay mặt sang văn nhân Mục Nguyệt nói, Mục Nguyệt, lâu rồi không gặp, đúng là càng ngày càng xinh. Cảm ơn văn nhân Mục Nguyệt cũng gật đầu với hắn. Cậu chính là Tần Lạc, ánh mắt hắn dừng lại trên mặt Tần Lạc. Hai người lần đầu tiên gặp nhau, nhưng hình như là hắn có ấn tượng tốt với Tần Lạc, còn vỗ mạnh vào vai nói, thanh niên trẻ tuổi, có khí phách, ở cái thành phố Yên Kinh này dám quang minh chính đại đào góc tường Tần Tung Hoành, cũng chỉ có mình cậu thôi. Chương 152, lại đây gọi anh rể. Người này ăn nói tùy tiện, hành động thô lỗ, nhìn như một nhân vật có đầu mà không có óc. Nhưng nếu bạn suy nghĩ kỹ càng sẽ phát hiện ra mỗi câu nói của hắn đều là có chủ đích.
hơn nữa chọc trúng chỗ hiểm của người khác, khiến bạn không thể phản bác lại. Kinh hơn là hắn ta nói và làm đều tùy ý vậy mà không gây phản cảm với người ta một tí nào, giống như chỉ có làm thế mới phù hợp với bản tính của hắn. Nếu như những người khác không dè chừng cách phát ngôn kiểu châm chọc khiêu khích của hắn thì sợ là sẽ dẫn đến sự chán ghét của một đống người. Tần Lạc đã từng nghe Vương Cửu Cửu nói qua, trong cái thành Yên Kinh này chỉ có một số ít người khiến Tần Tung Hoành kiêng nể, mà vừa rồi Tần Tung Hoành lại gọi hắn là anh Bạch, vậy thì thân phận gã đàn ông này không biết thế nào. Bạch Phá Cục và Tần Tung Hoành tranh chấp với nhau mấy năm mà tạo nên nhân vật thần thoại bất bại này. Hai nhà Tần Bạch không phải có thù sao? Sao hắn lại tới? Bạch Phá Cục, anh có ý gì? Một thanh niên đằng sau Tần Tung Hoành sắc mặt khó chịu, nói. Lúc này Tần Tung Hoành thì không tiện nói, nhưng bọn họ lại không chịu được kiểu nói của Bạch Phá Cục. Còn có chuyện gì khiến người ta thấy sỉ nhục hơn bị người khác đào góc tường? Bạch Phá Cục ngẩng đầu liếc nhìn cậu thanh niên kia một cái, bĩu môi khinh thường nói, Tần Việt, ở đây có chỗ cho cậu nói à? Khi chúng tôi có rồi cậu vẫn còn mặc quần thủng đáy nghịch bùn đấy. Anh nói láo. Thế nào, tôi nói không đúng sao? Bạch Phá Cục cười nhạt nói. Tần Việt còn định nói nhưng lại bị Tần Tung Hoành giơ tay ngăn lại, hắn cười nói, người đến là khách, sao có thể để khách cứ đứng ở ngoài mãi, mau mời vào uống trà đi. Học thêm chút đi, đồ ngốc, Bạch Phá Cục vứt lại cho Tần Việt một câu rồi cùng Tần Tung Hoành đi vào trong. Ngạo mạn, Tần Việt tức giận nói, đại ca sao lại không phản bác hắn. Đằng sau một cô bé mặc quần áo công chúa, mặt mũi vui tươi dáng người nhanh nhẹn hoạt bát vừa cười vừa khuyên, nhị ca, không cần tức giận. Đại ca làm đúng rồi, hôm nay là ngày đại hỷ của ông, nếu anh làm ầm ĩ với Bạch Phá Cục trước cửa, không phải khiến khách khứa chê cười Tần gia ta sao? Bạch Phá Cục hắn là thằng điên, người của thành Yên Kinh đều biết, hắn làm những chuyện điên rồ là điều đương nhiên, nếu anh điên lên với hắn không phải là thỏa mãn ý nguyện của hắn sao? Ai, thảo nào ông nói Tần gia có hai viên ngọc. Nam có Tần Tung Hoành, nữ có Tần Khinh Xảo, Tần gia chúng ta ngoài đại ca là em rồi Tần Việt than thở. Tần Khinh Xảo là muội muội của Tần Việt, em họ Tần Tung Hoành, là một cô gái tương đối xuất sắc trong ba đời Tần gia. Đó là ông nói cho thuận miệng mới đưa em lên mức đấy, em làm sao so với đại ca được, Tần Khinh Xảo thản nhiên cười nói. Dưới sự hướng dẫn của Tần Tung Hoành, Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt và cả Bạch Phá Cục cùng nhau đi tới phòng khách của bữa tiệc. Trên đường đi tới, Tần Lạc có cảm giác như đi trên thảm đỏ nhận giải Oscar vậy. Tần Lạc và Bạch Phá Cục là hai nhân vật một thời nổi danh nhất thành Yên Kinh này, mà Văn Nhân Mục Nguyệt lại là tuyệt thế mỹ nhân rất ít xuất hiện ở nơi công cộng, bất kể là người nào đi ra ngoài một mình đều là tâm điểm chú ý của đám đông, hiện tại ba người đi cùng với nhau tự nhiên dễ dàng thu hút ánh mắt của mọi người. Đi bên cạnh ba người, sát bên Văn Nhân Mục Nguyệt, Tần Lạc chắc chắn bị hiệu ứng ngôi sao của họ đẩy xuống phía dưới màn ảnh, khi mọi người dùng ánh mắt, mỉm cười chào ba người kia. Tự nhiên đều chú ý đến sự tồn tại của gương mặt lạ lẫm này. Cũng chính bởi hắn lần đầu tiên xuất hiện trước mặt mọi người mà lại là đi cùng những nhân vật kiệt xuất nhất của đời thứ ba Bạch gia, Tần gia, Văn Nhân gia nên hắn lại trở thành nơi thu hút sự chú ý của mọi người nhất. Mọi người đều là những nhân sĩ thành công, có tố chất, trong hoàn cảnh này đều rất chú ý có chừng mực, mặc dù trong lòng có thắc mắc cũng sẽ không hỏi thẳng trước mặt mọi người để làm rõ điều mình không biết hoặc dẫn đến những phiền phức không cần thiết. Nhưng từ những cái nhìn chăm chú, soi mói của bọn họ, Tần Lạc có thể đoán ra trong lòng họ đang nghĩ gì. Ngay cả Tần Lạc cũng không rõ tại sao Bạch Phá Cục lại có hứng thú với hắn như vậy. Hắn ta tới sát Tần Lạc cười nói, căng thẳng à, đừng để ý làm gì, dù sao cậu cũng chẳng quen bọn họ, cũng không cần sợ thất lễ trước mặt người ta làm gì, tối thế này ai có thể nhận ra cậu hay cậu có thể nhận ra ai. Những câu này cũng không phải dễ nghe, nhưng Tần Lạc nghe xong thì mọi căng thẳng đều tan biến hết. Đúng rồi, quan tâm cảm nhận của họ làm gì? Nếu bọn họ thích nhìn thì cứ để họ nhìn, chỉ là khi họ vất vả hỏi dò la thân phận của mình chỉ là một giáo viên viên trung y thì nhất định vô cùng thất vọng. Tần Lạc trong bụng nghĩ thầm. Cảm ơn, Tần Lạc cười nói với Bạch Phá Cục. Khách sáo, Bạch Phá Cục cười nói, tôi không thích người nhà họ Tần, chỉ cần là việc khiến họ khó chịu tôi đều hết sức cổ vũ. Hắn thích Văn Nhân Mục Nguyệt lâu lắm rồi, không đùa chứ cậu ra tay làm người ta kinh ngạc. Tôi cũng nghi ngờ việc mưu sát, là khổ nhục kế do cậu tự biên tự diễn. Tôi đâu có khả năng lớn vậy, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Ha ha, đùa tí thôi, đừng tưởng thật, tôi thô nhưng mà thật, kẻ nào không thuận mắt thì tôi chửi, chửi không thỏa thì tôi đạp, ví dụ tôi dám mắng Tần Tung Hoành ngốc,
hắn cũng không dám mắng lại tôi, là vì sao? Bởi vì hắn muốn giữ hình tượng đấy. Bạch Phá Cục cười ha hả nói. Tần Lạc thực sự toát cả mồ hôi, hắn cũng không ngờ Bạch Phá Cục lại là nhân vật hảo hạng như vậy. Vô cùng kỳ quặc, chả lẽ hắn dựa vào tính cách khác biệt của mình để chinh phục đám đàn em kia? Bản lĩnh của Tần Tung Hoành khiến người ta ngạc nhiên, giọng nói của Bạch Phá Cục không nhỏ, cũng không có ý né tránh Tần Tung Hoành, Tần Lạc nghe thấy, Tần Tung Hoành đi bên cạnh đương nhiên cũng nghe thấy. Nhưng vẻ mặt tủm tỉm của hắn không có bất kỳ biến đổi gì, giống như một lớp da giả bên trên vậy, điềm đạm mà gần gũi, khiến cho người ta không hề phản cảm. Một chính một tà đều không phải là nhân vật có thể xem thường. Tần Lạc nhớ ra, Vương Cửu Cửu nói nếu bản thân xuất thân từ danh môn Yên Kinh, có thể lấy biệt hiệu là đẹp trai, nhưng nếu đẹp trai mà gặp Chí Công Tử với kẻ ngông cuồng thì có bao nhiêu phần thắng đây? Tần lão gia đã ở quán rượu, tại một phòng sang trọng bên trong. Toàn thân vận một bộ đồ tây vừa vặn, không đeo cà vạt, giày da bóng loáng, mặt mũi tươi cười niềm nở, mái tóc đen nhánh không biết là nhuộm hay tự nhiên, đôi mắt sáng có thần, sắc mặt hồng hào mạnh khỏe, đúng là một dáng vẻ tràn đầy sinh lực. Trông thấy tướng mạo của ông già này, Tần Lạc liền biết thành công của Tần gia cũng không phải là ngẫu nhiên. Tần Tung Hoành chào hỏi mấy cụ già trong phòng trước, sau mới nói với Tần lão gia, ông, Mục Nguyệt và Phá Cục đến chúc thọ ông. Bạch Phá Cục tiến nhanh một bước, quỳ phịch xuống trước mặt Tần lão gia, nói to, chúc Tần lão phúc như Đông Hải thọ tựa Nam Sơn. Tần lão gia vội bước khỏi ghế sofa, nâng Bạch Phá Cục đứng dậy, vừa cười vừa nói, thằng nhỏ này, có lòng là được rồi, đâu cần phải hành lễ thế này. Lạy trời, lạy đất, lạy cha mẹ, là đương nhiên, khi còn nhỏ đi chúc Tết cũng đều như vậy. Bạch Phá Cục cười nói. Tốt, Tần lão gia hình như rất yêu quý Bạch Phá Cục, kéo tay hắn ta nói, nghe nói mấy ngày trước cháu chạy đến rừng Vân Điền săn đầu gấu hả? Tần lão cũng nghe rồi à, con gấu đó cũng được mấy tuổi rồi, nó bỗng nhiên từ trong rừng nhảy ra, thân hình cao lớn, làm cháu giật cả mình. Bạch Phá Cục vẻ mặt hoan hỉ kể. Nghe nói cháu dùng cung bắn chết nó hả? Sao không mang súng, thật quá nguy hiểm, Tần lão gia nhắc nhở. Ấy, dùng súng không hay, đối với con gấu ấy mà nói thì không công bằng, một phát súng là chết thì còn gì là thú vị. Nó có răng có vuốt, cháu dùng cung tên, mặc dù cũng vẫn là không công bằng nhưng dù sao cháu cũng đã cho nó cơ hội. Bạch Phá Cục cười nói. Hay cho cái không công bằng, thằng nhỏ này làm cái việc khiến người ta nhìn bằng cặp mắt khác, điểm này ta rất thích, Tần lão gia vỗ mờ u bàn tay Bạch Phá Cục nói. Một già một trẻ gần gũi thân tình, người không biết còn tưởng Bạch Phá Cục là cháu yêu của Tần lão gia ấy chứ. Văn nhân Mục Nguyệt cũng bước lên trước nói, Mục Nguyệt chúc Tần gia gia mạnh khỏe, mọi sự như ý. Vừa nói vừa đưa món quà sinh nhật mà mình chuẩn bị, một mảnh ngọc Phật cực đẹp. Hay cho một thân thể khỏe mạnh, già rồi cũng muốn mạnh khỏe, con cháu hạnh phúc, Mục Nguyệt này, lâu lắm rồi không tới thăm Tần gia gia của cháu đấy nhé. Tần lão gia nhìn Mục Nguyệt cười hề hề. Không biết có phải mình quá nhạy cảm không, Tần Lạc cảm thấy khi Tần lão gia nói với văn nhân Mục Nguyệt thật ra là đang dùng khóe mắt quan sát mình. Nghe nói lão rất yêu mến văn nhân Mục Nguyệt, cũng rất cố gắng cưới văn nhân Mục Nguyệt cho Tung Hoành, bây giờ một người xa lạ như mình đứng bên cạnh văn nhân Mục Nguyệt, đương nhiên sẽ khiến lão hoài nghi. Xin lỗi, Tần gia gia, văn nhân Mục Nguyệt nói, nàng không mượn cớ công việc bận rộn, mà thực tế nàng cũng không bận. Không đến chỉ vì không muốn đến. Tần lão biết tâm tư của văn nhân Mục Nguyệt, cũng rất thích phong cách làm việc độc lập của cô gái này. Lão cười nói, xin lỗi cái gì, ta đã dõi theo sự trưởng thành của cháu và Tần Tung Hoành, chúng ta già rồi, thế giới sau này là của các cháu, nhìn các trác vùng vẫy trên thương trường, ta cũng vui mừng yên tâm. Lão đánh mắt nhìn mặt Tần Lạc, cười hỏi, cậu thanh niên này là? Anh ấy là Tần Lạc, bạn của cháu, văn nhân Mục Nguyệt trả lời. Hậu bối Tần Lạc, chúc Tần lão sinh nhật vui vẻ. Càng sống càng trẻ. Tần Lạc cười chúc phúc nhưng lại không đưa ra món quà gì. Thực ra hắn không nghĩ ra mình có gì hay để tặng, đắt quá thì tiếc, rẻ quá thì cầm không bỏ. Tóm lại cũng không thể mang tặng bao lì xì 1.000 bạc được. Tần lão ra nhìn Tần Lạc một cái, lại nhìn văn nhân Mục Nguyệt cười nói, cảm ơn Tần Lạc, rất vui được biết người trẻ tuổi ưu tú như cậu tại đây. Lão nói với Tần Tung Hoành, cháu dẫn khách ra sân sau chơi đi, những người trẻ tuổi đều ở đấy. Ở cùng những người già chúng ta sợ lại khiến các cháu không tự nhiên. Vâng thưa ông, Tần Tung Hoành đáp lời, dẫn đoàn người đi ra ngoài. Tần Lạc cảm giác được đôi mắt sáng quắc đằng sau đang chăm chú nhìn mình. Sân sau là một khu lớn,
bày ra không ít bàn, trên bàn trải vải đỏ, bày rượu, trái cây, bánh ngọt, mấy người thanh niên túm năm tụm bảy ngồi uống rượu nói chuyện, không khí vô cùng náo nhiệt. Văn nhân Chiếu trông thấy văn nhân Mục Nguyệt hớn hở chạy đến nói, chị đến đấy. Ừ, văn nhân Mục Nguyệt thản nhiên gật đầu. Văn nhân Chiếu lúc này mới nhìn thấy Tần Lạc phía sau đám người, như nhìn thấy quỷ, mặt thoáng vẻ kinh ngạc rồi biến mất, sau đó quay người định lẩn đi. Không trêu được, tôi còn không trốn được sao? Cậu ta càng thế càng khiến Tần Lạc muốn trêu tức. Tần Lạc gọi, văn nhân Chiếu, lại đây gọi anh rể đi. Đám người đang nói chuyện nhưng tai vẫn chú ý động tĩnh đám thiếu gia công tử này, bỗng chết lặng người, giống như hóa đá trong nháy mắt, không gian lúc này im lặng, kim rơi cũng có thể nghe thấy. Chương 153, Kinh Thành đệ nhất công tử Bột Thượng. Long trời lở đất. Đúng là long trời lở đất. Văn nhân Chiếu là ai? Em trai văn nhân Mục Nguyệt. Văn nhân Mục Nguyệt là ai? Nhắc tới cái tên này, quanh giới thượng lưu ở Yên Kinh có thể nói không ai không biết. Nàng có rất nhiều vinh quang, nàng đã tạo ra rất nhiều kỳ tích, nàng là nữ thần trong lòng vô số nam nhân, cũng là thần tượng trong mắt vô số nữ nhân. Những người coi nàng là nữ thần đều biết không yêu được nàng. Những người coi nàng là thần tượng đều biết khoảng cách giữa mình và nàng. Những nhân vật sáng chói, bình thường đều có rất nhiều người trung thành và cũng không ít đối thủ, ví như Tần Tung Hoành, ví như Bạch Phá Cục, bạn bè và kẻ thù của họ đều nhiều như nhau. Văn nhân Mục Nguyệt là một sự tồn tại rất đặc biệt, bất kể là nam hay nữ đều có thể biết rõ khoảng cách giữa nàng và mình, có ít người yêu nàng, không dám yêu, cũng không có người dám hận, không có tư cách hận. Vì thế biết nàng hầu như bao gồm tất cả nam nữ thanh niên quanh giới quý tộc, ngay cả một số bậc bề trên cũng khen ngợi thành tích mà nàng đã đạt được. Tần Tung Hoành và Bạch Phá Cục có xuất sắc thế không? Nhưng trong lúc Tần Tung Hoành nắm giữ vài công ty của Tần gia, Bạch Phá Cục bận rộn lên núi bắt gấu xuống biển mò ngọc thì vào sinh nhật lần thứ 20 của văn nhân Mục Nguyệt, nàng đã điều hành thương nghiệp của cả gia tộc văn nhân. Lại nói tỉ mỉ một chút, sự tiếp quản của Bạch Phá Cục là lẽ đương nhiên bởi vì hắn là người thừa kế duy nhất của Bạch gia, mà Tần Tung Hoành cũng là người cầm lái có tiếng nói cao nhất Tần gia, nhưng văn nhân Mục Nguyệt lại là dựa vào bản thân để leo lên vị trí này. Hung hiểm và nguy cơ trong đó, người ngoài có thể tưởng tượng được không? Đây là người con gái có cả vẻ đẹp và trí tuệ của nàng khiến người ta khâm phục, theo đuổi nàng đều là những người con trai ưu tú nhất, có đại sứ một nước, cũng có người gia đình giàu có, tài sản kếch xù, trong đó còn bao gồm cả trí công tử Tần Tung Hoành, người được gọi là đệ nhất công tử Kinh Thành. Tần Tung Hoành theo đuổi bao lâu không được là chuyện ở Kinh Thành này mọi người đều biết, nhưng hiện giờ lại có người con trai tướng mạo cũng không phải rất đẹp trai, ăn mặc cũng không có gì đặc biệt lắm. Vẻ mặt còn rất xa lạ, trước mặt bao nhiêu người lại bảo văn nhân Chiếu gọi hắn là anh rể. Thế nghĩa là sao? Nghĩa là hắn chính là người đàn ông của văn nhân Mục Nguyệt. Trời đất chứng giám, Tần Lạc thật sự không nghĩ tới trường hợp chơi nổi này. Hắn không ngờ phản ứng của mọi người lại mạnh mẽ như vậy, hắn thậm chí không ngờ một câu nói đùa của mình lại bị nhiều người nghe vậy. Cảm giác những người vừa giả bộ uống rượu, nói chuyện vừa rồi đều đang căng tai nghe trộm. Nếu không âm thanh câu nói vừa rồi của hắn không phải quá to, sao lại có nhiều người nghe vậy? Hắn không phải muốn lợi dụng văn nhân Mục Nguyệt, cũng không phải muốn tuyên bố cái gì với bên ngoài, hắn chỉ là khi văn nhân Chiếu trông thấy hắn vội quay người né tránh, trong lúc kích động hắn mới cất tiếng trêu hắn một chút. Cậu đã sợ tôi như vậy, thì tôi lừa kéo cậu đến gọi anh rể, vốn chỉ là một câu nói đùa mà thôi. Hắn đã từng đến gia tộc văn nhân từ hôn. Đối với văn nhân Mục Nguyệt cũng không có bất kỳ ý nghĩ không đúng nào, hắn bằng lòng giúp văn nhân Mục Nguyệt chỉ là sự giúp đỡ giữa bạn bè với nhau. Đương nhiên, cũng còn có chút tư lợi riêng. Dù sao văn nhân Mục Nguyệt là vị hôn thê của hắn, sâu trong lòng hắn không hy vọng nàng gả cho gã Tần Tung Hoành kiêu căng tự đại này. Nhưng Tần Lạc lại đánh giá thấp tính chất phức tạp của cái phạm vi này. Có thể nói, đây là một phạm vi rất tùy tiện. Bởi vì nam nữ tham gia bữa tiệc này rất có thể khi bữa tiệc kết thúc sẽ ngồi cùng một xe, đến cùng một biệt thự, ngủ cùng trên một giường, dùng chung một bao cao su. Cũng có thể nói, đây là một phạm vi vô cùng chặt chẽ, không ai dám tùy tiện nói ra câu như vậy, bởi vì sự việc kiểu này sẽ bị truyền đi rất nhanh, lại sẽ dẫn đến hàng loạt tin đồn. Người con trai như Tần Tung Hoành, cũng hao tâm tổn sức nghĩ cách để văn nhân Mục Nguyệt tham dự bữa tiệc này cùng hắn. Để tuyên bố với bên ngoài thông tin quan hệ giữa hắn và văn nhân Mục Nguyệt là người yêu. Nhưng người con trai này lại hô dõng dạc không che giấu, đây không phải là đánh vào mặt Tần Tung Hoành trước mắt mọi người hay sao?
Khuôn mặt luôn mỉm cười của Tần Tung Hoành nhất thời cứng đờ, đợi khi hắn cười lại, lại có kiểu gượng gạo không tự nhiên. Bạch Phá Cục vỗ mạnh vai Tần Lạc, cười nói, giỏi lắm. Tần Lạc, dám yêu dám hận, so với một số người thì đàn ông phương Bắc chúng ta mạnh hơn nhiều. Tần Lạc không phải thằng ngốc, từ vẻ mặt như nhìn thấy quỷ của người khác hắn đã biết câu nói này gây hiểu nhầm cho người khác, liền vội vàng giải thích, anh hiểu nhầm rồi, tôi chỉ là nói đùa với Văn Nhân Chiếu thôi. Hiểu nhầm, có gì nhầm lẫn à? Khi Văn Nhân Mục Nguyệt mang theo một người con trai tham dự yến tiệc. Việc thế này trong lòng mọi người đều biết rõ mà. Bạch Phá Cục cười lớn, quả nhiên như hắn nói, những việc có thể khiến Tần Tung Hoành khó chịu, hắn đều hết sức cổ vũ. Thoạt nhìn cậu và Văn Nhân Mục Nguyệt thật xứng đôi. Tần Lạc thầm đồng tình với câu nói này của hắn ta, bất kể là điều kiện bên ngoài hay bên trong, mình cũng xứng với Văn Nhân Mục Nguyệt. Nhưng hắn vẫn chưa thanh minh được cho bản thân, nói, mọi người thực sự là hiểu nhầm rồi, tôi và Văn Nhân Mục Nguyệt chỉ là quan hệ bạn bè. Ô hay, biết, nam nữ chưa kết hôn đều là quan hệ bạn bè. Bạch Phá Cục vỗ vai Tần Lạc nói phải biết gánh vác như một người đàn ông. Cậu lại phủ nhận chính là không tôn trọng nhà gái rồi, lẽ nào cậu cảm thấy Mục Nguyệt không xứng với cậu? Không phải như vậy, Tần Lạc quay người nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt, vẻ mặt nàng không chút biểu cảm, không thấy hỉ nộ. Văn Nhân Chiếu nhìn Tần Tung Hoành một cái, tức giận nói với Tần Lạc, sao tôi phải gọi anh là anh rể? Anh đâu có xứng với chị gái tôi, một người thấp hèn không phẩm chất, không tướng mạo, không tiền bạc. Văn Nhân Chiếu, Văn Nhân Mục Nguyệt cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói như thời tiết bên ngoài, có thể khiến người ta lạnh toát. Chị Văn Nhân Chiếu thấy chị nổi giận, liền muốn chuồn đi, cậu ta rất sợ chị mình. Xin lỗi, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Chị, là anh ta khiêu khích em trước, em chỉ là. Xin lỗi, Văn Nhân Mục Nguyệt lại quát lần nữa. Xin lỗi, Văn Nhân Mục Nguyệt nhắc lại lần thứ ba. Văn Nhân Chiếu biết chị thực sự tức giận, nếu không sẽ không dùng giọng điệu này nói với mình. Cũng sẽ không cứng nhắc bắt mình xin lỗi một người ngoài. Khuôn mặt như hoa như ngọc của Văn Nhân Chiếu đầy uất ức, đôi mắt to sáng chậm chậm biến thành đỏ, giống như sắp khóc tới nơi. Không ít phu nhân trong sân muốn ôm bảo bối này vào lòng. Xin lỗi Văn Nhân Chiếu tức giận trợn mắt với Tần Lạc, xin lỗi một cách miễn cưỡng. Tần Lạc cười cười, không để ý. Hắn biết, mình là một người ngoài, ngay cả những người trong phạm vi này cũng không phải, muốn để Văn Nhân Chiếu chấp nhận là điều không thể. Nếu người khác trong sân biết thân phận mình, sợ là đều sẽ cho rằng mình là một kẻ thấp hèn không phẩm chất, không tướng mạo, không tiền bạc. Hơn nữa khi lần đầu tiên đi thăm hỏi gia tộc Văn Nhân mình cũng làm khổ cậu ta quá chừng, cậu ta có lời oán hận với mình cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng hai người chị em họ ầm lên thế này khiến những người đứng xem càng khẳng định một sự thật, người con trai mặc áo dài này chính là bạn trai chính thức của Văn Nhân Mục Nguyệt. Việc Văn Nhân Mục Nguyệt rất thương yêu em trai người đời đều biết. Hôm nay lại vì một người con trai mà ba lần bắt em trai xin lỗi, điều này còn chưa thể nói rõ vấn đề sao. Bên này náo nhiệt vậy, mọi người đều trốn tới đây hết rồi, tiếng nói dịu dàng của một cô gái vang lên. Một người phụ nữ bên trong mặc một bộ váy dạ hội màu đen, đôi giày cao gót màu bạc khảm hoa chìm, bên ngoài choàng một cái áo khoác lông chồn đi tới. Mái tóc dài gợn sóng trên vai, khuôn mặt như vẽ, đôi mắt như nước ẩn tình. Dáng người thướt tha. Phong cách thành thục gợi cảm, chính là Cửu Yên Mị mà Tần Lạc đã gặp một lần. Chị Cửu, Văn Nhân Chiếu nhìn thấy vị cứu tinh của mình tới, vành mắt càng đỏ, chạy tới nói. Tiểu Chiếu cũng ở đây à? Sao, ai khiến Tiểu Chiếu của chúng ta phải chịu oan ức? Cửu Yên Mị cười hỏi, lời nói quan tâm và vẻ mặt rung động lòng người kia tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Văn Nhân Chiếu nhìn chị mình một cái không dám hé môi. Yên Mị đến rồi, không đích thân đón được, xin thứ lỗi. Tần Tung Hoành nói với vẻ mặt áy náy, bởi vì việc ở đây nên việc đón khách bên ngoài đành giao cho các em họ, vốn những việc này là do hắn phụ trách. Đây cũng là một bước mà người thừa kế gia tộc phải trải qua, một kiểu rèn luyện, cũng là một kiểu thông báo ra ngoài. Đại thiếu khách khí quá rồi, tôi cũng không phải là không biết đường. Nào dám phiền đại thiếu đích thân đi đón, Cửu Yên Mị vừa cười vừa nói. Nếu tôi đoán không lầm, vị này là đại công tử của Bạch gia phải không? Yên Mị mới đến. Sau này còn cần Bạch công tử chiếu cố nhiều, Cửu Yên Mị quay người chào hỏi với Bạch Phá Cục đứng bên cạnh. Sớm đã nghe danh bà chủ viện hội là một mỹ nhân, hôm nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Bạch Phá Cục cười sang sảng, bắt tay Cửu Yên Mị, vừa chạm đã buông ra, hoàn toàn không vì đối phương là một phụ nữ xinh đẹp mà lợi dụng.
khi Cửu Yên Mị quay sang phía Văn Nhân Mục Nguyệt, lại biến thành một vẻ mặt khác, vừa thân thiết lại gần gũi, nàng nói, cô nhất định là Mục Nguyệt. Tiểu Chiếu đã cho tôi xem ảnh cô, cũng thường nhắc đến cô trước mặt tôi, có người chị như thế này thật đáng tự hào. Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn Cửu Yên Mị một cái, không nói gì. Tần Lạc không khỏi khen ngợi, người phụ nữ này thật là một người có tài giao tiếp, khi nàng nói với mỗi người đều thay đổi biểu cảm và lời nói, khiến người ta gần gũi mà không hề phản cảm, mỗi người đều được quan tâm đến, sẽ không khiến bất kỳ ai cảm thấy bị bỏ rơi. Nhìn nàng, Tần Lạc lại nhớ đến Lệ Khuynh Thành. Khi ở trong thẩm mỹ viện quốc tế Lệ Khuynh Thành cũng không đóng vai thế này, nhiều người tự nguyện bên nàng như vậy, chính là sức hấp dẫn không giống mọi người của nàng ư. Tần Lạc, chúng ta lại gặp nhau cuối cùng Cửu Yên Mị đến trước mặt Tần Lạc, đưa tay ra bắt. Đúng vậy, thật trùng hợp, Tần Lạc cười nói. Không phải là trùng hợp, anh vốn nên thuộc về nơi này. Cửu Yên Mị nói có chủ đích. Tần Lạc cười, không tiếp lời. Thầy Tần, thầy cũng ở đây à? Vương Cửu Cửu vừa chạy vào sân đã nhìn thấy Tần Lạc lạc lõng giữa đám đông, mừng rỡ chạy tới. Chương 154, Kinh Thành Đệ Nhất Công Tử Bột Trung. Đối với Vương Cửu Cửu mà nói, Tần Lạc giống như con sâu giữa mùa hè, con gấu chó to giữa mùa đông, chẳng phải tìm cái gì đặc biệt, chỉ cần đôi mắt là đủ khiến người ta đưa tiền ra rồi. Vương Cửu Cửu mặc một cái váy xếp ly kẻ ca rô, eo đeo một chiếc thắt lưng khổ rộng in hoa văn. Phía trên là áo phông bó sát người và áo khoác len bên ngoài, thay cho đôi giày vải là đôi giày cao gót khiến thân hình cao gầy của nàng càng lộ rõ. Thầy Tần, sao thầy lại ở đây? Vương Cửu Cửu dễ đám người chạy tới trước mặt Tần Lạc, mừng rỡ hỏi. Nàng vốn nghĩ bữa tiệc hôm nay vô vị, lãng phí thời gian, không ngờ lại được gặp thầy giáo Tần Lạc mà nàng yêu quý nhất. Đi cùng bạn cho vui. Tần Lạc cười nói, ngày hôm nay làm sao vậy? Lại gặp toàn người quen. Vương Tiểu Thư. Xin chào, tôi là Tần Tung Hoành, cảm ơn cô đã đến dự bữa tiệc sinh nhật ông tôi. Tần Tung Hoành cười, chào Vương Cửu Cửu. Đại thiếu, chào anh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vương Cửu Cửu chào hỏi. Người trong kinh thành đều gọi Tần Tung Hoành là đại thiếu nên nàng cũng gọi hắn như thế. Chúng ta không phải gặp nhau lần đầu, lần trước là ở Minh Viện Hội, cư xử của Vương Tiểu Thư tôi rất nhớ. Tần Tung Hoành cuối cùng tìm được cơ hội phản kích, tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Khi Tần Lạc bị bắt nạt ở Minh Viện Hội, Vương Cửu Cửu đã nhảy ra tranh cãi với người ta, thằng ngố cũng có thể thấy cảm tình của cô gái này đối với hắn. Tần Lạc có thể đi cùng Vương Cửu Cửu tới danh viện hội, chắc chắn quan hệ không đơn giản, vậy mà bây giờ hắn lại đi cùng với Văn Nhân Mục Nguyệt, thật không khỏi khiến người khác nghi ngờ ý đồ của hắn. Danh viện hội, Vương Cửu Cửu nhìn Tần Tung Hoành cười nói, không ngờ Tần Đại Thiếu cũng ở đó, khiến cho anh chê cười rồi. Sao lại chê cười, dám yêu dám hận. Một cô gái dũng cảm như thế thật ít thấy, anh chàng được cô bênh vực là người may mắn khiến người ta hâm mộ nhất đêm đó. Quá khen rồi, tôi không giỏi như đại thiếu nói đâu, chỉ là không thích nhìn thấy người khác ức hiếp thầy Tần thôi. Vương Cửu Cửu xấu hổ nói, Tần Tung Hoành này, trong hồ lô là bán thuốc gì đây? Văn Nhân Mục Nguyệt ngồi yên lặng một bên nhìn Tần Lạc, vẫn không có hứng mở miệng nói chuyện. Tần Tung Hoành dừng ở đó. Hắn biết với chỉ số thông minh của Văn Nhân Mục Nguyệt thì không thể không biết ẩn ý trong cuộc nói chuyện này. Nếu giải thích quá nhiều với người thông minh, chỉ gây ra phản cảm, chắc hẳn Văn Nhân Mục Nguyệt đã có cách nghĩ riêng của mình. Tần Tung Hoành cười nói, mọi người ngồi tự nhiên đi, một lúc nữa tôi đến mời mọi người dùng bữa. Cảm ơn, đại thiếu bận cứ đi đi, không cần lo tiếp đãi chúng tôi. Cửu Yên Mị cười. Đợi đến khi Tần Tung Hoành gật đầu hỏi thăm mọi người rồi đi, Cửu Yên Mị mới cười nói với mọi người. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện nào, được biết những nhân vật ưu tú trong thế hệ trẻ đất Yên Kinh, Yên Mị vô cùng vinh hạnh. Chị Yên Mị, chị khách sáo quá, bọn họ là nhân vật ưu tú, tôi có phải đâu, tôi vẫn là sinh viên mà. Vương Cửu Cửu cười nói. Lần trước Cửu Yên Mị đã giải vây cho bọn họ ở danh viện hội, ấn tượng của Vương Cửu Cửu với nàng ta cũng không tồi, chỉ là trong một tiếng rưỡi còn chưa hiểu rõ con người bên trong nên cũng không dám tới quá gần. Trong phạm vi của bọn họ không có sự thân tình vô duyên vô cớ, phải trải qua quá trình thử đi thử lại, còn phức tạp hơn nam nữ yêu nhau nhiều. Dựa vào cách cư xử của cô tối đó đã khiến người ta lóa mắt rồi. Cửu Yên Mị nói, từ tình cảm cá nhân, nàng rất thích tính cách của Vương Cửu Cửu. Thầy Tần, thầy đến một mình à? Sớm biết thì tôi đã hẹn thầy cùng đi. Vương Cửu Cửu lại nhìn Tần Lạc. Không phải, tôi đưa bạn tới. Tần Lạc cười nói. Bạn nào vậy? Có thể giới thiệu cho tôi biết được không? Vương Cửu Cửu cười hỏi,
khóe mắt đã hướng đến Văn Nhân Mục Nguyệt đứng bên cạnh. Mặc dù người con gái kia một câu cũng không nói, trầm lặng như một người băng, nhưng những người đàn ông trong sân vẫn cố ý vô tình chuyển ánh mắt nhìn nàng. Là một người con gái, Vương Cửu Cửu cũng không thể không thừa nhận ngoại hình của nàng ta rất đẹp, bất luận là thoáng nhìn hay ngắm liên tục nửa tiếng đồng hồ, đều khiến người ta thấy ngưỡng mộ. Vương Cửu Cửu cũng nhận ra, nàng ta chính là cô gái xinh đẹp đứng ngoài phòng học tối qua. Lẽ nào Tần Lạc đến cùng nàng ta, quan hệ giữa họ là gì vậy? Từ trực giác của phụ nữ, khi Vương Cửu Cửu đối diện với Văn Nhân Mục Nguyệt, có một chút bối rối và căng thẳng, có cảm giác đành cam chịu không thể chiến thắng. Có thể là cô ấy quá đẹp, Vương Cửu Cửu thầm nghĩ. Tần Lạc chỉ Văn Nhân Mục Nguyệt cười nói, đi cùng cô ấy. Vương Cửu Cửu gật đầu, chủ động đi tới đưa tay ra nói, chào chị, rất vui được biết chị, tôi là sinh viên của Tần Lạc, Vương Cửu Cửu. Văn Nhân Mục Nguyệt đưa tay ra bắt. Văn Nhân Mục Nguyệt, Vương Cửu Cửu kinh ngạc, cái tên này rất quen. Đợi nàng phản ứng lại, người con gái này chính là đệ nhất mỹ nhân Yên Kinh nổi tiếng gần xa. Vương Cửu Cửu vẻ mặt đầy ngạc nhiên, không thể tưởng tượng. Khoảng thời gian trước, nàng còn nói với Tần Lạc vẻ đẹp và sự thần bí của người con gái này, thoáng cái hai người đã ở bên nhau. Sao họ lại quen nhau? Vương Cửu Cửu nhìn phía Tần Lạc đương nhiên hiểu ý, liền cười nói, tôi và Mục Nguyệt quen nhau một thời gian rồi. Vâng, Vương Cửu Cửu gật đầu, nàng quay người hồn nhiên nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt cười nói, sau này chúng ta cũng là bạn nhé. Văn Nhân Mục Nguyệt bất ngờ. Rồi gật đầu. Đây là lần đầu tiên có người con gái chủ động nói với cô kiểu câu sau này chúng ta là bạn. Văn Nhân Chiếu ở bên cạnh bĩu môi, chung quy không dám lên tiếng phản bác. Tần Lạc không ngại Vương Cửu Cửu và Văn Nhân Mục Nguyệt có thể thành bạn, ngược lại hắn vui khi thấy thế. Trần nhà khu này đã bị bịt kín rồi, bốn phía đương nhiên có thiết bị sưởi ấm trong tường, hơn nữa thể chất của Tần Lạc khác với người thường, cảm thấy hơi nóng liền tháo găng tay ra. Ôi, thầy Tần! Tay thầy sao vậy? Vương Cửu Cửu thấy tay Tần Lạc quấn băng, lo lắng hỏi. Không việc gì, do không cẩn thận nên bị thương. Tần Lạc cười nói, hắn quên mất chuyện tay phải bị thương, bây giờ muốn đút tay vào găng đã muộn rồi, mọi người đều đã nhìn thấy. Bạch Phá Cục cười nói, anh hùng Tần Lạc cứu mỹ nhân để được mỹ nhân về, tôi lại phải thay người chịu tiếng xấu. Tôi nghĩ, nếu không nhầm, Mục Nguyệt chắc chắn đoán chuyện này là do tôi tìm người làm. Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn Bạch Phá Cục một cái, nói, quả thực là thế. Thực sự tôi cũng có nghĩ tới phải làm thế, Bạch Phá Cục nói thẳng. Rồi sao? Văn Nhân Mục Nguyệt mặt tỉnh bơ, mắt sắc như con dao có thể giết người. Nhưng, Tần Lạc xuất hiện rồi, tôi cũng không phải làm cái việc điên rồ ấy, Bạch Phá Cục cười nói, có thể thấy có người cướp đi người con gái mà Tần Tung Hoành thích, đây không phải là việc có ý nghĩa hơn sao? Vương Cửu Cửu lặng người, đầu óc trống rỗng. Sau đó, người khác nói những gì nàng cũng không nghe thấy, chuyện nàng lo lắng nhất đã trở thành sự thật. Tôi đi vệ sinh, sợ người khác thấy được sự bất thường của mình, Vương Cửu Cửu chào hỏi mọi người rồi đi qua phòng khách của quán rượu. Vì mặt nàng đã trang điểm nên không dám rửa mặt, chỉ là cho tay vào bồn, chỉnh mức nước thấp nhất, để nước từ vòi chảy ra lạnh buốt bàn tay. Rét buốt, lạnh đến thấu xương. Bị nước lạnh làm giật mình, đầu óc nàng cũng dần dần tỉnh táo. Có thể lại suy xét sự việc một cách bình thường. Chả trách anh ấy từ chối lời tỏ tình của mình, hóa ra đã có ý chung nhân. Là mình tới muộn hay bởi họ yêu nhau quá sớm, nhưng sự thực đã ở ngay trước mắt. Nhìn thấy, cũng nghe thấy rồi, ngay cả cái cớ để lừa gạt chính mình cũng không tìm thấy. Vương Cửu Cửu cười khổ trước gương, nụ cười gượng gạo, da thịt trên mặt như tê cóng, không giãn ra được. Vương Cửu Cửu, mày muốn nhận thua thế này sao? Một lúc lâu. Khi Vương Cửu Cửu đi toilet, một người con trai mặc âu phục đen, đẹp như diễn viên bước ra từ trong phim đứng ở cửa đợi nàng. Vương Cửu Cửu, tôi biết cô, người con trai nói. Hoa thiếu mà, tôi cũng biết cậu, Vương Cửu Cửu nói, nàng cố gắng trấn tĩnh, muốn bình tĩnh, muốn nói với người khác là thật ra tôi chẳng có chuyện gì, nhưng, khi đối diện với tên con trai này, nàng lại kích động muốn phát ra. Ha ha, cô có thể gọi tôi là Văn Nhân Chiếu. Đương nhiên. Cái tên Hoa Thiếu cũng được, Văn Nhân Chiếu cười nói. Tìm tôi làm gì? Vương Cửu Cửu hỏi, hiện giờ trong lòng nàng rất bề bộn, mới không muốn nói chuyện với tên xấu xa này. Cô quen Tần Lạc à? Văn Nhân Chiếu chớp mắt nói. Quen, Vương Cửu Cửu trả lời, hắn hỏi cái này làm gì? Lẽ nào muốn cảnh cáo mình sau này tránh xa bạn của chị hắn ra? Trò cười.
tôi biết cô quen hắn. Văn Nhân Chiếu nói, nghề nghiệp hắn biểu hiện ra ngoài là một giáo viên nhưng thực chất là một tên công tử bột. Hắn đã có quan hệ thân thiết với rất nhiều phụ nữ ở Yên Kinh, giờ lại muốn chạy tới tán chị tôi, vừa rồi lại còn muốn kêu tôi gọi hắn là anh rể. Hừ, hắn đâu có xứng với chị gái tôi chứ. Có thế nào, tôi cũng sẽ không để hắn trở thành anh rể mình đâu. Cậu nói với tôi những điều này là ý gì? Vương Cửu Cửu khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống Văn Nhân Chiếu, không có cách nào, Văn Nhân Chiếu mặc dù mặt mũi đẹp trai, nhưng vẫn thấp hơn Vương Cửu Cửu một cái đầu, thậm chí khi Vương Cửu Cửu đi giày cao gót, là có thể quan sát hắn từ trên cao. Tôi hy vọng cô có thể cướp hắn đi, Văn Nhân Chiếu nói. Hắn không xứng với chị cậu, thì xứng với tôi à? Vương Cửu Cửu vặn lại. Cái này, không phải là cô thích hắn sao? Văn Nhân Chiếu bí từ, lúc này hắn mới phát hiện mình nói sai. Cậu biết tôi thích anh ta, cậu còn dám chạy đến nói xấu anh ta trước mặt tôi. Tôi. Vương Cửu Cửu bước nhanh lên trước, nắm lấy cánh tay Văn Nhân Chiếu, kéo hắn vào trong nhà vệ sinh, rồi giơ mặt ra trước gương hỏi, nhìn rõ chưa? Ai mới là công tử bột? Chương 155, Kinh Thành đệ nhất công tử bột hạ. Cô muốn làm gì? Văn Nhân Chiếu không ngờ sẽ gặp phải biến cố này. Càng không ngờ cô gái nhìn thanh tú như nước này lại bạo lực như vậy. Tên công tử bột đẹp trai kia sợ xanh mặt, nước mắt sắp trào ra. Tôi chỉ là muốn nói cho cậu biết, cậu có thể ghét một người nhưng không được làm nhục người ta, huống hồ người đó lại là người tôi thích. Vương Cửu Cửu buông đầu hắn ra, nói. Tôi cũng là vì muốn giúp cô. Khuôn mặt trắng trẻo của Văn Nhân Chiếu đỏ ửng năm vết ngón tay. Không thể không nói ra thằng cha này rất tốt. Vương Cửu Cửu chỉ là đặt tay lên mặt hắn đã lưu lại dấu vết rõ như vậy. Giúp tôi, giúp thế nào? Vương Cửu Cửu cười nhạt. Không phải cô nói thích hắn sao? Tôi có thể giúp cô cướp anh ta về. Văn Nhân Chiếu nói. Tôi thích anh ấy là việc của tôi. Tôi sẽ cướp anh ấy về, nhưng cái này thì có liên quan gì tới cậu? Vương Cửu Cửu phản bác. Nàng ta cũng biết, nếu Văn Nhân Chiếu tự nguyện giúp mình, thì như có thêm một nội gián. Nếu hắn nói với mình tất cả những thiếu sót của chị gái hắn, thì cơ hội thành công là tương đối cao. Nhưng đạt được thành công theo kiểu này thì có ý nghĩa gì? Nàng yêu một người con trai, tự mình sẽ cố gắng có được, cho dù là thất bại cũng không có gì tiếc nuối, duyên phận chưa đến thì để kiếp sau. Nếu dựa vào sự phản bội và phá đám của Văn Nhân Chiếu để có được tình yêu của Tần Lạc, đây là điều Vương Cửu Cửu không thể chấp nhận được. Người con gái như cô ấy vẫn còn ôm mộng về một tình yêu trong sáng ngây thơ, không muốn trộn lẫn tình yêu với những mưu mô toan tính. Nếu đồng ý thì không phải là giăng cho Tần Lạc một cái bẫy hay sao? Đến khi anh ấy biết sự thật liệu có thể hy vọng sự tha thứ không? Cô cho rằng chỉ dựa vào mình cô là có thể thành công sao? Cô biết anh ta có bao nhiêu người con gái không? Lâm Hoán Khê, Lệ Khuynh Thành, một người mẫu Đài Loan, còn cả chị tôi nữa. Nhiều người như vậy, chẳng có ai thua kém cô. Cô chắc chắn mình có thể thắng được họ sao? Văn Nhân Chiếu nói mỉa. Cậu điều tra anh ấy. Vương Cửu Cửu ánh mắt tức giận, hai mắt trừng trừng nhìn tên công tử bột trước mặt. Văn Nhân Chiếu lo Vương Cửu Cửu lại nói gì nữa, hắn lùi xuống hai bước nói, đâu có, tôi chỉ là xem qua tư liệu của anh ta. Tôi mà biết cậu dám điều tra anh ấy thì cậu chết chắc. Vương Cửu Cửu đe dọa. Chấm, Văn Nhân Chiếu há mồm không dám phản bác, đây là nhà vệ sinh nữ. Hắn thật sự không dám đắc tội với cô gái dữ dằn, cái gì cũng dám làm này. Bên ngoài vang lên tiếng vài bước chân, Văn Nhân Chiếu quĩnh lên, muốn nhanh chóng lao ra. Lúc này hai người phụ nữ đã ung dung bước vào. Ánh mắt họ lướt qua Vương Cửu Cửu và Văn Nhân Chiếu, sau đó mỗi người lại đi làm việc của mình, rửa tay, soi gương trang điểm lại. Không biết bởi vì họ đã nhìn thấy nam nữ thân mật trong nhà vệ sinh nhiều rồi hay vì họ không nhận ra Văn Nhân Chiếu là con trai, mà lại không hề tỏ ra ngạc nhiên. Vương Cửu Cửu liếc hắn chế nhạo, ý nói, bây giờ đã biết ai là công tử bột chưa? Không thèm để ý tới hắn nữa, nàng đi thẳng ra ngoài. Văn Nhân Chiếu cảm thấy xấu hổ, nhục nhã vô cùng, cũng đi theo ra khỏi nhà vệ sinh nữ. Khi Vương Cửu Cửu quay lại hậu viên, vừa lúc Tần Việt đi tới, cười nói mời mọi người vào tiệc, một đám người lại đi về phía phòng khách. Vương Cửu Cửu vẫn giữ nụ cười gượng gạo, thẫn thờ chen lẫn vào đám đông. Trương Nghi Y đang nói chuyện chăm sóc sắc đẹp gì đó với người ta, nhìn thấy Tần Lạc và Vương Cửu Cửu đến, kinh ngạc chạy đến hỏi, Tần Lạc, cậu đến khi nào vậy? Cháu đến cùng bạn, Tần Lạc cười nói. Ha ha, tối qua tôi và Vương Cửu Cửu còn nhắc đến cậu, lâu lắm cậu không làm khách đấy nhé, sao?
vì tôi nấu ăn không ngon à? Trương Nghi Y nói rất thân mật. Không phải, thế sao được, là vì dạo này công việc bận quá, Tần Lạc ngại ngùng nói. Đương nhiên, Trương Nghi Y nấu ăn cũng không ngon thật. Sau này phải thường xuyên đến đấy nhé, đều là người một nhà, sao phải khách sáo? Trương Nghi Y dặn đi dặn lại. Vâng, Tần Lạc đáp. Đợi sau khi mọi người đều ổn định chỗ ngồi, Trương Nghi Y kéo tay Vương Cửu Cửu hỏi nhỏ, con gái, xảy ra chuyện gì thế? Không có chuyện gì, con thì có chuyện gì chứ? Vương Cửu Cửu lắc đầu cười. Nói dối, những lời nói dối này cũng muốn gạt mẹ sao? Mẹ là ai? Mẹ con đó, nhìn thấy bộ dạng thẫn thờ của con mẹ đã biết chắc đã xảy ra chuyện. Khi Trương Nghi Y nói, gương mặt vẫn giữ một nụ cười, mọi người đều tỏ thái độ lịch sự nhã nhặn như thế. Mẹ đã nhìn ra còn hỏi con có việc gì không? Vương Cửu Cửu nói không vừa lòng. Mẹ nhìn ra con có chuyện, nhưng không biết là xảy ra chuyện gì. Con cho mẹ là thần tiên chắc. Con lại muốn để anh ấy bắt nạt. Vương Cửu Cửu ủ rũ nói. Sao, cậu ta không để ý đến con à? Để ý rồi. Cô nhóc ạ, thế rốt cuộc là chuyện gì? Trương Nghi Y cũng sốt ruột. Có lẽ là con kém quá. Thầy Tần hình như không có cảm xúc gì với con. Vương Cửu Cửu cười khổ. Gia đình họ không giống những gia đình khác, con nhà khác nếu yêu đương trong trường đại học đều phải giấu giếm, nhưng Vương Cửu Cửu lại không như thế. Có chuyện gì, đều nói với Trương Nghi Y đầu tiên, Trương Nghi Y cũng sẽ nghiêm túc đưa ra đủ các đề xuất và biện pháp, mặc dù cũng không phải rất thực tế cho lắm. Nói linh tinh Trương Nghi Y mắng, con là do mẹ sinh ra, tốt hay không mẹ lại không biết chắc. Cần vóc dáng có vóc dáng, cần khuôn mặt có khuôn mặt, tính cách tốt mà học hành cũng khá, lại còn biết ca hát, khiêu vũ, cậu ta dựa vào cái gì mà không thích con chứ? Mẹ, mẹ nói bé thôi. Giọng nói của mẹ nàng càng lúc càng to, khiến mọi người đều chú ý. Cậu ấy có cô gái khác rồi phải không? Trương Nghi Y hỏi. Vương Cửu Cửu buồn bã nói, vâng, cô ấy rất giỏi, giỏi hơn con nhiều. Trương Nghi Y thở dài, cầm tay con gái nói, ai, con à, chúng ta thuận theo duyên số đi, dưa vắt kiệt không ngọt, chuyện tình cảm không thể gượng ép. Thấy Vương Cửu Cửu tức trợn tròn mắt nhìn bà, Trương Nghi Y vội chữa lời, đương nhiên, nếu con muốn gượng ép cũng không phải là không thể, mẹ bảo người đến bắt cậu ta lại, con nấu gạo sống thành cơm, mẹ sẽ bắt cha cậu ấy phải đứng ra buộc cậu ấy thành thân với con. Ai dám cướp ai? Vương Cửu Cửu cả giận nói, Trương Nghi Y, mẹ có thể không thủ đoạn thế này được không? Những chủ ý này là thứ quái quỷ gì thế? Mẹ không phải thấy con trợn mắt với mẹ mà chữa lời đâu. Trương Nghi Y oan ức nói. Con trợn mắt là bởi vì con không hy vọng sẽ nghe thấy những lời khiến con nhục chí từ mẹ. Mẹ là mẹ con, ngay cả mẹ cũng không ủng hộ thì ai sẽ ủng hộ con đây? Vương Cửu Cửu nói. Nhưng bây giờ... Mẹ, để con thử xem. Vương Cửu Cửu buồn bã nói, con thực sự thích anh ấy. Từ khi anh ấy dạy tiết đầu tiên, con chưa bao giờ nghĩ rằng con sẽ yêu thầy giáo mình. Thật ra yêu thầy giáo mình cũng không phải cái gì không tốt, rất khuyến khích. Mẹ nghe con nói hết được không? Được, được, con nói, mẹ không nói chen nữa, Trương Nghi Y biết tâm trạng con gái không vui, không dám to tiếng khi nàng đang thất tình. Thua thế này, con không cam lòng, con muốn thử lại lần nữa, cho dù anh ta không thích con thì con cũng phải nghe chính miệng anh ta nói ra, anh ta nói với con, Vương Cửu Cửu, tôi không thích cô, nói như thế con mới hết hy vọng, thực sự hết hy vọng. Ai, con à, con cần gì phải chịu oan ức như vậy? Với điều kiện của con, đàn ông kiểu gì mà chẳng tìm được. Mẹ chỉ nói một câu, đàn ông ở cái thành Yên Kinh này sẽ từng đàn lao đến đứng trước cửa nhà ta cho con tùy ý chọn, con cứ phải thích cậu ta làm gì. Cậu ta hấp dẫn thế à? Cậu ta không có tiền, cũng chỉ là một giáo viên thôi, lại không có tài, không biết ca hát, khiêu vũ, còn không có bằng cấp, lần trước không phải vì không có bằng cấp bị trường đuổi đi còn gì. Thật xấu mặt, người cũng chả ra sao, gầy gò mà mặt thì trắng bệch như giấy. Quần áo cũng không có gì đặc biệt, vào nhà ta rồi, đưa cậu ta đi gặp mọi người có khi còn xấu hổ. Vương Cửu Cửu trợn mắt nói, là ai trước đây nói để con tán anh ấy? Là ai nói con người anh ấy ngay thẳng, tướng mạo thanh tú, cười một cái là có hai lúm đồng tiền, là một người đàn ông biết thương yêu vợ con. Lần trước mẹ bảo người ta mặc áo dài là có dưỡng dục, có ý tứ, giờ lại nói người ta ăn mặc không ra gì. Trương Nghi Y không ngờ con gái lại nhớ rõ từng câu mình khen Tần Lạc. Xấu hổ nói, ai bắt nó không thích con gái mẹ, mẹ muốn phản lại. Có người nào làm mẹ thế này không?
mẹ thế này mới chứng tỏ là mẹ của con, Trương Nghi Y véo Vương Cửu Cửu một cái, bực tức nói. Khi hai người đang núp ở một góc nói chuyện bí mật, trong phòng khách đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nhờ sự dìu đỡ của Tần Tung Hoành, nhân vật chính của bữa tiệc tối nay Tần Lão Gia vẻ mặt hồng hào đi ra. Tần Lão Gia phất tay tỏ ý mọi người không cần vỗ tay nữa. Lão bước đến cái bục đã được chuẩn bị riêng, cầm lấy micro Tần Tung Hoành đưa cho, giọng nói sang sảng, đến tuổi của tôi, là muốn thời gian trôi chậm lại, bởi vì mỗi ngày trôi qua, thì thời gian còn lại lại mất đi một ngày, cho nên vài kế hoạch nhỏ làm mừng thọ cho tôi cũng không kịch liệt phản đối, cứ kệ họ làm, một đời người cũng là thế này, nếu tôi muốn làm lại đời thứ hai chắc đã là lão yêu quái rồi. Ở đây có không ít người là bạn cũ của tôi, mọi người đời này có thể gặp nhau tại một chỗ, thật không dễ, cho dù thế nào nhất định cũng phải nâng cốc với nhau, còn có rất nhiều thanh niên ưu tú cũng đến tham dự tiệc mừng thọ của lão già này, không có phòng khiêu vũ, cũng không có biểu diễn kiểu Tây, hy vọng không làm các cháu chán. Phía dưới tiếng cười, tiếng vỗ tay đầy thiện ý, lời nói của Tần lão gia khiến họ có cảm giác thân thiết. Nói thật tôi thích nói chuyện với những người trẻ tuổi, như thế có thể khiến lòng tôi trẻ lại. Nhìn thấy chúng là khiến tôi nhìn thấy chúng ta của ngày trước, hơn nữa, các cháu chính là tương lai của chúng ta mong rằng các cháu đều có thể hậu sinh khảo ý. Hôm nay mời mọi người đến cũng là mong mọi người ngồi vui vẻ với nhau, nên mọi người nhất định ăn uống nhiệt tình đấy. Tần lão gia nhìn Tần Tung Hoành bên cạnh rồi nói, nhân dịp này, tôi cũng muốn tuyên bố với mọi người một chuyện. Chương 156, Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh. Nghe thấy Tần lão gia có chuyện muốn tuyên bố trên thọ yến của mình, mỗi người đến thu hết tinh thần để lắng nghe. Có thể nói ra trong trường hợp đặc biệt này, sự tình khẳng định là không tầm thường. Tần lão gia ngoắc tay tỏ ý bảo Tần Tung Hoành đứng ở bên cạnh lão, vỗ vỗ vai hắn, cười nói với mọi người, người Trung Quốc chúng ta rất coi trọng, nhi hiền tôn hiếu, con hiền cháu hiếu tôi cũng không ngoại lệ. Đây là đứa cháu Tần Tung Hoành của tôi, nó là đứa cháu ngoan, cũng là người thừa kế xí nghiệp của Tần gia. Chuyện mà tôi muốn tuyên bố chính là, Tần Tung Hoành sẽ tiếp trưởng toàn bộ nghiệp vụ trong nước của Tần gia. Những người ngồi đây không ai là kẻ ngốc, mỗi người đều hiểu câu, tiếp trưởng toàn bộ nghiệp vụ trong nước của Tần gia, là có ý gì. Đối với những gia tộc lâu đời như họ mà nói, nghiệp vụ trọng tâm luôn luôn đặt tại trong nước. Tuy quốc ngoại cũng có nghiệp vụ, nhưng chung quy vẫn không có ảnh hưởng thâm căn cố đế như ở trong nước. Tần Tung Hoành tiếp nhận xí nghiệp quốc nội, cũng chẳng khác nào nắm giữ mạch máu kinh tế của Tần gia. Vậy là tiếp sau văn nhân Mục Nguyệt vừa tròn 20 tuổi được văn nhân đình của văn nhân gia tộc chọn là người kế thừa gia tộc, lại có một người trẻ tuổi được một gia đình tài phiệt chọn làm người kế thừa. Năm nay, Tần Tung Hoành gần 27 tuổi, chính là lứa tuổi tốt nhất để ý khí phong phát. Dạng người như bọn họ, một lần tung cánh đơn giản chính là độ cao mà người bình thường cả đời cũng khó mà chạm tới được. Những người ủng hộ Tần Tung Hoành là có phản ứng trước tiên, tiếng vỗ tay khen ngợi vang lên rầm rĩ. Tiếp theo, những tân khách khác cũng vỗ tay theo. Tiếng vỗ tay vang khắp toàn trường, Tần Tung Hoành mặt mày rạng rỡ đứng trên bục, tuy rằng bản thân hắn đã lộ ra thái độ cực kỳ khiêm tốn và nội liễm. Tần Lạc cũng cười cười vỗ tay, trong lòng thì đang tính kế, bởi vì kế hoạch tiền dự chi của Lệ Khuynh Thành, tài sản của mình cũng không ít, chắc tầm vài trăm triệu. Nhưng so với tài phú mà Tần Tung Hoành hiện tại đang nắm giữ thì giống như một con dê nhỏ đáng thương đứng cạnh một con hùng sư, căn bản không phải là đối thủ cùng cấp bậc. Điều này khiến cho tâm tình của Tần Lạc ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, dẫn tới việc trong bữa ăn hắn ăn ít đi hai cái đùi gà. Không thể không nói, đồng chí Tần Lạc của chúng ta cũng không rộng lượng như vậy. Tuy hắn không biểu hiện ra ngoài mặt, nhưng sau khi Tần Tung Hoành tạo cho hắn một sự uy hiếp từ trên cao nhìn xuống, hắn đối với thằng cha này quả thật không được vừa mắt lắm. Hơn nữa, bất kể là hắn bằng lòng hay không, vì quan hệ với văn nhân Mục Nguyệt, hắn đã trở thành đối thủ thầm phân cao thấp với Tần Tung Hoành. Có ai hy vọng đối thủ của mình mạnh hơn mình nhiều không? Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần phải nỗ lực hơn. Tần Lạc thầm nghĩ ở trong lòng. Tần lão gia tử phất tay ý bảo mọi người ngừng lại, rồi cười nói, sau này, Tung Hoành khó tránh khỏi phải quan hệ với các vị ngồi đây. Nó vẫn còn trẻ tuổi, có chỗ nào không chu toàn thì xin các vị nể mặt tôi, lượng thứ cho nó. Nói xong, Tần lão gia tử không ngờ lại cúi người 90 độ về phía dưới bục. Cái cúi người này của lão rất không tầm thường, thân phận cao quý, tuổi tác lại cao, lại là thọ linh công hôm nay. Dưới bục tiếng quần áo soàn soạt vang lên, tất cả mọi người đều đứng dậy. Tuy cảm thấy có chút phiền phức, nhưng không thể không thừa nhận,
lão gia tử này trên phương diện đối nhân xử thế thực sự là rất khéo léo. Lão cúi người như vậy là đã cho những người ở dưới mặt mũi. Mỗi một người đều có cảm giác được yêu quá mà sợ nhưng lại vẫn cảm thấy cả người thư thái. Người và người khác nhau, hiệu quả cúi người cũng khác nhau. Hiệu quả của một cái cúi người của một người bình thường và thủ tướng của một nước há lại có thể giống nhau ư? Cái cúi mình này của ta là mặt dày hướng tới các vị xin một cái nhân tình cho đứa cháu. Các vị có thể thản nhiên mà tiếp nhận, mời ngồi, Tần lão gia tử ha ha cười nói, phất tay ý bảo mọi người ngồi xuống. Hiện tại để Tung Hoành nói vài câu đi, Tần lão gia tử đưa microphone cho Tần Tung Hoành, tỏ ý bảo hắn nói mấy câu. Tần Tung Hoành nhận micro, vặt mặt tôn kính nhìn Tần lão gia tử, nói, cảm ơn vì tất cả những gì mà gia gia đã làm vì cháu. Cháu nhất định sẽ nỗ lực, không phụ sự kỳ vọng của người. Tần lão gia tử gật đầu, ra sức vỗ vỗ vai hắn. Sau đó, hắn lướt nhìn mọi người đang ngồi dưới với ánh mắt ôn hòa, cười nói, là bạn bè, tôi hy vọng mọi người có thể vào lúc uống rượu thì nghĩ tới tôi. Làm người hợp tác, tôi hy vọng khi mọi người có thể kiếm được tiền thì nghĩ tới tôi. Đương nhiên, tôi cũng sẽ nỗ lực ở cả hai phương diện sắm vai bạn tốt và người hợp tác tốt của các vị. Mọi người có rượu thì cùng uống, có tiền thì cùng kiếm. Tần Tung Hoành cũng là một thương nhân mạnh vì gạo, bạo vì tiền, hắn cũng không nói những lời thừa vô ích, ngoại trừ nói với gia gia của hắn ra, thậm chí một câu cảm ơn cũng không nói với những người ở dưới bục. Hắn biết cái mà người khác quan tâm là gì, cái mà bọn họ chỉ quan tâm là anh có coi họ là bạn bè hay không, có cho bọn họ cơ hội kiếm tiền không. Chỉ vậy mà thôi. Còn những thứ khác, ví dụ như cảm ơn, nói cả vạn lời cảm ơn liệu có thay thế được một cái đơn đặt hàng hay không? Một lần nữa cảm ơn mọi người đã tới tham gia thọ yến của gia gia tôi, xin cùng ly vì sự có mặt của các vị, và vì sức khỏe của gia gia tôi, Tần Tung Hoành nhấc chén hồng tửu trong cái khay mà người phục vụ đang bưng ở phía sau lên, mời mọi người nâng chén. Cạn chén vì sức khỏe của Tần lão, người dưới đài nói. Cạn chén vì sức khỏe của Tần lão. Thọ yến kết thúc, Trương Nghi Y cầm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái, nói, cửu cửu, đừng quá ủy khuất. Con biết, Vương cửu cửu nhìn về phía Tần Lạc, khẽ gật đầu. Nếu ủy khuất thì cứ chửi ra đi, đừng sợ mất mặt, Trương Nghi Y có chút chua xót, nói, con gái rơi vào bể khổ tình yêu, người làm mẹ trong lòng cũng rất khó chịu. Vương cửu cửu vỗ vỗ bàn tay của Trương Nghi Y, nói, đồng chí Trương Nghi Y, đồng chí yên tâm đi. Một chút đau khổ này có tính là gì? Con gái của đồng chí có thể chịu được. Cái con nhóc này, chính cái tính tình quật cường của con mới khiến người mẹ lo lắng đó. Mắt Trương Nghi Y đỏ lên, chẳng còn cách nào khác. Điểm này của con rất giống mẹ. Ai, đi thôi, đi sớm về sớm, mang theo điện thoại, có gì thì gọi cho mẹ, bất kể là muộn thế nào mẹ cũng vẫn sẽ đến đón con về. Con biết rồi, Vương cửu cửu gật đầu, đứng lên rồi bước ra ngoài. Tần Lạc đang chuẩn bị đi nhờ xe của văn nhân Mục Nguyệt về thì Vương Cửu Cửu đột nhiên chạy đến trước mặt hắn. Thầy Tần, thầy có thời gian không? Nhìn Tần Lạc hỏi, khuôn mặt đẹp đầy nét cười. Đây là một cô gái rất biết giấu giếm tâm sự trước mặt người khác, vào lúc này, mặt cô ta vô cùng vui vẻ, ai cũng không biết được trong lòng cô ta đang khổ sở và dằn vặt như thế nào. Tần Lạc tất nhiên cũng không biết vì mình và văn nhân Mục Nguyệt cùng tới yến hội đã khiến cho rất nhiều người hiểu lầm. Đương nhiên. Hắn cũng biết là có một số người hiểu lầm. Ví dụ như những người mà văn nhân Mục Nguyệt đã cự tuyệt. Nhưng, trong những người này không bao gồm cả Vương Cửu Cửu. Có chuyện gì vậy? Tần Lạc hỏi. Có thể đi với em một chút không? Em có một số chuyện muốn nói cùng thầy. Vương Cửu Cửu nói. Tần Lạc nhìn hoa tuyết đang bay lượn trên trời, cười hỏi, em chắc chứ? Chắc, Vương Cửu Cửu nói một cách khẳng định. Vậy thì ok, Tần Lạc gật đầu. Hắn quay lại nói với văn nhân Mục Nguyệt, các người về trước đi, tôi và cửu cửu ra ngoài một chút. Văn nhân Mục Nguyệt liếc Vương cửu cửu, nói, chú ý vết thương nhé. Sau đó, liền dắt một đám vệ sĩ chui vào trong xe. Đây là một trận tuyết lớn nhiều năm rồi chưa thấy, đã rơi cả một đêm rồi, cơ hồ là vẫn chưa muốn dừng lại. Tuyệt động trên đường bị bánh xe cán qua, cót két trượt sang hai bên. Nơi không có người đi qua, những đống tuyết dày lên từng tầng. Lấp kín những thực vật ở bên trong, ngay cả đầu cũng không thể nhô ra ngoài. Trên cây treo những chuỗi lăng tuyết, khi được ánh đèn chiếu lên thì lấp lánh sáng như trân châu. Mùa đông ở Yến Kinh vốn rất lạnh, tới buổi tối, nhiệt độ càng hạ xuống thấp hơn. Đi trong tuyết trắng mù trời như thế này, đầu óc của người ta cơ hồ cũng đóng thành băng.
hơi thở ra ngoài lập tức biến thành xương, sau đó biến mất trong không khí. Tần Lạc và Vương Cửu Cửu sóng vai bước đi, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của hai bên và tiếng kẹt kẹt của bước chân trên tuyết. Bất chi bất giác, bọn họ đã đi lệch khỏi đường chính, bước về phía một con đường nhỏ mà Tần Lạc không quen. Thậm chí, hắn có thể thấy một dòng sông yên tĩnh ở trước mắt, giống như là một con rắn màu bạc đang trườn bò. Chẳng lẽ đây là sự lựa chọn mà nam nữ độc thân đi cùng nhau không nén nổi tình cảm mà làm ra? Vương Cửu Cửu nói là có chuyện muốn bàn với mình, nhưng đi trên đường lại luôn bảo trì trầm mặc, không có ý định muốn mở miệng. Tần Lạc cuối cùng cũng nhịn không nổi, nói, Cửu Cửu, em có lạnh không? Cái gì? Vương Cửu Cửu đang chìm sâu vào ý cảnh dạo chơi trong đêm tuyết, không nghe thấy nội dung câu nói của Tần Lạc. Lạnh không? Tần Lạc hỏi lại, cái thời tiết quỷ cái này, nước tiểu phun ra còn chưa rơi xuống đất đã đóng thành băng, thể chất của mình khác người thường, không cần lo lắng sẽ bị cảm lạnh. Nhưng Vương Cửu Cửu lại chỉ mặc ảo mỏng. Vương Cửu Cửu lúc này mới cảm thấy một luồng khí lạnh len vào trong người, trên áo khoác da của cô dính đầy tuyết, hai bàn chân giống như là mất đi cảm giác, tê đến nỗi như là không còn là một bộ phận trên cơ thể mình. Tay đột nhiên cũng không biết phải đút vào đâu để đỡ lạnh. Lạnh, Vương Cửu Cửu nói. Tần Lạc giang tay ra ôm Vương Cửu Cửu vào lòng, nói, thân thể của anh khá ấm, dựa sát vào một chút có thể là có chút hiệu quả. Hắn lại nói, nếu như không có chuyện gì thì chúng ta hay là đi về đi. Thời tiết lạnh thế này sẽ làm em bị cóng đó. Tần Lạc phát hiện, mỗi lần ở cùng với Vương Cửu Cửu, cô bé này đều đề xuất đi dạo. Điều này tạo cho Tần Lạc một cảm giác rằng chuyện hay nhất mà hai người có thể làm cùng nhau chỉ là đi dạo. Vương Cửu Cửu ngoan ngoãn dựa sát vào lòng Tần Lạc, sau đó tay cô cũng rất nhanh bị tay Tần Lạc nắm lấy. Quả nhiên giống như anh ấy nói, ngực của anh ấy thật là ấm áp. Giống như đang ở trong một cái lò sưởi, không thiêu đốt người, nhưng lại khiến người ta lưu luyến không muốn rời ra. Tay của anh ấy không lớn, nhưng cũng rất ấm áp. Vương Cửu Cửu hy vọng con đường này vĩnh viễn không có điểm cuối, cứ vậy để anh ấy dắt đi cả cuộc đời. Hai người ôm nhau và dắt tay như một đôi tình lữ, điều này khiến cho Vương Cửu Cửu có mưu đồ gây rối đối với Tần Lạc, tim đập loạn như nai con. Nghe thấy Tần Lạc khuyên cô trở về, vội vàng nói, có chuyện mà. Thầy Tần, em có chuyện muốn nói với thầy. Chương 157, Lạc Thủy Uyên Ương. Tần Lạc dừng bước, đợi nghe Vương Cửu Cửu nói. Vương Cửu Cửu dụi mặt sâu vào lòng Tần Lạc, nói, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé. Em thích cảm giác được bước cùng thầy. Chuyện gì cũng không cần phải nghĩ, nếu không thì cũng chỉ nghĩ tới những chuyện vui vẻ, có thể khiến người ta cao hứng cả ngày. Tần Lạc ôm lấy người Vương Cửu Cửu, không nói gì. Thầy có còn nhớ tình cảnh lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Vương Cửu Cửu ngẩng mặt lên nhìn Tần Lạc. Tần Lạc gật đầu, Vương Cửu Cửu là một cô gái rất đặc sắc, học sinh đầu tiên mà mình quen ở trường cũng chính là cô ấy. Khi lên lớp lúc trước, rất ít người muốn ngồi cạnh em. Hôm đó thầy đột nhiên tới ngồi cạnh, khiến em vô cùng kinh ngạc. Còn cho rằng thầy là một người muốn theo đuổi em. Vương Cửu Cửu cười khẽ, giọng cười dễ nghe như tiếng chuông bạc, chỉ là âm cuối kết thúc quá nhanh, khiến người ta có cảm giác buồn phiền vô hạn. Cho nên, em mới cố ý hỏi thầy là ai, vì sao em chưa từng gặp thầy. Thầy nói là thầy mới tới. Không biết vì sao, mặt thầy lúc đó trông rất chân thành, một chút cũng không giống như là người đang nói dối. Em cảm thấy thầy là một nam sinh rất cổ quái, cho nên không nhịn được mà chủ động nói chuyện với thầy. Em nói hy vọng có thể có một giảng viên trẻ tuổi đẹp trai, tài đức vẹn toàn dạy chúng em môn học này. Thầy cười cười nói với em rằng, mộng đẹp của em đã thành hiện thực rồi đó. Em cảm thấy thầy quá tự đại, nhịn không được mà đả kích thầy, nói thầy tưởng rằng thầy là Quan Thế Âm Bồ Tát, Phật Tổ Như Lai à. Chuyện đã cách mấy tháng, Vương Cửu Cửu vẫn nhớ như in tràng cảnh lần đầu tiên gặp nhau. Kết quả, khi tiếng chuông vào tiết vang lên, thầy đứng dậy bước lên bục giảng. Thời khắc đó, em quả thực là không thể tin vào mắt mình. Trong mấy ngày sau, trong đầu em nhiều lần xuất hiện hình ảnh ngày hôm đó. Cho tới hiện tại vẫn vô cùng rõ ràng, bởi vì thầy thực sự khiến em quá bất ngờ, và mang đến cho em sự kích thích mạnh mẽ. Em nghĩ, em đã bắt đầu thích thầy từ ngày đó. Tần Lạc trong lòng thầm kinh hãi, biết rằng Vương Cửu Cửu kéo mình tới đây là muốn biểu lộ tình cảm thêm một lần nữa. Em vẫn cho rằng, thời gian chúng ta có thể ở gần nhau còn có rất nhiều. Vương Cửu Cửu thấp giọng lẩm bẩm, giọng nói rất khẽ, giống như là nói trong lúc đang mơ. Sao? Em muốn rời Yến Kinh à? Đi đâu vậy? Tần Lạc vội vàng hỏi.
hắn chưa nghe thấy tin tức Vương Cửu Cửu muốn ra nước ngoài du học. Em không chuẩn bị đi đâu cả. Vương Cửu Cửu nói, cô sao có thể rời bỏ thành phố mà hắn đang sống chứ? Cho dù không thể tay trong tay đi dạo, nhưng có thể cùng hít thở không khí trong một tòa thành thị. Thỉnh thoảng từ miệng bạn học nghe được tin tức có liên quan đến hắn, mình trong lòng cũng vui vẻ cả ngày rồi. Em nói là, một loại cự ly khác, chứ không liên quan gì tới không gian. Vương Cửu Cửu giải thích, anh là thầy giáo của em là học sinh của anh. Chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt, một lần gặp mặt ít nhất cũng có thể kéo dài 80 tới 100 phút. Tuy mỗi lần anh đầu vội vàng tới rồi vội vàng đi, nhưng em đã vô cùng thỏa mãn rồi. Thậm chí em còn có thể tươi cười vui vẻ, em đây chính là nhà ở ven hồ được hưởng trước ánh trăng. Em không biết nên biểu đạt tình yêu của mình thế nào. Em tìm anh xin số điện thoại, lý do là mẹ em bị bệnh. Có thể cần giúp đỡ về phương diện y thuật. Khi anh nói là anh không có điện thoại di động, em không ngờ lại vô cùng vui vẻ. Em cho rằng, em cuối cùng cũng có thể làm cho anh một chút chuyện. Chiều hôm đó em ra phố chuyên tâm chọn cho anh một cái điện thoại thích hợp với anh, nhưng khi em chuẩn bị lấy nó làm quà tặng anh thì anh đã có một cái điện thoại giống hệt. Tần Lạc kinh ngạc nhìn Vương Cửu Cửu. Hắn cho tới lúc này mới biết rằng, thì ra Vương Cửu Cửu lúc đó tìm hắn hỏi số điện thoại không phải bởi vì mẹ của cô ấy sinh bệnh mà là chỉ muốn tiếp cận mình. Chẳng trách nhìn Trương Nghi Y cũng không giống như là có bệnh gì. Càng khiến hắn kinh ngạc hơn là, hắn lúc này mới biết, Vương Cửu Cửu đã từng mua điện thoại cho mình. Chỉ là bởi vì mình có điện thoại mà Lâm Hoán Khê tặng, cho nên không thể nào tặng cho mình được nữa. Đừng dùng ánh mắt quái dị đó để nhìn em. Trên phương diện tình ái, con gái đều có chút khôn vặt không muốn để ai biết. Vương Cửu Cửu cười nói. Nếu như thích một người, thì sẽ luôn muốn lúc nào cũng được ở cùng người đó. Cho nên, bất kể là phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ gì, em đều hy vọng có thể ở bên anh. Mỗi lần có thể giúp anh giải quyết vài chuyện, em đều luôn rất vui vẻ. Khi anh bị khoa khai trừ, em suýt chút nữa thì chạy tới phòng chủ nhiệm đập bàn ghế, bọn họ đuổi anh đi rồi, em còn ai để yêu đây? Tần Lạc cười cười, trêu ghẹo, chẳng trách em xuất lực nhiều như vậy. Vương Cửu Cửu cười xấu hổ, nói, đúng vậy, cho nên, em nghĩ trăm phương ngàn kế để đưa anh về. Mỗi ngày đều về thúc giục mẹ ở gọi điện thoại nhờ giúp, mà phải tận mắt thấy bà ấy gọi điện thoại em mới an tâm. Thậm chí, em còn nói với bọn Lý Mãnh rằng, nếu không mời anh về, bọn em sẽ dẫn người cả lớp tới trước cửa trường Tuyệt Thực. May mắn là anh cuối cùng cũng về. Em cao hứng mời cả lớp đi ăn uống một trận. Em cho rằng mình làm đúng, bọn họ là vì em mới liều mang giúp em đấu tranh cùng trường. Tần Lạc âm yếm vỗ vỗ đầu Vương Cửu Cửu. Đúng là một cô bé đáng yêu. Em biết anh thích uống trà, em mỗi ngày đều giúp anh pha một chén trà Long Tĩnh. Em muốn mời anh tới tham gia sinh nhật của mẹ em, và thương lượng cùng bà ấy kéo dài thời gian sinh nhật suốt cả ngày. Em biết anh là từ phương Nam tới, không thể thích ứng với thời tiết phương Bắc, em vụng về đan cho anh một cái găng tay, vốn là em muốn đi mua, nhưng Tiểu Hoa nói với em, phải tự đan mới có ý nghĩa. Em cảm thấy thế cũng đúng cho nên nghe lời bạn ấy. Kết quả thấy vẻ mặt mê man của anh khi cầm đôi găng tay mà em tặng, suýt chút nữa khiến em thổ huyết ngay tại đương trường. Vương Cửu Cửu đột nhiên dừng bước, đôi mắt đen lay láy chăm chú nhìn lên mặt Tần Lạc, nói, em nói những cái này, không phải là muốn để anh biết em đã làm những gì vì anh, mà là em muốn để anh biết ý nghĩ chân thực nhất trong đầu em. Em thích anh, rất thích anh vô cùng. Gió lạnh rít khẽ, hoa tuyết bay lượn. Trong cánh đồng hoang vắng vẻ này, tuyết bay đầy trời trên đỉnh đầu, chân ngập sâu vào tuyết, một cô gái ánh mắt chăm chú nhìn mình, nói, em thích anh, em rất thích anh vô cùng. Thời khắc này, Tần Lạc đã bị cô bé cố chấp này làm cảm động. Những lời này giống như là một bát tương ớt, khiến tâm tạng của người ta sôi trào, nhưng thân thể thì lại nóng rực sảng khoái. Ánh mắt của Vương Cửu Cửu dán chặt vào Tần Lạc, một giây đồng hồ, hai giây, ba giây. Trên lông mi của cô nàng rơi xuống những mảng hoa tuyết nho nhỏ, sau đó theo cái chớp mắt của nàng mà bay lên bay xuống, giống như là một tinh linh khả ái. Tần Lạc nhìn cảnh đẹp này tới ngây ngốc, quên cả trả lời lời bộc bạch của Vương Cửu Cửu. Có lẽ là trong tiềm thức muốn né tránh, bởi vì hắn thực không biết phải xử lý loại chuyện này như thế nào. Trên chiến trường ái tình, chỉ có yêu và không yêu chứ không có lập trường trung gian. Nói yêu, vậy Lâm Hoán Khê sẽ ra sao? Nói không yêu, trong đêm tuyết lạnh thế này mà nói vậy, có phải là tàn nhẫn quá không? Xét cho cùng, Tần Lạc vẫn là một nam nhân chưa trải qua luyến ái, không biết cách cự tuyệt. Một lúc sau,
Vương Cửu Cửu cười buồn bã. Em luôn muốn có một kết quả. Kỳ thực kết quả em đã thấy rồi, nhưng em lại cố chấp không muốn tin mà thôi. Lời trong lòng đã được nói ra hết rồi, cũng coi như là giải tỏa được tâm sự. Văn nhân Mục Nguyệt là một cô gái tốt, ngay cả em cũng không thể có một chút đố kỵ nào. Em không muốn cô ấy dễ dàng động lòng phàm, hơn nữa nam nhân đó cũng là người mà em yêu nhất. Có điều, em vẫn chúc phúc cho hai người, tuy rằng có chút không tình nguyện. Tần Lạc phản ứng chỉ trệ một lúc, nói, vì sao lại chúc phúc cho chúng tôi? Anh và văn nhân Mục Nguyệt chỉ có quan hệ bình thường thôi mà. Cô nhóc này nghĩ đi đâu vậy? Mình quả thật là đã có người yêu, nhưng không phải là văn nhân Mục Nguyệt. Bạn bè bình thường, Vương Cửu Cửu cũng hơi sửng sốt. Không phải nói là Tần lão sư còn vì cô ta mà rút đao đem mỹ nhân về ư? Chẳng lẽ, lời của văn nhân Chiếu nói là muốn lừa mình ư? Đúng vậy, Tần Lạc cười nói, anh không ngờ lại gặp em ở đây. Mục Nguyệt đang gặp khó khăn, anh tới giúp cô ấy thôi. Nếu biết sẽ gặp em ở đây, anh sẽ không giúp cô ấy chứ? Vương Cửu Cửu tủm tỉm cười, mắt cong cong giống như là trăng sâu vậy. Anh sao không nói sớm một chút? Để em lãng phí cả nửa ngày để bộc bạch. Hị hị, em rất cao hứng. Vương Cửu Cửu nhảy cẫng lên, rầm rầm lao vào lòng Tần Lạc. Thế là, bi kịch đã xảy ra. Chỉ nghe oạch một tiếng, Tần Lạc trượt chân, đứng không vững, thân thể bị Vương Cửu Cửu đẩy cho ngã về sau. Tuyết dưới đất quá trơn, hai người giống như là chồng lên nhau, ngã rúi rụi xuống đất. Cũng may là có tấm đệm thịt là Tần Lạc, cho nên Vương Cửu Cửu không bị thương. Tần lão sư, anh không sao chứ? Vương Cửu Cửu lo lắng hỏi. Không sao cả, Tần Lạc cười khổ nói. May mà thân thủ của hắn không tồi, lúc sắp rơi xuống đất thì dùng hai chân để chống. Cho nên, hắn không đập lưng xuống đất quá mạnh. Nào, để em kéo anh dậy. Vương Cửu Cửu ép lên người Tần Lạc bò dậy, muốn kép hắn lên. Rắc rắc. Vương Cửu Cửu nghĩ rằng giày cao gót của mình hình như đã đạp vỡ thứ gì đó, rồi cô ta nắm tay Tần Lạc kéo ra sau. Tần Lạc vốn có thể thả tay cô ta ra, nhưng lo là cô ta bị thương, chỉ có thể mặc cho cô ta kéo ngã. Phía sau là một sườn dốc 65 độ, trên sườn núi đọng đầy tuyết. Bởi vì hiện tại là đêm khuya, tuyết đóng thành băng, trơn tuột như gương. Thân thể của hai người trượt xuống theo sườn dốc, sau đó rắc rắc, thân thể của hai người đập vỡ lớp băng mỏng, đồng thời rơi vào trong nước sông lạnh buốt. Chương 158, anh phải chịu trách nhiệm đối với em. Lạnh. Lạnh thấu xương tủy. Nước đá giống như là đao đâm vào xương, từng đao cắt qua da thịt. Áo dài trên người nhanh chóng bị nước sông thấm ướt, rất nhanh khiến người ta không cảm thấy sự tồn tại của bọn họ, giống như là vào mùa đông nhảy vào trong hồ tắm nước lạnh vậy. Bởi vì có phòng bị, cho nên lúc rơi vào trong hồ đã ngậm chặt miệng, không để cho nước sông chui vào miệng. Nhưng Vương Cửu Cửu thì lại không may mắn như vậy, cô ta còn chưa kịp đóng cái miệng đang há ra vì kinh hoàng lại thì đã uống phải mấy ngụm nước sông. Giống như là con ếch trong nồi nước sôi, Tần Lạc ụp một cái từ trong nước ngoi lên. Sau đó kéo Vương Cửu Cửu đang chìm trong nước lên, hét lớn, Cửu Cửu, Cửu Cửu. Em sao rồi? Em không sao, ọc, giọng nói của Vương Cửu Cửu rất yếu ớt, còn chưa nói được một câu hoạt chỉnh thì lại bắt đầu nôn nước trong bụng ra. Vì bị ảnh hưởng về chuyện của Tần Lạc, bữa tối hôm nay cô không ăn gì. Hiện tại đã uống đến no cả bụng nước. Không sao là tốt rồi, Tần Lạc nói. Sau đó ôm Vương Cửu Cửu bơi về bờ, ở trong nước sông một giây, nhiệt lượng trong cơ thể bọn họ và năng lượng dùng để cầu sinh sẽ giảm đi một phần. Mỗi một bước đi đều kéo theo sự khuấy động của nước sông và tiếng băng vỡ rắc rắc. Sau đó dòng nước và mảnh băng sẽ đập vào thân thể, ngay cả dương mạch chi thể có thuộc tính hỏa như Tần Lạc cũng khó mà chống lại được. Vương Cửu Cửu đang bận xử lý chuyện của thân thể mình, không ngờ lại quên đi cả cái lạnh vào lúc này. Đương nhiên, có lẽ cô cũng cảm giác được. Nhưng không rảnh để quan tâm đến mà thôi. Bởi vì cô ta đang bận nôn. Thời tiết lạnh như thế này, ngay cả bờ sông cũng bị đóng băng. Tần Lạc thử hai lần đều thấy trơn không thể bám tay lên được, hai người không thể đồng thời cùng lên. Tần Lạc trước tiên chỉ đành ngồi xổm xuống, để Vương Cửu Cửu dẫm lên vài mình rồi bò lên trên, sau đó thì mình mới lên. Cửu Cửu, em hiện tại thấy thế nào? Dưới sự chiếu sáng của tuyết trắng ngập trời, Tần Lạc nhìn thấy sắc mặt của Vương Cửu Cửu trắng bệch như tờ giấy, vành mắt đen xì, thân thể run rẩy. Có vẻ như cô nàng đang rất lạnh. Làm sao bây giờ? Biện pháp tốt nhất chính là đốt lửa trại lên, hong khô quần áo và thân thể của hai người rồi mới nói. Nhưng,
Tại vùng hoang vu dã ngoại như thế này thì kiếm đâu ra củi mà đốt. Trên cây quả thật là có cành cây, nhưng bên trên dính đầy băng, cho dù chặt xuống thì cũng rất khó đốt. Hơn nữa, Tần Lạc không có thói quen hút thuốc, ngay cả bật lửa để châm cũng không có. Dùng đá để đánh lửa. Đó chỉ là thứ viết trong tiểu thuyết để lừa người mà thôi. Cho dù là trong thời tiết nóng lực, anh cầm hai hòn đá đập vào nhau thử đi, xem mới bảo lâu thì mới bắn ra được tia lửa. Đợi khi tìm được hai hòn đá và đánh ra lửa, hoặc là thành công đốt lửa trên cành cây đã thấm nước, e rằng hai người đã đông thành một tượng băng tình lữ rồi. Vương Cửu Cửu xuất thân từ gia đình quân nhân, thân thể vốn không tồi, lại luyện tập mấy loại công phu, cho nên sau khi rơi vào trong nước sông lạnh băng thì vẫn còn bảo trì được trạng thái tỉnh táo. Nhưng, quần áo của cô ta hiện tại đã ướt sũng, hơn nữa lại uống rất nhiều nước sông lạnh cóng. Đợi tới khi người về tới nơi thì các bộ phận trong cơ thể cô ta sẽ bị đóng băng mà chết cóng mất. Tần Lạc cảm thấy nhiệt lượng trong cơ thể đã hết sạch, hiện tại chỉ đành dùng nghị lực của mình mà chống đỡ thôi. Lúc này, cũng mặc kệ nam nữ thụ thụ bất thân gì đó. Tần Lạc để Vương Cửu Cửu nằm thẳng trên đất, sau đó nhanh chóng cởi quần áo của cô ta ra. Áo ngoài, áo phông bên trong, quần dài đã sắp đáng thành băng khối, còn có nội nội y màu đen và chiếc quần lót màu trắng đáng yêu. Đều bị Tần Lạc điên cuồng cởi xuống hết, rồi lót dưới người cô ta. Trong nháy mắt, Vương Cửu Cửu bị lột trần như một con dê con trắng nõn. Sau đó, Tần Lạc cầm một nắm tuyết lên ma sát thật nhanh trên vị trí ngực cô ta. Nơi đây là cội nguồn sinh mạng của con người, nếu hàn khí xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, sau này sẽ rất phiền phức. Ngực, bầu vú, hai hột hồng hồng, tất cả các bộ vị này đều là vị trí mục tiêu mà Tần Lạc trà sát. Đêm khuya, nơi hoang dã, trời đổ tuyết lớn, thiếu nữ cả người trần truồng. Nếu từ góc độ của người bàng quang mà nhìn, đây chính là một hình đẹp vô cùng. Nhưng Tần Lạc không rảnh mà thưởng thức, Vương Cửu Cửu đã nhắm chặt mắt, hắn gấp đến nỗi cả đầu đầy mồ hôi, vừa cầm tuyết trà sát lên người cô ta vừa nói, Cửu Cửu em sao rồi? Cửu Cửu, nói chuyện với anh đi. Thầy Tần, học, Vương Cửu Cửu lại một lần nữa nằm ở đó mà nôn, lại một ngụm nước chua bị cô ta nôn ra. Tần Lạc nhìn thấy vậy, hai tay lập tức đặt lên ngực Vương Cửu Cửu, dùng lực ấn xuống, Vương Cửu Cửu lại một lần nữa nôn ra. Sau đó Tần Lạc liên tục ấn, cho tới khi Vương Cửu Cửu nôn sạch nước hồ ra thì mới thôi. Đương nhiên, cặp nhũ phong của cô bé cũng bị hắn ấn lên luôn. Không thể không nói, khi làm cấp cứu, hai khối thịt trước ngực con gái thực sự là hơi phiền. Đương nhiên, đại đa số đàn ông đều phi thường rộng lượng, không để ý đến loại phiền phức này. Vương Cửu Cửu, em phải luôn nói chuyện với anh. Tần Lạc lớn tiếng ra lệnh, sau đó lại nắm tuyết lên ma sát vùng bụng và hạ thân của Vương Cửu Cửu. Được, Vương Cửu Cửu nói, thầy Tần. Sao? Anh cởi quần áo em à? Cái này. Vương Cửu Cửu mỉm cười, tuy rằng giọng nói rất yếu ớt, thế nhưng có một loại cảm giác mê hoặc lòng người. Anh không phải là bảo em phải liên tục nói chuyện với anh sao? Sao anh không nói gì? Em nói cho anh biết nhé. Em không phải là đứa con gái tùy tiện đâu đấy. Anh cũng phải là gã con trai tùy tiện, Tần Lạc nói với giọng khàn khàn. Không biết là bởi vì tâm tình của hắn quá nóng vội, hay là vì tốc độ ma sát của hắn quá nhanh, lúc này trên trán không ngờ lại xuất hiện một tầng mồ hôi dày đặc. Trừ chân đã bị đông cứng không còn cảm giác ra, những bộ vị khác không ngờ lại không hề cảm thấy lạnh. Những gì không nên nhìn anh đều nhìn rồi, những gì không nên sợ anh cũng sợ luôn rồi. Anh phải chịu trách nhiệm với em, Vương Cửu Cửu nói. Anh là vì cứu em mà, tình trạng của em rất đáng ngại. Chúng ta hiện tại ở cách thành phố quá xa, nơi này không có xe đi qua. Nếu cứ thế đưa em về, thân thể của em sẽ bị đóng băng hết. Tần Lạc giải thích. Em biết, Vương Cửu Cửu nói, những gì không nên nhìn anh đều nhìn rồi, những gì không nên sợ anh cũng sợ luôn rồi. Thấy Tần Lạc lại không nói gì, Vương Cửu Cửu thở dài nói. Em biết là anh vì cứu em cũng không trách anh. Tâm ý của anh thì em biết rồi, nhưng tâm tư của anh thì em vẫn chưa biết. Nếu em nói như vậy, đợi tới khi anh muốn tìm bạn gái sẽ nghĩ đến em là tốt rồi. Tần Lạc trầm mặc gật gật đầu, sau đó lại bắt đầu ma sát đùi. Thầy Tần, em ngủ một lát đây. Vương Cửu Cửu nhắm mắt lại, nói. Không được ngủ, Tần Lạc quát. Vương Cửu Cửu lại mở mắt ra nhìn Tần Lạc, thấy bộ dạng khẩn trương của hắn. Cô ta cười khẽ, nói, đồ ngốc, em chỉ là cảm thấy hơi mệt thôi. Yên tâm đi, không giống như những gì chiếu trên TV, ngủ một cái là không dậy nữa luôn đâu. Không được ngủ, Tần Lạc nói,
em đã bắt đầu nóng lên rồi. Nếu thiếp đi, cơ năng miễn dịch của thân thể sẽ hạ xuống, tình huống lúc đó càng phiền phức hơn. Được rồi, vậy em sẽ nhắm mắt nói chuyện cùng anh. Vương Cửu Cửu nói. Được, nói nhiều vào, nhất định phải chống đỡ. Tần Lạc nói. Thầy Tần, anh có thích em không? Anh xem anh kìa, lại không nói gì rồi. Tần Lạc dùng tuyết trà sát thân thể của Vương Cửu Cửu một lượt, lại vắt khô quần áo của cô ta, rồi giúp cô ta mặc vào. Chỉ là khi mặc áo lót và quần lót thì có gặp chút phiền phức nhỏ, nút thắt của áo lót hắn luôn không buộc được, may mà có Vương Cửu Cửu giúp đỡ hắn mới thuận lợi hoàn thành công tác gian nan này. Còn quần lót, hắn căn bản không phân biệt nổi đâu là mặt trước và mặt sau. Bởi vì không mang ngân châm theo người, chỉ đành lựa chọn xoa bóp những huyệt vị cần thiết để đề cao sức miễn dịch cho Vương Cửu Cửu. Cho đến khi sắc mặt của cô ta trở lại bình thường, Tần Lạc mới thở phào nhẹ nhõm. Thầy Tần, anh mau vắt khô quần áo của mình đi. Vương Cửu Cửu nói. Tần Lạc lúc này mới nhớ ra mình vẫn còn đang mặc quần áo ướt, vội vàng cởi xuống, vắt ra được cả một chậu nước. Sau khi vắt khô hết tất cả thì mới mặc lại lên người. Cũng may mà Tần Lạc có thể chất thiên nhiệt, nếu không để ướt lâu như vậy, e rằng quần áo sớm đã đóng băng cả rồi. Tần Lạc đi giày vải, vốn muốn vắt khô cả giày, nhưng giày vải dẫm trong nước tuyết đã cứng ngắc như đá. Cho dù Tần Lạc cố gắng cởi được giày ra nhưng cũng không có cách nào để đổ nước bên trong ra được. Nước và giày đã kết thành một thể. Đi giày kiểu thể này thì thà đừng đi còn hơn. Tần Lạc chỉ có thể để chân trần mà dẫm lên tuyết, cúi người nói với Vương Cửu Cửu, lên đi. Thầy Tần, em có thể tự đi mà. Vương Cửu Cửu cự tuyệt. Cô ta có chút đau lòng, sợ thân thể gầy gò của Tần Lạc không cõng được mình. Em tự đi thì chậm lắm, mau lên đi, chúng ta không có thời gian đâu. Tần Lạc nóng nảy nói. Vương Cửu Cửu không cự tuyệt nữa, lúc này mới chịu trèo lên lưng Tần Lạc. Vì để giảm bớt trọng lượng cho Tần Lạc, cô ta vứt luôn cả đôi giày có giá trị không nhỏ đang xách trên tay đi. Tần Lạc cõng Vương Cửu Cửu chạy trên tuyết, giống như là cường đạo cướp vợ nhà ai đó. Thầy Tần, chậm một chút, em không gấp đâu. Vương Cửu Cửu khuyên, cô ta sợ Tần Lạc chạy nhanh quá sẽ mệt. Không sao, Tần Lạc nói, em không gấp nhưng mà anh gấp. Chạy chậm lại thì chân anh sẽ đông cứng mất. Mệt không? Không mệt. Thầy Tần, nếu mệt thì anh cứ nói ra, em sẽ cõng anh chạy. Thầy Tần, chúng ta nếu có thể chạy như thế này cả đời thì tốt quá nhỉ. Đầu gối Tần Lạc nhũn ra, tí nữa thì cắm đầu xuống đất. Chương 159, đàn bà à, tên của các ngươi gọi là lưu manh. Đại địa rộng lớn vô cùng, vùng hoang dã bị tuyết trắng bao trùm. Một thiếu niên chân trần chạy trên tuyết sâu, còn cô gái xinh đẹp nằm trên lưng thiếu niên thì vừa đáng thương lại vừa hạnh phúc. Trên con đường quanh co, trên mặt tuyết không có người bước qua, lưu lại một hàng bước chân nghiêng ngả. Vết chân rất sâu và dài, sâu đến nỗi khi thiếu nữ già đi cũng sẽ không quên được, còn dài đến mức mắt thường không thể nhìn thấy được điểm cuối. Giống như là xuyên qua thời không, lan đến một thế giới đồng thoại xinh đẹp khác. Cuối cùng, khi thể lực của Tần Lạc sắp cạn kiệt thì cũng tới được nội thành. Càng may mắn hơn là có một chiếc xe taxi đang đi về phía này. Taxi, Tần Lạc mặt đầy kinh hỉ, đưa tay ra vẫy. Két! Xe bắn bùn vào đầy người hắn, sau đó đi lướt nhanh qua người hắn. Hình tượng của bọn họ thế này, có ai dám dừng xe lại đây? Cho đến lúc sau khi ba chiếc taxi chạy lướt qua họ, mới có một người lái xe taxi hảo tâm dừng xe lại trước mặt họ. Có chuyện gì? Sao ướt sũng vậy? Ông bác lái xe vừa chạy xuống mở cửa vừa trách móc. Giống như là đang đối diện với đứa cháu của mình vậy. Ngã xuống nước, Tần Lạc xấu hổ nói. Bác à, đi tới quân khu đại viện. Được, đi đây. Ông bác bước vào xe, xoa xoa tay rồi mới cầm vô lăng, nói, trời lạnh như thế này mà rơi xuống nước, thực sự là còn muốn sống nữa không đấy? Người trẻ tuổi các cô các cậu, ai? Tới trước cửa quân khu đại viện, taxi không được phép tiến vào. Tần Lạc lôi tất cả tiền có trên người ra, nói với ông bác lái taxi, bác à, tiền bị ướt hết rồi. Bác cầm tạm nhé. Sau đó nhét tất cả tiền vào trong tay ông bác lái taxi, rồi cõng Vương Cửu Cửu chạy vào trong. Ông bác kéo chỗ tiền đã bó thành túm ở trong lòng bàn tay ra, hét lên, chàng trai, nhiều quá rồi, nhiều quá rồi. Tần Lạc cười cười, không trả lời. Người tốt thì nên được báo đáp tốt. Con gái mãi chưa quay về. Trương Nghi Y vẫn ngồi ở trong phòng khách không dám ngủ. Nghe được ngoài cửa vườn có tiếng gõ cửa, không cần cảnh vệ giúp, bà ta đã mặc quần áo, cầm giày chạy ra ngoài mở cửa vườn.
Trời ạ, xảy ra chuyện gì vậy? Cửu cửu sao thế này? Trương Nghi Y thấy Vương cửu cửu được Tần Lạc cõng về, sắc mặt thoáng chốc đã thay đổi, đầy vẻ lo lắng hỏi Tần Lạc. Con không sao đâu, Vương cửu cửu nhìn mẹ, cười nói. Con nói là không sao à? Phải nhờ người ta cõng về đó. Trương Nghi Y trách móc. Trời ơi, quần áo sao ướt hết thế này? Rốt cuộc là có chuyện gì, bên ngoài tuyết rơi đầy trời chứ có phải là mưa to đâu. Không cẩn thận nên ngã xuống nước, Vương cửu cửu nói. Ngã xuống nước, Trương Nghi Y sửng sốt, sau đó nói với vẻ mặt cổ quái, mau vào nhà thay quần áo đi. Vừa nói vừa đỡ mông con gái chạy vào trong nhà. Trong phòng có lò sưởi, vì thế giống như là thoáng cái từ mùa đông tới mùa hè luôn. Tần Lạc đặt Vương cửu cửu lên ghế salon, nói, mau thay quần áo đi, rồi nấu một bát canh gừng mà uống. Ngày mai ngủ dậy sẽ không sao cả. Rồi lại nói với Trương Nghi Y, nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi ngay nhé. Muộn rồi, tôi về trước đây. Nói xong, Tần Lạc quay người định đi. Thầy Tần, Vương cửu cửu hét lên. Sao thế? Tần Lạc dừng bước, hỏi. Quần áo của anh cũng ướt hết rồi, lại còn đi chân đất nữa. Cho dù thân thể của anh có khỏe hơn nữa thì cũng không chịu nổi đâu. Tối nay nghỉ ngơi ở đây đi, tắm nước nóng rồi thay quần áo khô ráo. Vương cửu cửu muốn giữ hắn lại. Hơn nữa, điện thoại của anh cũng ướt rồi, không thể bật lên được đâu, sao mà gọi cho anh được. Tần Lạc lúc này mới nhớ ra hắn và Vương cửu cửu cùng ngã xuống nước, điện thoại cũng rơi vào nước theo. Tạm thời không thể sử dụng. Đúng vậy, Trương Nghi Y cũng khuyên nhủ. Chỗ này có rất nhiều phòng, giờ cũng muộn thế này rồi, hà tất phải về làm gì nữa. Tần Lạc nghĩ ngợi một chút, đây cũng coi như là một lựa chọn không tồi. Hơn nữa, hắn thực sự không còn sức để đi nữa rồi. Mà lúc này hắn biết phải về đâu đây? Bất kể là về biệt thự của Lâm gia hay là về chỗ của Văn Nhân Mục Nguyệt đều sẽ đánh thức rất nhiều người. Được rồi, vậy thì phiền hai người rồi. Tần Lạc gật đầu nói. Có phiền gì đâu, không phiền chút nào cả. Em đi tìm quần áo cho anh. Vương cửu cửu từ trên salon bật dậy, nói. Trương Nghi Y lại đè con gái xuống, nói, con cũng mau đi tắm đi. Tôi đi tìm quần áo cho các người. Vương cửu cửu tắm xong thì mặc áo ngủ chạy ra, Trương Nghi Y thì vừa hay nấu canh gừng xong. Nào, uống đi, Trương Nghi Y nói. Có của thầy Tần không? Vương cửu cửu hỏi. Bà cô của tôi ơi, sao dám không làm cho Tần lão sư chứ? Con có phải yêu quá hóa rồ rồi không? Hi hi, có thể. Vương cửu cửu cười hi hi, nói. Nhíu mày uống hết bát canh nóng. Trương Nghi Y cầm bát canh không đặt lên bàn, nhìn Vương cửu cửu, hỏi khẽ, sao mà ngã xuống nước thế? Không cẩn thận nên ngã, Vương cửu cửu nói. Trời lạnh như thế này, cho dù hai đứa muốn đánh dã chiến thì cũng không cần phải chạy ra bờ sông chứ. Trương Nghi Y trách cứ. Trương Nghi Y, Vương cửu cửu nổi giận, mẹ đừng có lưu manh như vậy chứ. Vậy hai đứa nửa đêm chạy tới bờ sông làm cái gì? Uống gió Tây Bắc à, có gì mà phải nói ở đó. Vương cửu cửu nghĩ sao cũng không hiểu rõ một vấn đề, đầu óc của mẹ cô ta làm bằng gì vậy. Trương Nghi Y dường như đột nhiên nhớ tới vấn đề gì đó, kéo tay con gái nói, đi theo mẹ. Đi đâu? Phòng bếp. Vào phòng bếp làm gì? Cứ vào đi rồi biết. Trương Nghi Y từ tủ lạnh lấy ra một quả dưa chuột, vung vẩy trước mặt Vương cửu cửu, hỏi, biết cái gì đây không con? Dưa chuột. Trương Nghi Y gật đầu, sau đó từ trong túi lấy ra một cái thứ nho nhỏ, đây là cái gì? Bao cao su, Vương cửu cửu vỗ vỗ lên đầu Trương Nghi Y, nói, mẹ, mẹ cũng lạnh đến hồ đồ rồi à? Người rơi xuống nước là con, sao mẹ cũng như là ngốc theo vậy? Mẹ không có ngốc, Trương Nghi Y gạt tay con gái ra, nói, là một người mẹ, còn có một chuyện rất quan trọng chưa có dạy con. Là cái này hả? Vương cửu cửu cười to. Đừng cười, đây là chuyện nghiêm túc đấy. Trương Nghi Y nói. Con cũng thấy rồi, đây là dưa chuột, đây là bao cao su. Đàn ông khi có phản ứng vậy thì sẽ giống như quả dưa chuột này. Nào, cầm dưa chuột của đàn ông đi. Trương Nghi Y nhét quả dưa chuột vào tay Vương cửu cửu, sau đó bóc túi bao cao su ra, nói, xé cái này ra, sau đó bọc lên thế này này. Vương cửu cửu cười to, nói, mẹ dạy con cái này làm gì? Cái con ôn này. Nghiêm túc một chút đi, đây là môn học rất quan trọng, con gái nếu như không biết cách bảo vệ thân thể của mình, sau này người chịu thiệt vẫn là đàn bà chúng ta đó con. Con hiểu, nhưng cái này con biết rồi, được chưa nào? Vương cửu cửu ôm bụng,
cười đến nỗi tắc cả thở. Cô ta cảm thấy mẹ của mình thực sự quá buồn cười. Con biết rồi ư, Trương Nghi Y kinh hãi. Bà ta túm lấy tai Vương Cửu Cửu, mắng, nhà đầu chết tiệt, tối nay đã làm ra chuyện gì? Con chẳng phải đã nói là không phải đi dã chiến sao? Lần này con giải thích thế nào đây? Úi, đau, đau, vốn không phải là như mẹ nghĩ đâu, con từ trên máy tính mà biết đó. Vương Cửu Cửu kêu đau. Máy tính. Đúng vậy, Vương Cửu Cửu giật tai ra khỏi ma chảo của Trương Nghi Y, nói. Nhà của chúng có máy tính hả? Trương Nghi Y hưng phấn hỏi. Tần Lạc mặc áo ngủ của cha Vương Cửu Cửu bước ra, thấy hai mẹ con đang trốn ở trong phòng bếp nói chuyện, liền áy náy hỏi, có bàn chải đánh răng không? À, có, để tôi lấy cho cậu. Trương Nghi Y nói, định giấu quả dưa chuột trong tay đi, nhưng đã không kịp nữa rồi. Chỉ đành nắm chặt quả dưa chuột đã đeo bao cao su vào trong tay. Các người cầm dưa chuột làm gì vậy? Tần Lạc nhìn quả dưa chuột trong tay Trương Nghi Y, hỏi. Cái này, tôi dạy Cửu Cửu cách làm đẹp ý mà. Trương Nghi Y ha ha cười nói. Ăn dưa chuột rất tốt cho sắc đẹp. Để chứng minh lời nói của mình, Trương Nghi Y còn cắn một đoạn dưa chuột không bị bọc bao cao su, nhai chóp chép trong miệng. Tần Lạc gật đầu, nói, Cửu Cửu bị cảm, hôm nay đừng ăn nhiều hoa quả. Vương Cửu Cửu nhìn bộ dạng đang nhai dưa chuột của mẹ mình, trong dạ dày bắt đầu ứa nước chua, lắc đầu nói, yên tâm đi, em sẽ không ăn đâu. Đợi khi Tần Lạc quay người đi, Trương Nghi Y vội vàng nhổ miếng dưa chuột trong miệng vào thùng rác. Vương Cửu Cửu kịp thời đưa một cốc nước nóng ra, nói, mẹ, sao mẹ lại ăn thật? Mẹ không ăn liệu có được không? Nếu anh ta đòi ăn dưa chuột thì làm thế nào? Trương Nghi Y tức giận nói. Vương Cửu Cửu không thể không thừa nhận, có lúc mẹ của mình thực sự là rất lo xa. Nằm trên chiếc giường xa lạ mà lại ấm áp, Tần Lạc mãi không ngủ được. Trong đầu nghĩ lại chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, nghĩ đến sự thổ lộ của Vương Cửu Cửu, lại nghĩ tới. Cốp cốp cốp. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Tần Lạc nói vọng ra, vào đi. Vương Cửu Cửu đẩy cửa bước vào, bên trong cầm mấy bình thuốc, nói, Tần lão sư, em cầm một ít thuốc thoa để chữa lạnh đến. Em xoa chân cho anh nhé. Tần Lạc bởi vì để chân trần mà chạy trên tuyết quá lâu, hai chân đã bị tổn thương nghiêm trọng. Vừa rồi sau khi dùng nước ấm để ngâm, cảm thấy ngứa vô cùng. Hắn luôn phải dùng phương pháp xoa bóp huyệt vị để ngăn ngứa. Hiện tại là ban đêm, không có cách nào đi mua thuốc. Hắn chuẩn bị chịu đến ngày mai rồi đến tiệm thuốc đông y mua một ít thảo dược về nấu để ngâm chân, 2-3 lần là đỡ. Cho nên Tần Lạc không để ý đến chút vết thương nhỏ này. Tần Lạc từ trên giường ngồi dậy, nói, để anh tự thoa, bẩn lắm. Em không sợ bẩn, em thoa giúp anh. Vương Cửu Cửu nói, cô ta ngồi lên giường, lôi chân của Tần Lạc ra rồi đặt lên đùi, sau đó cẩn thận lấy thuốc mỡ màu trắng ra bôi vào những chỗ bị thương do giá rét cho hắn. Sau khi thoa thuốc xong, Vương Cửu Cửu đi rửa tay, sau đó đứng cạnh giường, dùng ánh mắt sáng long lanh nhìn Tần Lạc, giống như Tần Lạc là một đoá hoa vậy. Tần Lạc bị cô ta nhìn đến mức cảm thấy xấu hổ, nói, mệt cả nửa ngày rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Nhưng, anh đang ngủ trên giường của em mà. Vương Cửu Cửu cười hi hi, nói. Cái gì? Tần Lạc từ trên giường ngồi bật dậy, chăm chú quan sát căn phòng một hồi, đúng là khuê phòng của con gái thật. Tùy tiện tìm cho anh một căn phòng là được mà, Tần Lạc xấu hổ nói. Vương Cửu Cửu cúi người xuống, hôn một cái lên mặt Tần Lạc, cười hi hi nói, mấy căn phòng khác chưa được dọn dẹp, có thể sẽ hơi ẩm ướt. Anh ngủ đi, em tới ngủ cùng mẹ, ngủ ngon. Tần Lạc xoa xoa chỗ bị hôn trộm, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Đàn bà, tên của các người chính là Lưu Manh. Chương 160, trên trời thỉnh thoảng cũng có bánh đột nhiên rơi xuống. Học sinh trong phòng tuy thấy Tần Lạc và văn nhân Mục Nguyệt cùng đi về phía sân sau của trường, nhưng không biết chuyện xuất hiện sát thủ ở đó. Hơn nữa vệ sĩ của văn nhân Mục Nguyệt xử lý rất sạch sẽ gọn gàng, sự kiện ám sát vốn phải dẫn tới một cơn chấn động trong trường học cơ hồ như không hề có ai biết đến tại Đại học Y khoa. Khi Tần Lạc bước vào trong vòng, ngoại trừ sự quan sát lạ lùng của mấy học sinh nam ra thì chỉ có ánh mắt như hoa si của Vương Cửu Cửu. Điều này khiến cho Tần Lạc thầm hô bất hảo. Nếu cứ tiếp tục thế này, quan hệ thân mật giữa hắn và Vương Cửu Cửu sớm muốn gì cũng bại lộ. Đêm qua sau khi Vương Cửu Cửu ly khai, Tần Lạc cả đêm đều không ngủ được. Trong đầu hiện đi hiện lại tình cảnh Vương Cửu Cửu lõa lồ nằm trên đất, vô cùng rõ ràng, vô cùng dụ người, vô cùng phong tình vạn chúng. Điều này khiến Tần Lạc có chút hối hận. Vì sao lúc trước mình không nhìn thêm mấy cái?
Cũng chính vì nguyên nhân này, khiến Tần Lạc không biết phải xử lý quan hệ cùng Vương Cửu Cửu như thế nào. Cũng giống như cô ta đã nói, những gì không nên nhìn anh đã nhìn rồi, những gì không nên sợ anh cũng sợ cả rồi, chẳng lẽ mình nói với cô ấy đó chỉ là một giấc mộng không đẹp thôi ư, hoặc nói là kỳ thực mình không nhìn thấy gì cả, thế không phải chỉ là trốn tránh trách nhiệm sao? Tần lão sư, mỹ nữ hôm đó là ai vậy? Có phải là minh tinh điện ảnh không? Đúng vậy, xinh đẹp quá. Tần lão sư, cô ta là bạn gái của thầy à? Tần lão sư, thầy phải nỗ lực nhiều vào, nếu không sẽ không xứng với người ta đâu. Những học sinh này rốt cuộc cũng không nhịn được, một người dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao nói theo. Tần Lạc mỉm cười vỗ vỗ bàn, tỏ ý bảo mọi người im lặng, nói, chỉ là một người bạn bình thường thôi. Không phải chứ, trông rất thân mật với Tần lão sư cơ mà, có người nghi hoặc hỏi. Quả thực là bạn bè bình thường, mỹ nữ đó tớ quen mà. Vương Cửu Cửu lên tiếng ủng hộ Tần Lạc. Cửu Cửu, bạn sao lại biết rõ vậy? Không phải bạn đã nhắm trúng Tần lão sư rồi chứ? Vương Cửu Cửu quay đầu trừng mắt lườm thằng nhóc đó, nhưng không ngờ lại không phản bác. Điều này khiến cho Tần Lạc trong lòng trầm xuống. Nếu như để người ta hiểu rằng mình có tình cảm với học sinh thì còn mặt mũi nào mà ra ngoài gặp người khác đây? Lúc đó sẽ khiến cho dư luận xôn xao. Bây giờ bắt đầu vào học thôi. Tần Lạc dùng sách đập lên bàn, nói. Hai tiết học kết thúc, buổi chiều hắn không có tiết dạy, Tần Lạc chuẩn bị về biệt thự Lâm ra xem thế nào. Hôm hắn bị thương buổi tối không có về nhà, chỉ bảo là mình phải tới nhà bạn bàn chút việc. Đi liền một mạch cả hai ngày. Cũng không biết Lâm lão gia tử và Hó Ân Khê có ý nghĩ bất hảo gì đây. Vừa bước tới cửa trường thì thấy một chiếc xe Hummer trông rất uy vũ đỗ ở cạnh cửa. Ly toàn thân mặc đồ da màu đen đứng dựa vào xe, vẻ mặt tươi cười nhìn Tần Lạc. Hiển nhiên, cô ta đã điều tra rất rõ ràng thời gian lên lớp của Tần Lạc. Người đòi nợ tới rồi. Tần Lạc cười khổ bước tới, nói, sư muội, cô tới đây làm gì? Đợi anh, Ly nói rất thản nhiên. Ha ha, tôi đang chuẩn bị đi gặp sư phụ đây. Tần Lạc cười nói, hôm qua bị bệnh, không có cách nào đến khám bệnh cho sư phụ được. Tôi lại không biết số cầm tay của cô, cho nên lỡ mất một ngày. Tôi biết là anh bị bệnh rồi, còn biết là anh bị thương ở tay nữa kìa. Ly nói, Tần Lạc kinh hãi, mình đeo găng tay cơ mà, sao cô ta nhìn thấy tay mình bị thương. Tôi còn biết anh tối qua tới tham gia thọ yến của Tần gia. Ly nhìn thấu suy nghĩ của Tần Lạc. Giống như là không làm cho người khác kinh ngạc thì thề không dừng vậy. Cô theo dõi tôi à? Tần Lạc híp mắt lại hỏi. Bất kỳ ai khi ăn uống, đại tiện, tiểu tiện mà bị người ta giám thị thì trong lòng đều sẽ không cảm thấy thoải mái. Loại chuyện này cũng cần phải theo dõi ư? Nếu tôi muốn biết hành tung của anh, gọi điện thoại một cú là được rồi. Ly nói một cách khinh thường. Tần Lạc cười khổ, quyền lực của những người này lớn đến kinh người. Tới chỗ nào cũng có tai mắt của bọn họ. Muốn tránh được sự theo dõi của bọn họ thì thực sự là quá khủng bố rồi. Đột nhiên, Tần Lạc trợn mắt lên, nói, cô có biết tối qua sau khi tôi rời khỏi tiệc rượu thì làm gì không? Khi mình trà sát thân thể cho Vương Cửu Cửu không phải là cũng có người theo dõi chứ? Vậy thì thực sự là quá khủng bố rồi. Tôi làm sao mà biết được, anh tưởng tôi là thần tiên à? Ly trợn mắt lên, nói. Vậy thì tốt rồi, Tần Lạc thở phào. Lên xe đi, Ly nói. Rồi tự mình nhảy lên ghế lái. Tần Lạc biết mình lại phải chịu đựng sự giày vò của cô gái thích lái xe như điên này rồi, trước tiên nhổ một bãi nước bọt xuống đất, sau đó mới dám bỏ lên ghế phụ. Quả nhiên, sau khi xe bình ổn lái ra khỏi nội thành, Ly bắt đầu lái xe như bay trên đường. Tần Lạc thấy tay phải của cô ta có đeo găng tay ra, hỏi, tay cô đỡ chưa? Ly nhìn Tần Lạc một cái, tự động giảm tốc độ xe xuống thấp một chút, nói, bắt đầu hồi phục rồi. Thuốc của anh rất thần kỳ. Còn vết thương trên lưng? Tần Lạc hỏi. Ly đầu tiên thì trừng mắt nhìn hắn, giống như Tần Lạc hỏi vấn đề này đã chiếm rất nhiều tiện nghi của cô ta vậy, sau đó mới trả lời, cũng đang bình phục, chỉ là vết thương quá sâu, hiệu quả chưa được rõ ràng lắm. Tần Lạc gật đầu, nói, đúng rồi, đại khái phải từ 10 ngày tới nửa tháng mới hoàn toàn phục nguyên. Sau 7 ngày mới thấy được hiệu quả rõ ràng. Không biết có phải là vì cảm kích ơn cứu trợ của Tần Lạc hay không, Ly không ngờ lại không lái xe nhanh nữa. Tuy tốc độ không phải là chậm, nhưng vẫn nằm trong phạm vi mà Tần Lạc có thể chịu đựng được. Những người đi ra từ trong quân đội có lẽ đều có rất nhiều khuyết điểm, ví dụ như hơi dã man, hơi một tí là rút đao tung kiếm.
nhưng ưu điểm của bọn họ cũng phi thường rõ ràng, ít nhất, tuyệt đối không vong ơn phụ nghĩa. Long Vương vẫn nằm trên cái ghế trúc đặt ở giữa nhà, cái thảm mỏng lúc trước hay đắp lên người đã bỏ xuống, hiện tại đổi thành một cái chăn bông. Hai cô bé giúp việc đang đứng ở bên cạnh xoa bóp da thịt trên chân cho ông ta, lúc không có Tần Lạc, chắc công việc này là do họ tiến hành. Sư phụ, Tần Lạc bước tới gọi. Long Vương mở mắt ra, nhìn Tần Lạc rồi cười nói, thằng nhóc này cuối cùng cũng tới rồi. Sư phụ, xin lỗi, con hôm qua bị thương nhẹ. Tần Lạc áy náy ói. Ta biết rồi, Ly đã nói cho ta nghe rồi. Long Vương nói, sau đó nhìn chằm chằm vào tay phải của Tần Lạc, hỏi, tay không sao chứ? Không sao cả, sẽ khỏi rất nhanh thôi. Tần Lạc nói, ừ, đã thu con làm đồ đệ, ta cũng phải có trách nhiệm về việc này. Sát thủ đâm con bị thương, cũng giống như là tát vào mặt ta. Thân thể của ta đi lại không tiện, cũng không có cách nào dạy con cái gì, bắt đầu từ ngày hôm nay, trước tiên để Ly dạy con một chút kỹ xảo bác đấu cận thân đi. Cô ấy dạy con, Tần Lạc trợn mắt lên hỏi. Ly là cao thủ của Long Tức, cô ta cũng thừa sức dạy con. Long Vương nói. Sư phụ, con không phải là có ý đó. Ý con là, Tần Lạc chú ý thấy ánh mắt giống như muốn giết người của Ly, nuốt ngược lại câu sau vào bụng. Khi anh không thể phản kháng thì an phận mà chịu đựng đi. Hắn không phải là lo lắng Ly dạy mình không tốt, hắn và Ly đã động thủ, tốc độ của cô gái này nhanh đến kinh người, hơn nữa thực lực của không yếu. Cái hắn lo lắng là tính khí của cô gái này quá tàn bạo, mình nếu học chậm vào, e rằng cô ta sẽ tức giận rút đao ra đâm mình mất. Ly, con nghe thấy rồi chứ? Long Vương nói với Ly. Biết rồi, cha nuôi, con nhất định sẽ dạy anh ta thật tốt. Ly nhìn Tần Lạc rồi cười lạnh, giống như là thợ săn đang nhìn vật săn sắp rơi vào tay mình. Long Vương đã nói vậy, Tần Lạc cũng không tiện phản bác. Chỉ hy vọng cô ta sẽ nể tình mình chữa khỏi tay và lưng cho cô ta mà nương tay cho mình. Án theo bộ sậu trước kia, Tần Lạc trước tiên tiến hành châm cứu các huyệt lớn ở toàn thân cho Long Vương. Tần Lạc, nghe nói vết thương trên tay Ly là nhờ con chữa khỏi hả? Long Vương đột nhiên lên tiếng hỏi. Vâng ạ, Tần Lạc trả lời. Thuốc bột rất thần kỳ, là từ phối phương gì chế thành vậy? Long Vương hỏi. Là phương thuốc mà con có được ở trong, đạo gia thập nhị đoạn cẩm. Phương thuốc nguyên bản cũng chỉ được tính là bình thường, chỉ là bên trong có một loại phối dược điều chế thuốc vô cùng khó kiếm. Đó chính là một loại động vật thổ sinh, chỉ có trong khu vực rừng rậm ở Vân Điền mới xuất hiện. Tên gọi là Kim Dũng, thân thể màu ám kim, có râu dài, giống như là con nhống, chỉ là đầu to hơn một chút. Rất khó bắt, trước mặt Long Vương, Tần Lạc cũng không giấu giếm điều gì, nói thực ra hết. Ừ, Long Vương dừng lại một lát, nói, phương thuốc này của con có thể bán cho quân phương không? Quân phương có nhu cầu rất lớn đối với loại thuốc có đặc hiệu để chữa thương như thế này. Tần Lạc không ngờ Long Vương có thể bàn chuyện giao dịch với hắn vào lúc này, công tác trên tay vẫn không ngừng, nói, sư phụ, phương thuốc này giao cho thầy cũng không sao. Nhưng có một người bạn đã cầm phương thuốc này đi đăng ký bản quyền rồi, hơn nữa, còn sản xuất để tiêu thụ tại thị trường sản phẩm làm đẹp. Thì ra là vậy. Long Vương trầm ngâm một lát, nói, con xem thế này có được không nhé? Công ty của các con sẽ phụ trách sản xuất theo yêu cầu của quân phương, sau đó do quân đội tiếp nhận. Tần Lạc giật nảy mình, đây không phải là một chuyện mừng giống như có bánh đột nhiên từ trên trời rơi xuống sao. Đầu năm nay, ai mà không bằng lòng làm ăn với quân phương chứ? Phương thuốc vẫn là của mình, chỉ cần chiếu theo yêu cầu mà bọn họ đề xuất để sản xuất là được. Hơn nữa, Tần Lạc hoàn toàn có thể án theo thể chất đặc biệt của quân nhân mà điều phối lại một loại phương thuốc thích hợp cho bọn họ sử dụng. Nếu bọn họ cảm thấy hữu dụng, tới lúc đã sẽ mở rộng cho toàn quân sử dụng, vậy thì thị trường sẽ to lớn cỡ nào. Càng quan trọng hơn là, quốc tế Khuynh Thành của Lệ Khuynh Thành và Tần Lạc sẽ phải mang theo một chút sắc thái của quân phương. Vậy thì sau này về phương diện cạnh tranh thương nghiệp sẽ rất có ưu thế. Có thể tưởng tượng, nếu báo tin tức này cho Lệ Khuynh Thành, cô ta sẽ lộ ra bộ mặt kinh hỉ biết nhường nào. Tần Lạc cố gắng khống chế cơ thịt trên mặt, nếu không bản thân sẽ đắc ý quên hình mà bật cười thành tiếng, nói, được rồi. Con sẽ thương nghị với bạn của con nghĩ là bọn họ sẽ đồng ý thôi. Ly ở bên cạnh chu mỏ lên nói, công ty đó không phải là anh có quyền quyết định à. Chương 161, Mộng tưởng đế quốc thương nghiệp. Tần Lạc không dám để cho Ly lái xe vào biệt thự của Lâm gia, cho nên bảo cô ta đỗ xe ở cửa. Ngày mai tôi sẽ lại tới đón anh, không được trốn đâu đấy.
Ly nhìn chằm chằm vào mặt Tần Lạc, cười nói. Biết rồi, sao tôi phải trốn chứ? Tần Lạc tức giận nói. Nhìn qua gương chiếu hậu của chiếc xe Hummer, vết xước trên mắt còn chưa được sát trùng, vết rách trên miệng thì vẫn còn máu rỉ ra ngoài. Có thể là vừa rồi biểu tình trên mặt của mình hoạt động với biên độ quá lớn, cho nên càng làm vết thương rách to hơn. Cô gái này, hạ thủ thực sự là quá hung ác. Nói cái gì là mọi người đều là đồng môn, điểm tới là dừng. Cô ta rõ ràng đã đáp ứng rồi, nhưng vừa xông lên đã đánh ngay vào mặt người ta, cô ả đáng ghét này, nói lời chẳng biết giữ lấy lời gì cả. Thực tế chứng minh rõ ràng, người không bị đánh thì sao học được cách đánh người. Ly nhìn về phía Tần Lạc với ánh mắt đầy ác ý, nói một cách hời hợt. Trước khi cô chưa dạy tôi cũng biết làm cách nào để đánh người. Tần Lạc nói. Ly nói một cách khinh thường, thế cũng gọi là đánh người à. Trên chiến trường chúng một chiêu là đủ để mất mạng. Nếu vừa rồi trong tay tôi là một con dao, hơn nữa công kích vào bộ vị khác của anh hiện tại đã không còn có cơ hội đứng đây mà oán giận đâu. Vậy vì sao cô lại muốn đánh vào mặt tôi? Tần Lạc tức giận hỏi. Đây mới chính là nguyên nhân khiến hắn bực mình. Cô có thể đánh vào ngực, đánh vào bụng, đánh vào mông, thiếu gì chỗ để đánh, sao cứ phải nhè mặt người ta mà nện. Đánh vào chỗ khác thì cha nuôi không nhìn thấy, đánh vào mặt thì ông ấy vừa nhìn là thấy. Ông ấy bảo tôi dạy anh một cách nghiêm túc, tôi muốn nói ông ấy biết rồi, tôi rất nghiêm túc. Tần Lạc không muốn nói chuyện với cô ả này nữa, xoay người định đi. Đợi đã, Ly ở phía sau nói. Nhớ số điện thoại của tôi chưa? Nếu có chuyện hoặc là bị thương không thể đến thì gọi điện thoại cho tôi. Còn nếu có chuyện như đánh nhau với người khác thì đừng có gọi. Tôi không rảnh. Khi Tần Lạc về tới Lâm gia biệt thự, Lâm Hoán Khê mặc một bộ đồ ở nhà màu trắng đang đọc báo ở trong phòng khách. Tư thế lười nhác, thân thể dụ người, Tần Lạc nhìn mà ngón trỏ mấp máy. Tần Lạc nhớ tới cái hôn thâm tình vào sáng sớm hôm đó, nhìn chằm chằm vào bờ môi đỏ tươi của cô ta rồi nuốt nước bọt. Môi thơm của mỹ nhân đúng là một đại mỹ vị của nhân gian. Tần Lạc chạy tới ngồi xuống cạnh Lâm Hoán Khê, tay phải giả vờ như không cẩn thận đặt lên vai cô ta, cười hỏi, hôm nay không đi làm à? Tôi từ chức rồi, Lâm Hoán Khê hờ hững nói. Có điều khiến người ta phải kinh hỉ là cô ta không hề né tránh động tác thân mật đó của Tần Lạc. Từ chức, Tần Lạc mặt mày kinh ngạc, đáp án này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Đúng, Lâm Hoán Khê nói. Đang làm sao tốt sao tự dưng lại muốn từ chức? Không vui thì từ chức. Lâm Hoán Khê hiển nhiên là không có ý định giải thích với Tần Lạc. Cô ta đặt tờ báo lên mặt bàn, sau đó cẩn thận giúp Tần Lạc cởi găng tay ra. Tần Lạc thầm kêu hỏng bét, vết thương trên tay chưa khỏi, vẫn còn phải quấn băng. Quả nhiên, Lâm Hoán Khê nhìn thấy tay Tần Lạc thì sững sờ, sau đó cầm trong tay, hỏi, có chuyện gì thế? Bị thương có nghiêm trọng không? Ha ha, không có gì. Tần Lạc nói một cách đầy hưởng thụ, một cô gái lạnh như băng đột nhiên quan tâm tới mình, cảm giác mỹ diệu này thực sự là người bình thường khó mà thể hội được. Cái mà người ta làm được, anh cũng làm được, gọi là năng lực. Cái mà người khác làm không được, anh vẫn có thể làm được thì gọi là chinh phục. Cái gì gọi là chinh phục, chính là cái này đây. Sao lại bị thương, cẩn thận đừng để bị thấm nước nhé, nếu không sẽ nhiễm trùng đấy. Lâm Hoán Khê nói. Được rồi. Tôi sẽ chú ý. Tần Lạc dùng sức nắm lấy vai Lâm Hoán Khê, nói, chị quên tôi là bác sĩ à? Lâm Hoán Khê trừng mắt nhìn Tần Lạc, giống như là trách hắn không biết quý trong thân thể của mình. Tuy đây là cái trừng mặt rất bình thường, còn mang theo một chút oán giận, nhưng Tần Lạc nhìn thấy lại rất vui vẻ thoải mái. Quá mê người rồi, quá tình cảm rồi, ngay cả vẻ mặt khi trợn mắt cũng xinh hơn người ta. Tay Tần Lạc ôm Lâm Hoán Khê từ từ dùng sức. Đẩy thân thể của cô ta vào trong ngực mình, chuẩn bị cùng cô ta ôn lại cảm giác ngọt ngào môi chạm môi. Tuổi trẻ thanh xuân, gió nguyệt ngập trời, khung cảnh đẹp thế này mà không tận dụng, không phải là phụ lòng mỹ cảnh này sao? Anh muốn làm gì? Lâm Hoán Khê cảm nhận được động tác của Tần Lạc, lạnh lùng hỏi. Cái cô ngốc này luôn thích hỏi những vấn đề ngốc nghếch vậy sao? Không thể nói cho chị biết, lúc Tần Lạc nói, cánh tay lại dùng lực rồi hôn lên môi Lâm Hoán Khê. Lúc Lâm Thanh Nguyên bước vào, thấy hai người đang ôm hôn nhau, vẻ mắt đờ ra, sau đó mặt đầy kinh hỉ. Lúc đang định vô thanh vô tức bước ra thì thấy hai người đã phát hiện ra lão, hai thân thể đang ôm nhau lập tức tách ra. Lâm Thanh Nguyên cười ha ha, nói, các cháu tiếp tục đi, tiếp tục đi. Ông không thấy gì cả, ông không thấy gì hết.
Lâm Hoán Khê thì từ trên ghế salon bật dậy, mặt không chút biểu cảm chạy lên lầu. Tần Lạc cũng rất xấu hổ, muốn giải thích nhưng lại phát hiện tất cả các cớ đều không có sức thuyết phục. À, chúng ta vừa rồi nói tới đâu rồi nhỉ? Tần Lạc hỏi. Nói tới đâu à? Ồ, đúng rồi, chúng ta nói tới đường lối phát triển trong tương lai của Trung Y. Nhắc tới đây, ta không nhịn được mà nói tới các danh y của Trung Quốc. O không ô. Nghe xong Tần Lạc thuật lại, Lệ Khuynh Thành trên mặt không hề xuất hiện biểu tình kinh hỉ, mà lại nhìn Tần Lạc với vẻ suy tư, nói, chỉ nghe người ta nói người ngu thì có phúc ngu, sao anh luôn có vận rắm chó kiểu mạc danh kỳ diệu như vậy nhỉ? Chị lại công kích người ta rồi. Tần Lạc bực mình nói, đây chẳng lẽ là vận khí ư, đây là nhân phẩm của mình bạo phát. Thế này thì kế hoạch của chúng ta lại phải chế định lại rồi. Lệ Khuynh Thành không dây dưa với Tần Lạc về vấn đề này nữa, quay người bước tới bàn làm việc của cô ta. Bộ váy công sở gợi cảm, tất đen dài màu đen, chân đi một đôi giày da màu đen gót cao. Tuy bên ngoài gió to tuyết lớn, nhưng không ngăn cản bước tiến truy cầu mỹ lệ trong căn phòng làm việc này. Lúc cô ta nhoài người trên bàn đọc tư liệu, cái váy ngắn đó bị mông cô ta ních cho chật căng. Vẽ ra một đường cong dụ người, cái rãnh nhỏ ở giữa cũng rất dễ người ta liên tưởng linh tinh. Tôi mấy người trước đã làm một bản kế hoạch trong 3 năm cho Quốc Thế Khuynh Thành. Trong 3 năm, chúng ta phải trở thành công ty cung cấp mỹ phẩm lớn nhất toàn quốc. Không chỉ phải chiếm được hơn 30% phân ngạch thị trường trên phương diện chuyên ngành, còn phải chiếm được một chỗ nhỏ trên phương diện hàng hóa hàng ngày. Nếu chúng ta có thể làm ra được một khoản hoặc là vài khoản sản phẩm để giành chiếm được thị trường hàng hóa hàng ngày, vậy thì lúc đó đối thủ của chúng ta sẽ không còn chỗ đứng trong ngành sản phẩm hóa trang nữa. Lệ Khuynh Thành đưa tư liệu trong tay cho Tần Lạc, nói, nhưng, hiện tại tình huống mới xuất hiện khiến kế hoạch của chúng ta phải thay đổi. Cái chúng ta phải làm trước tiên là phải mở ra một công ty con hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta, căn cứ theo yêu cầu của quân phương, chuyên môn sản xuất những loại đồ dùng quân nhu cho bọn họ. Đương nhiên, tới lúc đó công thức của sản phẩm cùng với nhu cầu của bọn họ về dược tính và đóng gói sẽ do anh và bọn họ bàn bạc. Vị sư phụ mà anh mới nhận gió có thể là nhân vật vô cùng có ảnh hưởng. Nếu không, loại chuyện này phải do quân bộ trực tiếp tìm tôi bàn bạc, chứ không phải là trên danh nghĩa tư nhân của anh. Tần Lạc gật đầu, hắn cảm thật thực lực của Long Vương quả thật rất kinh người. Từ thái độ của những người khác đối với ông ta là có thể biết. Điều này cũng càng khiến hắn bội phục nhãn quang bái sư của mình. Sau này nhưng tên trộm vặt sẽ không dám khi phụ mình nữa, mình có thể ném lại một câu, mày cứ đợi ở đây, đừng có đi. Sau đó chạy tới tìm sư phụ, hoặc là con gái của sư phụ, những tên bại hoại đó sẽ gặp họa rồi. Nếu như đối tượng để thực hiện những hành động dã man của Ly là người khác thì hắn cũng không phải là không thể tiếp thụ. Ví dụ nhưng nếu ngày đó cô ta ném Lý Thanh Ương vào thùng rác, mình có gì mà trách cô ta? Lệ Khuynh Thành ngồi cạnh Tần Lạc, hai chân bắt chéo, đôi chân dài gợi cảm đung đưa trước mặt Tần Lạc. Tôi có trọn vẹn lòng tin với công hiệu của sản phẩm của chúng ta. Chỉ cần chúng ta có một tiểu đội dùng thử thuốc bột hoặc là thuốc nước của chúng ta, tất nhiên sẽ có được sự khẳng định của một lượng người. Tới lúc đó, mở rộng ra cho một quân khu hoặc là quân đội của một quốc gia cũng không phải là không có khả năng. Anh có thể tưởng tượng được thị trường như vậy lớn cỡ nào không? Lệ Khuynh Thành quay sang nhìn Tần Lạc, cười hỏi. Tần Lạc gật đầu rồi lại lắc đầu. Hắn biết thị trường rất khổng lồ, thế nhưng rốt cuộc là khổng lồ đến mức độ nào thì hắn không rõ lắm. Biết những chùm quân hỏa của nước Mỹ không? Lệ Khuynh Thành hỏi. Biết một ít, Tần Lạc gật đầu. Đến lúc đó, tiền mà chúng ta kiếm được sẽ không ít hơn họ quá nhiều. Hơn nữa, nếu dược phẩm có thể mở rộng cho những quân đội có quan hệ tốt với Trung Quốc sử dụng, vậy thì, lợi nhuận mà khối thị trường này mang lại cũng rất kinh người. Lệ Khuynh Thành nghiêng đầu nhìn Tần Lạc, cười hi hi nói, lúc này, tôi không thể không cảm thấy hạnh phúc vì tôi có 3% cổ phần của Khuynh Thành quốc tế. Có tiền thì mọi người cùng kiếm. Hơn nữa, cô là chuyên gia về phương diện này. Không có cô giúp đỡ, xí nghiệp cũng không có cách nào phát triển nhanh như vậy. Tần Lạc khiêm tốn nói. Bởi vì hắn học Trung Y, đối với kinh doanh buôn bán một khiếu cũng không thông. Cho nên, nếu không có một người thích hợp giúp hắn quản lý, hắn thực sự là có loại cảm giác như một mình không kéo nổi cả đoàn tàu. Không nghi ngờ gì nữa, Lệ Khuynh Thành có thiên phú kinh người về kinh doanh chính là nhân tuyển thích hợp nhất. Nếu như cô ta có thể bảo trì lòng trung thành với mình. Tiền đồ của chúng ta là mỹ hảo vô hạn, Lệ Khuynh Thành cười nói. Cô ta nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, dã tâm bừng bừng nói, Tần Lạc, chờ xem,
tôi nhất định sẽ giúp anh tạo ra một đế quốc thương nghiệp. Một đế quốc thương nghiệp thuộc về anh. Lúc đó, anh chính là vua của đế quốc này. Chương 162, bé trai à, mau mau lớn lên đi. Tòa nhà không giờ là một tòa nhà văn phòng nằm ở phố Bình Xương mà quốc tế Khuynh Thành bỏ 7,5 ức, 1 ức bằng 100 triệu, ra để mua. Trong đó, số tiền mặt mà quốc tế Khuynh Thành phải chi ra là 3,5 ức, 4 ức còn lại lấy tòa nhà không giờ làm thế chấp để vay vốn của Ngân hàng Trung Quốc. Tòa nhà này sẽ trở thành nơi làm việc của nghiệp đoàn Trung Y Trung Quốc, mà tên của nó cũng được Lệ Khuynh Thành không chút khách khí đổi thành tòa nhà Khuynh Thành. Tần Lạc vốn đề nghị, có thể đổi thành tòa nhà Tần Lạc hoặc là tòa nhà Tần Thị không, nhưng Lệ Khuynh Thành cho rằng cái tên này không dễ nghe, hơn nữa đọc cũng không thuận miệng, cho nên phủ quyết kiến nghị của Tần Lạc. Không thể không nói, quyền hành mà đại lão bản Tần Lạc nắm trong tay không bằng nhị lão bản Lệ Khuynh Thành. Chính phủ đồng ý với phương án theo hình thức đầu tư cổ phần của Tần Lạc, chính phủ sẽ đưa ra chính sách để ủng hộ, nắm 48% cổ phần của công ty. Tần Lạc đại biểu cho quốc tế Khuynh Thành nắm 52%. Kết quả song phương đều phi thường hài lòng, hơn nữa so với những gì mà Lệ Khuynh Thành dự đoán thì còn nhiều hơn một ít. Cho nên đã đạt thành hiệp nghị một cách rất thuận lợi và ký hợp đồng xong xuôi nhanh chóng. Hôm nay là nghiệp đoàn Trung Y chính thức treo biển ra ngoài. Bởi vì có sự góp mặt của Phó Bộ trưởng Thái Công Dân cùng với mấy vị lãnh đạo chủ yếu của Sở Vệ Sinh, cho nên hoạt động lần này không sợ bị nhà nước làm khó. Không chỉ có sự đại biểu của phía chính phủ, sau này cũng sẽ có rất nhiều sự ủng hộ từ những người trong giới Trung Y. Sư phụ Vương Tu Thân của Tần Lạc, cùng với đám người Cố Bách Hiền, Quan Húc Sinh, Lão Trác vừa là bạn vừa là thầy của Lão cũng đều tới để chúc mừng. Bởi vì đây là một lần cải cách theo thời đại của giới Trung Y. Cho nên giới truyền thông có mặt rất đông, ngoại trừ truyền thông chuyên nghiệp của ngành y dược tới đưa tin ra, đài truyền hình Trung Quốc, đài truyền hình Yến Kinh, báo Trung Văn Trung Quốc, báo Thanh Niên Trung Quốc các loại đều tới biểu lộ sự quan tâm tới sự kiện này. Đương nhiên, cũng có thể hiểu là bọn họ biểu lộ sự quan tâm tới hành tung của Thái Công Dân. Tại nghi thức mở màn thành lập nghiệp đoàn, chính thức xác định chức vụ hội trưởng thứ nhất của nghiệp đoàn Trung Y của Tần Lạc. Mà Tần Lạc cũng chính thức đưa ra giấy mời 4 ngôi sao sáng chứ danh trong giới Trung Y là Vương Tu Thân, Cổ Bách Hiền, Lý Khánh Đường, Bạch Tuyết Phong đảm nhiệm chức vụ Lý Sự trưởng quản lý. Lý Sự trưởng tổng cộng có 5 người, công việc chủ yếu thường ngày là giúp đỡ hội trưởng Tần Lạc. Có người phụ trách nghiên cứu và phát triển, có người phụ trách xét duyệt, có người phụ trách quản lý hội viên, và có người phụ trách marketing, mỗi người đều có một việc, không ai giống ai. Nhưng quyền lợi trên thực tế lại do Lệ Khuynh Thành nắm giữ. Cô ta lấy thân phận người góp vốn để trở thành lý sự trưởng số 1, cũng chính là trợ lý số 1 của Tần Lạc. Nắm trong tay quyền quản lý nhân viên, quyền ưu tiên tiếp nhận thành quả nghiên cứu và phát triển và những sự vụ buôn bán quan trọng trên thị trường. Không có cách nào khác, cô ta là thương nhân, đầu tư nhiều tiền như vậy, anh không thể không cấp một số đặc quyền cho người đầu tư. Tần Lạc cùng đám người Thái Công Dân nói chuyện. Hơn nữa sau khi tự tay mở tấm biết giáp chữ vàng của nghiệp đoàn Trung Y Trung Quốc thì hoạt động được an bài vào buổi sáng trên cơ bản là đã kết thúc. Tần Lạc, cố gắng lên, trọng trách này giao cho các người đó. Thái Công Dân cười ha ha, còn vỗ rất mạnh lên vai Tần Lạc. Tôi sẽ cố gắng, nhất định sẽ không để cho Bộ trưởng Thái và các đồng nghiệp trong giới Trung Y phải thất vọng đâu. Tần Lạc gật đầu nói. Ừ, vậy thì tốt, sáng nay tôi còn có cuộc họp, không thể ở đây lâu được. Công tác còn lại giao cho các người đó, Thái Công Dân nói. Rồi ông nhìn sang Lệ Khuynh Thành nhưng lại nói với Tần Lạc, cậu chọn trợ lý giỏi thật. Cô ta nhất định sẽ giúp cậu rất nhiều. Kỳ thực trong quá trình đàm phán, Tần Lạc chỉ đề xuất một đường lối chính. Còn đàm phán cụ thể đều là do Lệ Khuynh Thành thay hắn bàn bạc, cho nên, Thái Công Dân cũng phải tán thưởng năng lực của Lệ Khuynh Thành. Bộ trưởng Thái, ngài quá khách khí rồi. Sau này còn phải nhờ ngài giúp đỡ nhiều. Lệ Khuynh Thành nói rất khiêm tốn và nhiệt tình, cô ả này trước mặt người ta thì một kiểu, ở sau lưng người ta thì kiểu khác, ở trước mặt thì đoan trang thục nhã khiến anh không thể bắt bẻ, ở sau lưng thì phong lưu phóng đãng khiến anh khó có thể chịu nổi. Rất nhiều lúc, Tần Lạc đều cảm thấy hắn bị một tầng sương mù dày đặc bao bọc, tầng tầng lớp lớp, khó có thể nhìn rõ bản tâm và cái tôi của cô ta. Tiễn đám quan chức bọn Thái Công Dân xong, lúc Tần Lạc quay về thì những ký giả đó vẫn vây kín cửa. Lôi Vĩ bước nhanh tới, nói với Tần Lạc, Tần hội trưởng, các phóng viên yêu cầu phỏng vấn anh. Tôi phải trả lời bọn họ thế nào đây? Lôi Vĩ được điều từ quốc tế Khuynh Thành tới giúp đỡ, là trợ lý sự vụ của Lệ Khuynh Thành.
Nghi thức khánh thành nghiệp đoàn Trung Y lần này là do hắn tổ chức và phụ trách. Vì Tần Lạc ở quốc tế Khuynh Thành không đảm nhiệm bất kỳ một chức vụ nào, thậm chí trừ một số rất ít người ra, rất nhiều người của quốc tế Khuynh Thành vốn còn không biết đại lão bản của bọn họ là Tần Lạc. Cho nên, Lôi Vĩ mới gọi Tần Lạc với chức vụ mà hôm nay hắn vừa đảm nhiệm. Tần Lạc nghĩ ngợi một lát, nói, cho bọn họ thời gian 20 phút. Được, tôi bây giờ sẽ đi an bài hội trường. Lôi Vĩ đáp ứng một tiếng, lại rảo bước đi ngay. Lão bản đã có lời, chuyện còn lại tất nhiên là do bọn họ đi chuẩn bị thỏa đáng. Hiệu suất làm việc của Lô Vĩ phi thường nhanh chóng, sau 10 phút, hắn lại xuất hiện trước mặt Tần Lạc, nói, Tần hội trưởng, phòng họp đã chuẩn bị xong. Các phóng viên đã ngồi trong phòng. Đi thôi, chúng tới đó, Tần Lạc nói với Lệ Khuynh Thành. Cuộc công bố tin tức lần này được dẫn ra trong một phòng họp dạng nhỏ ở tầng 1, cũng là cỗ để mở hội nghị xử lý thường vụ và gặp mặt giới truyền thông. Lúc Tần Lạc xuất hiện, trong phòng hội nghị chật kín người. So với lần trước sau khi thân phận truyền nhân của Thái Ất Thần Châm của Tần Lạc bạo lộ ở chỗ Thần Châm Vương thì số lượng ký giả muốn phỏng vấn nhiều hơn nhiều. Trong đó còn có người quen của Tần Lạc, đó là Từ Ảnh lần trước đã chờ Tần Lạc Khải Hoàn trở về gặp Lâm Hoán Khê. Tần Lạc biết những ký giả này đều là những ông vua không ngai, nên không thể chậm trễ. Hắn mặt mày tươi cười bước tới, nói, hoan nghênh các vị bằng hữu đã tới tham gia nghi thức treo biển của nghiệp đoàn Trung Y Trung Quốc ngày hôm nay, tôi đã sai người chuẩn bị bữa ăn nhanh ở tửu điểm, xin mời mọi người nể mặt tới dự. Mọi người có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, tôi nhất định sẽ nghiêm túc trả lời. Tần hội trưởng, ông năm nay bao nhiêu tuổi? Có người lên tiếng hỏi. Người hỏi chính là một trung niên đeo kính, trông rất có vẻ rất lão luyện thành thục. 22, Tần Lạc thản nhiên trả lời. Hắn sớm đã biết rằng tuổi tác của mình sẽ trở thành một tâm bia cho người khác công kích. Hội trưởng 22 tuổi, có phải là khiến cho người ta cảm thấy có chút buồn cười không? Tôi cho rằng, một người có thể có thành tựu lớn, chẳng quan hệ gì tới tuổi tác của anh ta cả. Tỷ phú Bill Gates chưa tốt nghiệp đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp, rất nhanh đã trở thành một tập đoàn có ảnh hưởng lớn nhất toàn cầu. Trong bảng xếp hạng những người giàu nhất của tạp chí Forbes, tuổi trung bình của 10 người đứng đầu cũng không tới 35 tuổi. Mà có người sống đến 100 tuổi, vẫn chẳng làm được chuyện gì. Tần Lạc cười cười rồi trả lời. Tôi đảm nhiệm vị trí hội trưởng nghiệp đoàn Trung Y, chứ không phải là chủ tịch câu lạc bộ Lão Thành. Nên chẳng liên quan gì đến tuổi tác cả. Ở bên dưới có tiếng cười đầy thiện ý, còn có người vỗ tay. Tần hội trưởng, rõ ràng đã có hiệp hội Trung Y, vì sao lại muốn thành lập một nghiệp đoàn Trung Y khác? Giữa hai cái có gì khác biệt? Từ Ảnh cười hỏi. Cô ta lo những ký giả có mặt ở đây sẽ dây dưa về vấn đề tuổi tác và bối cảnh sau lưng Tần Lạc, cho nên vừa mở miệng đã chuyển đề tài sang việc khác. Chúng ta đã có một đơn vị Trung Quốc di động, vì sao còn phải có một đơn vị Trung Quốc liên thông? Tần Lạc nhìn cô ta, hỏi ngược lại, kỳ thực bất kể là Hiệp hội Trung Y hay là Nghiệp đoàn Trung Y, đều là có nhiệm vụ chấn hưng Trung Y, phục vụ cho người hành nghề Trung Y. Hiệp hội Trung Y mang theo sắc thái chính phủ quá nặng nề. Nhưng bản chất của nó là phát triển Trung Y, phát dương Trung Y. Còn nghiệp đoàn Trung Y thì lại mang theo nhiều sắc thái thương nghiệp, hoặc có thể nói, đây chính là một công ty cỡ lớn lấy Trung Y để kinh doanh và có mục tiêu phát triển Trung Y do chính phủ và xí nghiệp cùng đầu tư xây dựng. Sự cách biệt lớn nhất giữa hai người chính là bối cảnh và thân phận, nhưng đều có một mục tiêu chung là vì Trung Y. Tần hội trưởng, theo chúng tôi biết, các nơi trên toàn quốc đều có rất nhiều chuyên gia có tên tuổi và kỹ thuật, Yến Kinh cũng là nơi ngọa hổ tàng long. Bất kể là tiền bối Vương Thu Thân, sư phụ của ông hay là tiền bổ Cố Bách Hiền, bọn họ đều là nhân tuyển thích hợp cho vị trí hội trưởng của nghiệp đoàn Trung Y. Vì sao sau cùng lại chọn ngài cho vị trí đó? Có ký giả hỏi. Tôi cũng cảm thấy bọn họ là nhân tuyển thích hợp để thành hội trưởng. Nhưng, những nhân tuyển thích hợp này đều cảm thấy tôi thích hợp hơn, do đó, tôi trở thành hội trưởng. Tần hội trưởng, theo tôi hiểu, ông lúc trước đã quay phim quảng cáo cho một hãng sản xuất đồ mỹ phẩm. Gánh trên vai thân phận hội trưởng của nghiệp đoàn Trung Y, ông có cảm thấy giành lợi ích thương nghiệp như vậy là hành động chính xác không? Liệu có khiến người tiêu dùng hiểu lầm tác dụng không? Tần Lạc nhìn vị ký giả đó, nói, tôi cảm thấy, chỉ cần thương gia nguyện ý mời, bất kỳ ai cũng đều có quyền lợi đi chụp hình quảng cáo để giành lợi ích thương nghiệp. Kể người đó là minh tinh thể thao hay là minh tinh ca nhạc hay bất kỳ nghề nào khác, nhưng, trước tiên, anh phải có hiểu biết nhất định về chất lượng sản phẩm. Chỉ cần anh chất lượng sản phẩm mà anh chào hàng ra công chúng vượt qua được kiểm tra, có thể thực sự mang tới sự giúp đỡ cho đời sống của mọi người. Vậy thì đó là hành động chính xác. Ngược lại,
nếu như chất lượng thương phẩm mà anh quảng cáo có vấn đề, rất dễ dẫn tới các loại các dạng hậu di chứng. Cho dù anh là một minh tinh ca nhạc chuyên tham gia quảng cáo, cũng là một hành vi không đạo đức. Chỉ cần có thương gia nguyện ý mời, hơn nữa chất lượng sản phẩm vượt qua được kiểm tra, bất kỳ một bác sĩ nào của nghiệp đoàn Trung Y Trung Quốc đều có thể đi chụp ảnh quảng cáo hoặc là quảng bá cho sản phẩm. Nếu như vậy, có thể cho rằng mục đích chủ yếu của việc thành lập nghiệp đoàn Trung Y Trung Quốc chính là kiếm tiền không? Có một ký giả trẻ tuổi lên tiếng chế giễu. Tần Lạc nhìn xoáy vào hắn, hỏi, cậu vì sao muốn làm ký giả? Bởi vì tôi thích, ký giả trẻ tuổi trả lời. Chỉ vì lý do này thôi ư, không có nguyên nhân gì khác à? Tần Lạc truy hỏi. Đương nhiên còn muốn kiếm tiền nuôi gia đình, ký giả nói. Như vậy, nghiệp đoàn Trung Y Trung Quốc lấy việc kiếm tiền làm mục tiêu thì có gì sai? Từ việc làm nhân viên của Trung Y, mọi người đều cho rằng là thích nghề này. Nhưng, nếu ngay cả việc no bụng cũng không có biện pháp giải quyết, vậy tình cảm và sự yêu nghề của bọn họ có thể kéo dài được bao lâu? Nghiệp đoàn Trung Y Trung Quốc sẽ giúp mỗi một người hành nghề Trung Y có thể kiếm được tiền, Trung Y ưu tú thì càng kiếm được nhiều tiền hơn. Chỉ có giải quyết được vấn đề no bụng của bọn họ, giải quyết vấn đề sinh hoạt của bọn họ, cho bọn họ một địa vị xã hội tương ứng, bọn họ mới có thể toàn tâm mà hành nghề. Nếu tất cả các Trung Y đều tràn ngập lòng yêu nghề, tràn ngập hy vọng, đồng thời, công tác của bọn họ có thể mới tới sự hồi báo lớn cho chúng ta. Vậy thì, chúng ta còn sợ Trung Y không có biện pháp để phát triển nữa ư? Lệ Khuynh Thành đứng ở cửa, nhìn Tần Lạc đĩnh đạng thảo luận trên vị trí chủ tịch của bàn hội nghị, trong lòng cảm thán vô cùng. Tốc độ trưởng thành của đứa bé trai vốn còn non nớt này nhanh đến chóng mặt, chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian, hắn nhất định có thể tự cáng đáng một mặt, chống đỡ được một bầu trời bao la. Bé trai à, mau mau lớn lên đi. Chương 163, Sử Nam rất nguy hiểm. Nghiệp đoàn Trung Y Trung Quốc là một tổ chức có tư tưởng chiến lược tiên tiến của quốc tế để kinh doanh phát triển Trung Y, sự thành lập của nó đã chứng tỏ giới Trung Y cổ lão sẽ nghênh đón một lần cải cách hoàn toàn mới. Đệ nhất hội trưởng của nghiệp đoàn Trung Y Trung Quốc Tần Lạc tiên sinh khi tiếp nhận phỏng vấn của chúng tôi đã nói, làm nhân viên Trung Y, mọi người đều cho rằng là thích nghề này. Nhưng, nếu ngay cả việc no bụng cũng không có cách giải quyết, vậy lòng nhiệt ái của bọn họ liệu kiên trì được bao lâu? O không ô, dẹt. Quản tự cầm điều khiển tắt TV đi, đứng ở trước cửa sổ trong suốt cạnh bàn làm việc, nhìn tuyết bay ngập trời ở bên ngoài. Mùa đông năm nay, thực sự khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Tần Lạc, xem ra chúng ta đúng là trời sinh để đối đầu. Lòng nhiệt ái và tình cảm mãnh liệt của người khác sẽ vì chuyện cơm áo mà cạn hết. Còn mày, tao thực sự muốn xem, lòng nhiệt ái và tình cảm mãnh liệt của mày liệu kéo dài được bao lâu? Trên khuôn mặt anh Tuấn của quản tự hiện lên một nụ cười âm hiểm, nói, trèo càng cao thì ngã càng đau. Chuyện tao muốn làm, mày đã giúp tao làm rồi. Nhưng, khi giới Trung Y lại một lần nữa đối diện với một trường hạo kiếp, mày còn năng lực để chống đỡ không? Ta đợi xem biểu hiện của mày. Cộc cộc. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Vào đi, quản tự chỉnh lý lại vẻ mặt, nói vọng ra. Lý Lệnh Tây đẩy cửa phòng làm việc tiến vào, phía sau là một cô gái xinh đẹp bưng hai cốc cà phê. Cảm ơn, quản tự nói với cô gái bưng cà phê. Mặt cô ta thoáng đỏ lên, cười nói, giám đốc đừng khách khí. Đây là chuyện tôi phải làm mà. Có người nói. Từ lúc hình bóng của Beckham xuất hiện ở World Cup, có vô số thiếu nữ đã coi anh ta là đối tượng tình nhân trong mộng hoặc là ảo tưởng khi làm tình với đàn ông. Thậm chí, có người còn mua mặt nạ hoặc là áp phích của Beckham, đợi tới khi tình cảm thiêu đốt tới trình độ nhất định, bọn họ liền dán mặt nạ hoặc áp phích lên mặt người đàn ông của mình. Nhưng, trong công ty này, quản tự hoàn toàn thay thế vị trí đặc thù của Beckham. Tướng mạo anh Tuấn, sự nghiệp thành công, năng lực xuất chúng, tao nhã. Bất kể là hắn nói chuyện cùng ai cũng đều ôn nhu, nho nhã lễ độ như vậy. Cho dù là với một cô bé phục vụ đưa cho hắn một tách cà phê hoặc một chén trà, hắn lúc đó cho dù đang rất bận, cũng sẽ vẫn ngẩng đầu lên nói cảm ơn. Trên thế giới, còn có nam nhân hoàn mỹ hơn so với hắn ư. Lý Thánh Tây cầm tách cà phê đứng ở cạnh quản tự, ánh mắt cũng nhìn vào con đường đầy tuyết và những người đang đi lại trên mặt tuyết, nói, không thể không thừa nhận. Bọn họ luôn có thể làm ra những việc mà người khác không thể làm được. Hiện tại, khắp thế giới đều là tin tức về việc nghiệp đoàn Trung Y Trung Quốc mới được thành lập. Kỳ lực, với lập trường của Lý Lệnh Tây, sự thành lập của nghiệp đoàn Trung Y Trung Quốc chẳng có quan hệ gì nhiều tới hắn.
hắn chỉ cần kinh doanh tốt danh y đường của mình và công tác mở rộng và tiêu thụ xung quanh sản phẩm của mình là được rồi. Thế nhưng, nguyên nhân khiến hắn chú ý chính là, đệ nhất hội trưởng của nghiệp đoàn Trung Y Trung Quốc đó chính là Tần Lạc. Trên báo chí còn đăng tải là do hắn đề xuất khái niệm này, hơn nữa còn thúc đẩy thành công. Nói như vậy, tất nhiên sẽ dẫn tới một ít tình tự tiêu cực của quản tự luôn kiêu ngạo. Cho dù quản tự hiện tại không có bất kỳ quan hệ gì với Lâm Hoán Khê, nhưng rồi hắn và Tần Lạc cũng chỉ có thành đối thủ cả đời. Làm bạn bè của quản tự, hắn tất nhiên không hy vọng người khác đứng trên đầu quản tự. Quản tự nhấp một ngụm cà phê thơm nồng, cười nói, như vậy cũng tốt. Người rơi vào cái vòng xoáy này cũng nhiều rồi, thị trường của lớn rồi. Lúc đó, chúng ta cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Lý Thánh Tây nói, gần đây giới truyền thông đang dán hắn, chúng ta có phải là nên hạ nhiệt độ hắn xuống không? Hạ nhiệt độ, tại sao phải hạ nhiệt độ? Quản tự hờ hững nói. Hắc hắc, quản thiếu, yên tâm đi, loại chuyện này cứ để tôi làm. Súng bắn chim đầu đàn, hắn hiện tại hot như vậy, tùy tiện hắt một chút mực lên người hắn, có thể dẫn tới vô số tin tức tiêu cực đó. Quản tự vốn muốn cự tuyệt, bởi vì hắn sợ chuyện mà Lý Lệnh Tây làm sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch lớn mà hắn đang tiến hành. Nhưng, không biết vì sao, sau khi cân nhắc hắn lại nói, cẩn thận một chút nhé, đừng chuốc vạ vào người. Quản thiếu, cậu yên tâm đi, tôi quen làm loại chuyện này lắm rồi. Lý Lệnh Tây cười ha ha nói, đúng rồi, dược phẩm làm đẹp của chúng ta đã được nghiên cứu và chế tạo ra rồi. Tôi đang sai người đi kiểm nghiệm và xin giấy chứng nhận sản phẩm. Chỉ cần có được giấy này, là có thể đẩy ra thị trường rồi. Lửa đã cháy rồi, chúng ta cũng có thể mượn cỗ gió đông này. O không ô. Tin tức thành lập nghiệp đoàn Trung Y Trung Quốc rất nhanh liền được giới truyền thông thổi đi khắp các ngóc ngách trên thế giới. Có lẽ một số quần chúng vây xem còn không biết đây là khái niệm gì, chỉ coi đây là một bộ chính phủ hoặc là hiệp hội chính phủ gì đó mới được thành lập. Giống như một đoàn thể chuyên nghiệp nào đó mà thôi. Nhưng trong giới trung y thì đây là một quả bom nặng ký, dẫn tới nghị luận và quan tâm rộng rãi. Có đám thái đầu trung y như Vương Tu Chân, Cố Bách Hiền ủng hộ, các bằng hữu phi thường có sức ảnh hưởng trải rộng khắp toàn quốc của bọn họ cũng lên tiếng hô hào, nghiệp đoàn trung y dược liền trở thành một sự tồn tại sáng chói. Nghiệp đoàn trung y không có điều kiện hạn chế, cũng không có danh ngạch hạn chế. Chỉ cần anh có lòng nhiệt ái với trung y, bất kể anh là học sinh môn trung y dược hay là nhân viên trong ngành, đều có thể viết thư để xin. Sau khi trải qua sự thẩm hạch của chuyên gia, rồi sẽ cho anh hội chương của nghiệp đoàn trung y. Nghiệp đoàn trung y là một bình đài có tính mở rộng, mọi người đều có thể giao lưu với nhau, cùng nhau phát triển. Ai có phương pháp trị liệu tốt thì có thể đưa ra để phổ biến, nghiệp đoàn trung y sẽ có thể dùng tiền để thưởng. Có thể độc lập nghiên cứu, cũng có thể nhiều người làm thành một tổ để nghiên cứu. Nếu ai có thể đưa ra thành quả nghiên cứu, hơn nữa có thể được tiêu thụ ra ngoài thì sẽ trích phần trăm theo mức tiêu thụ. Vì lo lắng người xin nhập hội quá nhiều, nghiệp đoàn trung y không có đường dây nóng. Quy định là chỉ có thể dùng phương thức gửi thư hoặc e-mail để xin, rồi sẽ cho nhân viên công tác thời gian xét duyệt nhất định. Ngày đầu tiên tin tức được lên báo, chỉ có mấy trăm học sinh của Viện Y hoặc và mấy chục trung y ở Yến Kinh chạy tới xin nhập hội. Đại bộ phận trong đó đều là học sinh của Tần Lạc. Ngày thứ hai, có mấy trăm bức thư được gửi tới. Mà e-mail thì đạt tới gần 5.000 bức. Điều này khiến Tần Lạc thầm cảm thấy kinh hỉ, vốn vẫn lo lắng không có thành viên nhập hội khiến bọn họ rơi vào tình cảnh khó khăn. Ngày thứ ba, thư nhiều như tuyết đang bay trên không trung, Bưu Yêu Cục dùng một chiếc xe bánh mì đưa thư đến. Ước đoán sơ bộ có 2 vạn bức, mà thư điện tử thì khiến hai hòm thư VIP cao cấp sắp chật cứng. Không thể không khẩn cấp tiến hành hiệp thương với công Thais. Nhờ bọn họ khôi phục số liệu bưu kiện, đồng thời khai thông hòm thư có dung lượng lớn hơn. Lệ Khuynh Thành bưng 2 chén hồng tửu tới, một chén đưa cho Tần Lạc, còn một chén thì cầm trong tay, cười hi hi nói, Tần Lạc, tôi sắp yêu cậu rồi, phải làm sao bây giờ? Tôi khuyên cô bỏ ý nghĩ đó đi, cô yêu tú như vậy, tôi không xứng với cô đâu. Tần Lạc xấu hổ nói, cô ả này luôn luôn xuất ngữ kinh nhân, khiến người ta không biết phải trả lời thế nào mới tốt. Tần Lạc khi ở cùng Lệ Khuynh Thành sợ nhất 2 chuyện. Một là sợ Lệ Khuynh Thành ép hắn uống rượu, bởi vì hắn biết mình không chối từ được. 2 là sợ Lệ Khuynh Thành đùa giỡn hắn, bởi vì hắn biết mình không nói lại được cô ta. Được rồi, tôi sẽ nỗ lực khống chế cảm tình của mình. Lệ Khuynh Thành vẻ mặt quyến rũ, nói, cùng anh ở một chỗ luôn khiến cho người ta có cảm giác vui sướng như lên đỉnh. Cái này,
Tần Lạc rất muốn hỏi cô ta có cảm giác lên đỉnh là gì, nhưng cảm thấy nói vậy thì phô quá, không thích hợp với một nam sinh ngây thơ như mình. Hơn nữa, hắn cũng không muốn biểu hiện ra sự vô tri khi ở trước mặt cô ả này. Hi hi, không biết cảm giác lên đỉnh là thế nào à? Hay là chúng ta thử nhé? Tôi cũng lâu lắm rồi chưa có làm chuyện ấy. Lệ Khuynh Thành mặt mày yêu mị chậm rãi tiến gần Tần Lạc, thân thể có mùi thơm như lan kích thích cảm quan của Tần Lạc. Tần Lạc rất mất mặt phát hiện ra rằng chỗ hạ thể của mình có một cái lều đang dựng lên. Tần Lạc mặt mày xấu hổ, nhưng bầu không khí mập mờ này khiến hắn cảm thấy kích thích một cách kỳ lạ, mặt đỏ tới tận mang tai, ngay cả hô hấp cũng biến thành dồn dập. Lệ Khuynh Thành cũng phát hiện ra dị trạng này của Tần Lạc, liếm liếm môi, cười tủm tỉm nói, tiểu sử nam, phía dưới cậu có cái ô à? Cô đừng như vậy mà, Tần Lạc sắp khóc rồi. Không có tự mình trải qua, anh vĩnh viễn không biết Lệ Khuynh Thành có lực dụ hoặc như thế nào. Cô ta vốn chính là một cây hoa đào ngập nước, hình dáng mê hoặc dụ người, thân hình nóng bỏng, hơn nữa khi cô ta cố tình, còn có một loại yêu khí khiến người ta phát cuồng. Đúng vậy, là yêu khí. Mà nữ nhân có loại khí chất này thường được gọi là yêu nữ. Bất kể là trong những tác phẩm điện ảnh hay là trong đời sống hiện thực, phàm là người bị gọi là yêu nữ, thì đó không phải là một nhân vật có thể làm điên đảo chúng sinh trong thiên hạ sao? Một cái nhấc tay, một cái nhấc chân, một ánh mặt, thậm chí một câu nói thôi cũng đều khiến người ta kích thích đến chết đi sống lại. Lệ Khuynh Thành thấy biểu tình của Tần Lạc, lòng chọc ghẹo càng mạnh hơn. Cô ta lại tiến lên trước thêm một bước. Thân thế của hai người như sắp dán chặt vào nhau, thổ khí như lan ghé vào tai Tần Lạc, nói, tôi cứ vậy đó. Tôi sắp không nhịn được rồi. Trong tiềm thức, Tần Lạc lại cảm thấy hối hận, nhưng đã hạ quyết tâm từ lâu nhưng cước bộ không ngờ vẫn không động đậy. Trên bản chất, hắn là một nam nhân rất dễ bị câu dẫn. Không cho câu nhịn đâu, Lệ Khuynh Thành hờn dỗi nói, miệng còn khẽ chạm lên vành tay Tần Lạc. Trong nháy mắt, Tần Lạc chỉ cảm thấy một cỗ máu nóng bốc lên đỉnh đầu. Hắn quên hết tất cả, chỉ có một loại cảm giác thống khoái muốn chết. Cô là Đát Kỳ. Chén rượu trong tay Tần Lạc rơi xuống đất, sau đó ôm chầm lấy thân thể Lệ Khuynh Thành, khi cô ta muốn hét lên lùi về sau thì hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng và ướt át của cô ta. Bất kể là lúc nào cũng đừng tùy tiện câu dẫn một sử nam. Sử nam, luôn rất nguy hiểm. Chương 164, Tam Kiệt tranh thế.